Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 286, thuốc đến bệnh trừ. Bằng xa chỉ dùng 0.5 khắc, không có bao nhiêu vấn đề. Tiêu Phàm mỉm cười đáp, lập tức bổ sung nói rõ vài câu, từ viện trưởng, hoàng thư ký cũng chưa nói tới chính là bệnh, những ngày này ẩm thực phương diện không có chú ý, hỏa khí tràn đầy một chút, thanh thanh lửa liền không có vấn đề. Đúng đúng đúng, từ viện trưởng, cứ dựa theo tiêu trưởng phòng toa thuốc này bốc thuốc. Hoàng Đại Bằng lập tức phụ họa theo đuôi. Tiêu Phàm phải chăng tại y thuật bên trên thắng qua từ viện trưởng, tạm thời khó thực hiện kết luận như vậy, nhưng Tiêu Phàm chính trị mẫn cảm tính, lại khẳng định ở xa từ viện trưởng phía trên. Kỳ thật tối nay tới bệnh viện nhân dân, Hoàng Đại Bằng cũng không tán thành, vốn chỉ là muốn để tỉnh ủy bác sĩ sinh vào nhà ngó ngó, chỉ cần vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng, vậy liền đợi ngày mai lại nói. Trong đêm hướng bệnh viện chạy, chỉ có thể nói rõ hoàng thư ký bệnh phải tương đối lợi hại. Dưới mắt, Hoàng Đại Bằng đang đứng ở một cái 10 điểm thời kỳ mấu chốt, nếu như không thể tranh thủ tại gần trong vòng 1-2 năm lên tới chính tỉnh bộ cấp bậc thang, như vậy liền nên đứng trước về hưu. Năm gần đây, bên trên đối với cán bộ cao cấp nhậm chức tuổi tác giới hạn, tóm đến rất nghiêm, cơ bản vừa đến tuổi tác liền sẽ lui, không có gì giảm sóc đường lùi. Biên giới một phương bí thư tỉnh ủy chưa như thế, liền lại càng không cần phải nói hắn dạng này phó chức. Muốn nâng cao một bước, dù chỉ là chính tỉnh bộ cấp hư chức, thân thể tốt cũng là thiết yếu điều kiện một trong. Thân thể xảy ra vấn đề, vậy liền vạn sự đều yên. Hoàng Đại Bằng cũng không muốn ở thời điểm này làm cho dư luận xôn xao. Chỉ là Chu Hiểu Thanh lại như Lâm Đại Địch, kiên trì muốn lên bệnh viện kiểm tra, Hoàng Đại Bằng cũng bản thân cảm giác kìm nén đến khó chịu, cũng liền đồng ý thê tử ý kiến, đi suốt đêm đến bệnh viện nhân dân tỉnh đến. Hiện tại Tiêu Phàm luôn miệng nói hoàng thư ký không có bệnh, Hoàng Đại Bằng liền rất hài lòng, quả nhiên không hổ là xuất thân chính trị hào môn, đối những tình huống này chính là nhìn thấu triệt. Hảo hảo, cái kia, lập tức chiếu đơn bốc thuốc, sắc tốt đưa tới. Thấy Hoàng Đại Bằng dưới chỉ thị, từ viện trưởng cũng liền không lại kiên duy trì ý kiến của mình, lập tức đem phương thuốc chuyển tay giao đến một tên y tá trong tay. Từ viện trưởng mặc dù là học chính là Tây y, nhưng làm nội khoa chủ nhiệm y sư. Đối trung y cũng có sự hiểu biết nhất định, biết sinh địa cùng bằng xa đều là thanh phổi nóng khử đàm dược vật, cũng là đối chứng, sẽ không ăn xảy ra vấn đề lớn tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại nói, chỉ cần Hoàng Đại Bằng còn đợi tại bọn hắn bệnh viện nhân dân, cái này liền càng thêm không cần lo lắng, thật có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tùy thời xử trí, Tiêu Phàm ánh mắt bốn phía vung mạnh, mỉm cười nói, từ viện trưởng. Thời gian cũng không còn sớm. Liền không cần vất vả nhiều như vậy đồng chí ở đây hao tổn, mời các đồng chí đều đi nghỉ ngơi đi. Dù coi như Hoàng Đại Bằng bệnh tình nghiêm trọng đến đâu ba phân, cũng không cần đến nhiều như vậy y sư giáo sư đến bao quanh, hiện tại long trọng chi ý đã biểu đạt qua, đoàn người cũng đều có thể ai về nhà nấy. Chỉ là tiêu trưởng phòng không khỏi quá tự tin, nghe ý tứ trong lời nói này, giống như có tự tin 100%, nhất định có thể trị hết Hoàng Đại Bằng bệnh. Từ viện trưởng không hiểu rõ Tiêu Phàm địa vị. Cũng không thể ngay mặt chất vấn, chỉ là mắt nhìn Hoàng Đại Bằng, trưng cầu ý kiến của hắn. Hoàng Đại Bằng suy nghĩ một chút, liền là nói, từ viện trưởng, vậy liền mời các đồng chí đi về nghỉ ngơi trước đi, vất vả mọi người, tạ ơn. Đã Tiêu Phàm chấn định như thế tự nhiên, Hoàng Đại Bằng ngược lại cũng rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này có phải là thật hay không như vậy có năng lực. Từ viện trưởng vội vàng nói, hảo hảo, vậy chúng ta liền chấp hành Hoàng thư ký chỉ thị, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi. Cái kia Tiểu Trần cùng Tiểu Vương lưu lại. Thế là các bác sĩ nhao nhao cáo từ, chỉ có một tên trẻ tuổi y sư cùng một vị trung niên y tá lưu lại. Hiển nhiên là phụ trách căn này cán bộ nòng cốt phòng bệnh trách nhiệm y sư cùng trách nhiệm y tá. Từ viện trưởng tự nhiên cũng muốn lưu lại, cũng nên cùng Hoàng Đại Bằng uống Tiêu Phàm kê đơn thuốc, xác định một chút hiệu quả trị liệu như thế nào mới quyết định. Nguyên bản chen chúc không chịu nổi cán bộ nòng cốt phòng bệnh, lập tức trở nên thanh yên tĩnh. Bộ kia hút đàm cơ vẫn như cũ bày ra tại cách đó không xa. Vạn nhất Tiêu Thần Y là cái giang hồ phiến tử, giả mạo Ngụy Liệt đại sư, kê đơn thuốc không dùng được. Hoàng thư ký cái này đầy ngập dính đàm, còn phải dựa vào cái này hút đàm cơ mới có thể thật giải quyết vấn đề. Chu Hiểu Thanh trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Cái này Tiêu Phàm bao biện làm thay, trực tiếp đem mặt khác bác sĩ đều đuổi đi, nhưng nhất định phải có chút bản lĩnh thật sự mới tốt ha, đừng đưa nàng ra lão hoàng cho hố. Phảng phất muốn nghiệm chứng Chu Hiểu Thanh lo lắng, cũng không lâu lắm, Hoàng Đại Bằng lại thở lên, ghé vào bên giường, muốn nôn đàm, Chu Hiểu Thanh cùng y tá luống cuống tay chân cầm ống nhổ đi lên, Chu Hiểu Thanh lại cho Hoàng Đại Bằng đập lưng,
lại loạn cả một đoàn. Hoàng Đại Bằng hì hục nửa ngày, mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng, chính là nhả không ra. Từ viện trưởng, làm sao bây giờ? Chu Hiểu Thanh gấp đến độ cái gì như? Từ viện trưởng trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó khăn, hai mắt một cách tự nhiên hướng một bên Hút Đàm Cơ nhìn lại. Kỳ thật bình thường đến nói, Hút Đàm Cơ loại này khí giới sẽ không tùy tiện dùng tới, nếu như đối mặt bệnh nhân không phải phó bí thư tỉnh ủy, loại trình độ này bệnh tình đã không dùng đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh phó viện trưởng tự thân xuất mã, cũng còn không dùng được Hút Đàm Cơ. Mình trước khó chịu lấy đi, chỉ là mắt thấy Tiêu Phàm liền ngồi ở chỗ đó, thần sắc chấn định như hằng, dùng Hút Đàm Cơ lời nói, từ viện trưởng cũng nói không nên lời tới. Thật không nắm chắc được vị này trẻ tuổi trưởng phòng lai lịch a. Tốt ở thời điểm này, một tên y tá trẻ tuổi đã đi chậm chậm lấy đem một túi chứa tốt thuốc đông y canh tề đưa tới. Bệnh viện Nhân dân tỉnh có trung y phòng, cũng có vì bệnh nhân sắc thuốc phục vụ. Từ viện trưởng, thuốc sắc tốt. Tiểu hộ sĩ bỗng nhiên đẩy cửa ra xông vào, vội vã kêu lên. Hảo, nhanh lấy tới. Từ viện trưởng luôn miệng kêu lên. Thực tế Hoàng Đại Bằng kìm nén đến khó chịu, từ viện trưởng nhìn xem càng khó chịu hơn. Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, chậm rãi tiến lên, nói, Hoàng thư ký, ta cho ngươi đâm hai châm, khơi thông một chút phổi kinh mạch, dạng này phối hợp một chút, thuốc hiệu quả có thể có được tốt hơn phát huy. Trong lúc nói chuyện, hàn quang lấp lóe, trong tay đã nhiều hai viên lóe sáng liễu diệp tiểu đao. Hoàng Đại Bằng cố nén ho khan, mắt nhìn Tiêu Phàm, ngươi còn hiểu châm cứu a? Hiểu chút, vậy tốt, khụ. Hoàng Đại Bằng một trận này tốt khục, chỉ cần có thể nhanh lên chữa khỏi bệnh, đừng bảo là châm cứu, cái gì khác đều được. Lập tức Tiêu Phàm cho Hoàng Đại Bằng đâm hai châm, tiếng ho khan im bặt mà dừng, Chu Hiểu Thanh cùng y tá hầu hạ để Hoàng Đại Bằng đem nước thuốc uống vào. Cũng không biết là dược hiệu đặc biệt đối chứng, hay là Tiêu Phàm châm cứu công lao, chén thuốc uống hết không bao lâu, Hoàng Đại Bằng trong cổ liền hô hô rung động, màu xanh đen dính đàm từng ngụm phun ra. Ai nha, dễ chịu, rốt cục dễ chịu. Thật vất vả, Hoàng Đại Bằng ngừng lại khục đàm, thở phào một hơi, đưa tay vỗ lồng ngực của mình, thở dài nói, mặt mũi tràn đầy đều là thoải mái chi sắc. Chu Hiểu Thanh nước mắt lập tức liền hạ đến, liên tiếp mấy ngày. Hoàng Đại Bằng tật xấu này có thể đem nàng chơi đùa. Từ viện trưởng trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đối với hắn vị này nội khoa chủ nhiệm bác sĩ đến nói, khử đàm không làm đại sự. Thủ pháp cũng không ít, nhưng thuốc đồng y uống hết, thấy hiệu quả nhanh như vậy, vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Tốc độ này, thật sự là tiêu chuẩn, so Hút Đàm Cơ còn có tác dụng. Tiêu trưởng phòng, tạ ơn a. Chu Hiểu Thanh luôn miệng đối Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm khoát tay áo. Nói, Hoàng thư ký, không có vấn đề gì lớn, đàm phun ra liền tốt. Sau này chú ý thanh đạm ẩm thực, Hoàng Đại Bằng cái kia thoải mái a, vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh bàn lan can, nói Tiêu trưởng phòng, thật là nghĩ không ra, ngươi còn tinh thông y thuật. Còn lợi hại như vậy, đây thật là không tầm thường, lão Tiêu nhà vị này đích trưởng tôn, xác thực ngoài dự liệu. Xử trí lưu manh hỗn đản thời điểm, xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Trong chính trị ánh mắt kiến thức cũng 10 điểm lâu dài, lại còn là trong đó y quốc thủ. Chu Hiểu Thanh lại có chút lo lắng, thấp giọng nói, Tiêu trưởng phòng. Cái này liền đi rồi, khỏi phải lại mở chút gì thuốc, nghiêm trọng như vậy bệnh tình, như thế hai vị thuốc đông y chịu uống hết, như vậy vạn sự đại cát. Cũng khó trách Chu Hiểu Thanh trong lòng không nỡ. Tiêu Phàm cười cười, nói, đồng dạng đơn thuốc, ngày mai lại phục một lần, trên cơ bản vấn đề liền không lớn. Mấu chốt còn tại ở sinh hoạt hàng ngày bên trong bảo dưỡng. Hợp lý phối hợp ẩm thực, bảo trì thích hợp vận động. Tâm tình khoái trá, tự nhiên khỏe mạnh trường thọ. Đúng, Tiêu trưởng phòng nói rất có đạo lý. Đã không có vấn đề, vậy chúng ta liền trở về đi. Hoàng Đại Bằng cười ha ha một tiếng, xoay người liền từ trên giường xuống tới, vung tay lên, nói. Hoàng thư ký, nếu không, ngày mai ngài nếu có rảnh rỗi lời nói, lại đến làm toàn diện kiểm tra đi. Từ viện trưởng tựa hồ cũng cảm thấy dạng này quá qua loa, liền nói. Căn bản liền không có bọn hắn bất người y chuyện gì, người ta Tiêu trưởng phòng hai viên ngân châm, một cái toa thuốc liền thanh sự tình xong xuôi. Tình hình như vậy, từ viện trưởng cũng vẫn là lần đầu đụng phải. Hảo, nếu như có cần, ta sẽ để cho tiểu lý liên lạc với ngươi. Tạ ơn a, từ viện trưởng. Hoàng Đại Bằng khách khí cùng từ viện trưởng cùng cái khác bác sĩ y tá nắm tay từ biệt, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Hắn mấy ngày nay chứng bệnh, chủ yếu là không còn chút sức lực nào, ngực đổ đắc hoảng, cái này một đống lớn cục đàm một phun ra,
người lập tức liền dễ chịu, tinh thần. Cũng không trách Hoàng Đại Bằng như vậy vội vã rời đi, thực tế cũng là tình thế bất đắc dĩ. Phó Bí Thư Tỉnh ủy đêm khuya chạy tới bệnh viện, đây cũng không phải là việc nhỏ. Thời gian hơi dài một chút, những cái kia biết được tin tức thuộc hạ các cán bộ, chỉ sợ sẽ chen chúc mà tới, đem cái này cán bộ nòng cốt cửa phòng bệnh hạm đều đạp phá. Cái này còn thôi, làm không tốt tỉnh ủy hai vị đại lớp trưởng đều sẽ đích thân đến thăm hắn. Hoàng Đại Bằng cũng không muốn làm cho mưa gió. Đi tới khu nội trú dưới lầu, Lý Văn Trào buổi sáng liền điện thoại thông chi lái xe đem Hoàng Đại Bằng số 3 xe lái tới. Hoàng Đại Bằng nắm chặt Tiêu Phàm tay, liên tục vuốt, cười ha hả nói, Tiêu trưởng phòng, thật sự là lợi hại a, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Không tầm thường, không tầm thường. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tạ ơn Hoàng Thư Ký Đồng Hồ Dương. Hoàng Thư Ký, ta vẫn là kia cái đề nghị, ngài bản thân thể chất thật là tốt, không có gì thói xấu lớn. Tại ngài số tuổi này bên trên, có thể có dạng này tốt thân thể, rất không tệ, mời Hoàng Thư Ký tiếp tục bảo trì. Thế gian vạn vật, đều có nhất định vận hành quy luật. Thuận theo tự nhiên tốt nhất, vạn sự không thể cưỡng cầu. Không phải, hiệu quả có lẽ hoàn toàn ngược lại. Đúng đúng, Tiêu trưởng phòng đề nghị rất có đạo lý, thuận theo tự nhiên, ha ha, thuận theo tự nhiên. Hoàng Đại Bằng hai mắt có chút híp mắt một chút, lập tức trên mặt lại chất đầy thiếu dung. Tiêu Phàm lời nói bên trong có chuyện, hắn như thế nào nghe không hiểu. Những này hào môn đích hệ tử đệ, liền không có một cái đèn đã cạn dầu. Chương 287, cửa sắt trại tạm giam. Dù coi như tại cửa sắt thị cục công an trại tạm giam, Đồng Thiên Lỗi địa vị vẫn như cũ cao cao tại thượng. Phòng giam bên trong còn lại mấy cái bên kia người hiềm nghi phạm tội. Mặc kệ hòa nói bên trong cỡ nào hung hoành ương ngạnh, tại vị này cửa sắt thế giới ngầm lão đại trước mặt, từng cái ngoan giống con cừu nhỏ, cúi đầu nghe theo, phụng mệnh duy cần. Đây là một cái ngăn cách với đời tiểu thế giới, thừa hành lấy một loại nào đó cực kỳ đơn giản quy tắc nắm tay người nào lớn, ai có lý. Dựa theo công an cơ quan lệ cũ, giống Đồng Thiên Lỗi dạng này quan trọng người hiềm nghi phạm tội, bình thường đều sẽ bí mật giam giữ, hơn nữa còn là dị địa giam giữ. Hắn quan hệ quá phức tạp. Kinh doanh cửa sắt thế giới ngầm nhiều năm như vậy, đừng bảo là phổ thông chính đảng cơ quan có hắn tuyến nhân rất bình thường, coi như tại chính trị và pháp luật cơ quan nội bộ, chỉ sợ cũng không ít cá nhân liên quan. Rất dễ dàng liền có người cho hắn mật báo. Vì để tránh cho loại tình hình này phát sinh, bí mật giam giữ chính là rất thỏa đáng cũng rất cần thiết lựa chọn. Đồng Thiên Lỗi một khi bị bắt, vụ án này tiểu không được. Như thế một cái đại la bạc bị rút ra, không biết sẽ mang ra bao nhiêu bùn. Yên Bắc chính trị và pháp luật cơ quan các lãnh đạo đối này lòng dạ biết rõ, lại không rõ vì cái gì Phương Lê cứ như vậy nghênh ngang đem Đồng Thiên Lỗi giam giữ tại cửa sắt thị cục công an trại tạm giam, tựa hồ một chút cũng không sợ có người cho Đồng Thiên Lỗi mật báo, cùng hắn nội ứng ngoại hợp làm thông đồng. Phương Lê đây rốt cuộc là không có cơ sở chính trị và pháp luật làm việc thực tiễn kinh nghiệm, hay là có mưu đồ khác? Đoán chừng là có mưu đồ khác, ta liền thanh Đồng Thiên Lỗi nhốt tại như thế dễ thấy địa phương. Các ngươi ai muốn cùng hắn gặp mặt trò chuyện cái trời, vậy liền xin cứ tự nhiên. Đơn giản như vậy dẫn xà xuất động kế sách, coi là ai nhìn không ra đâu. Đồ ngốc mới lên đang, thật là có người mắc lừa. Bóng đêm càng thâm, dám trong sở yên tĩnh, nhưng không có tắt đèn. Trại tạm giam bên trong, ban đêm không có tắt đèn thuyết pháp này, mỗi gian phòng giám chỗ đèn chiếu sáng đều là một mực suốt đêm mở, soi sáng hừng đông. 24 giờ có chiến sĩ vũ cảnh không gián đoạn tuần tra. Giám thị những người này phạm, phòng ngừa bọn hắn bạo ngục hoặc là đánh nhau, tự thương hại tự mình hại mình loại hình. Đồng Thiên Lỗi không có chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy tựa ở đầu giường, hai mắt khép hờ, nghĩ đến tâm sự. Những người khác đều cẩn thận, nói chuyện làm việc cũng không dám quá lớn âm thanh, sợ nhao nhao hắn. Thật phải đắc tội Đồng Thiên Lỗi dạng này đại nhân vật, bị thu thập là trong giây phút sự tình. Không những ở giám trong sở sẽ bị thu thập, coi như tại bên ngoài người nhà lão nhỏ. Cũng không an toàn. Toàn bộ cửa sắt, ai chưa nghe nói qua Đồng lão đại uy danh. Thế giới này, cho tới bây giờ đều không phải công bằng. Đồng Thiên Lỗi khóe miệng hiện lên một tia trào phúng cười lạnh. Đừng nhìn những này cùng dám thất phạm nhân từng cái đối với hắn tất cung tất kính, đại ca lớn lên ca ngắn, Đồng Thiên Lỗi trong lòng tựa như gương sáng, biết ở trong đó chỉ ít có ba cái trở lên là trại tạm giam quản giáo cán bộ an bài tốt, chuyên môn phụ trách giám thị hắn. Hắn tại giám trong phòng nhất cử nhất động đều mơ tưởng trốn qua những này nhãn tuyến. Một ngày xuống tới, Đồng Thiên Lỗi thậm chí đã biết, mấy tên kia là quản giáo cán bộ nhãn tuyến. Nhưng Đồng Thiên Lỗi cái gì đều không nói, càng không có thanh mấy tên này thế nào. Người ta đó cũng là thân bất do kỷ,
làm khó những tiểu nhân vật này có ý gì. Lại nói, coi như thanh mấy tên này thu thập, trại tạm giam phương diện lập tức lại sẽ an bài mới người tiến đến tiếp tục giám thị hắn. Đồng Thiên Lỗi tâm lý nắm chắc, lần này, hắn xem như thông thiên, kết cục như thế nào, chỉ có thể bằng trời mà định ra, không phải sức người đảo ngược. Đừng bảo là mấy cái phụ trách giám thị hắn người phạm, dù coi như hắn có năng lực đem trại tạm giam sở trưởng đổi đi, cũng cải biến không được hắn cuối cùng vận mệnh. Chỉ mong Diêm Đại Sư nói một kiếp đổi một kiếp thật sự có thể có hiệu quả đi. Diêm Đại Sư nói, từ tướng mệnh của hắn đến xem, hắn có chặt đầu chi họa. Nhưng đây là sinh cướp không phải tử kiếp, dạng này tai họa ngập đầu, có thể dùng lớn tai đến thay thế quá khứ. 5 năm trở lên lao ngục liền xem như lớn tai. Đồng Thiên Lỗi trong đầu lượn vòng lấy Diêm Đại Sư đã nói với hắn những lời kia, kìm lòng không đặng đưa tay ép ép nơi ngực. Ở nơi đó, treo một cái tiểu xảo ngọc sức phẩm, đây là Diêm Đại Sư tặng đưa cho hắn, để hắn tùy thân đeo, thành tâm cung phụng, có thể tiêu tai nhị họa. Đồng Thiên Lỗi một mực mang tại ngực, 24 giờ mang theo, tắm rửa đều chưa từng lấy xuống qua. Tối hôm qua vào tù, hắn tùy thân mang theo điện thoại, dây lưng, đồng hồ, bật lửa, thuốc lá các loại vật phẩm đều theo quy định bị trông coi nhân viên đoạt lại, lâm thời bảo đảm quản. Chờ hắn ra ngục thời điểm, sẽ giao trả lại hắn. Đương nhiên, cũng không ít phạm nhân ở tiến vào trại tạm giam, liền rốt cuộc ra không được. Hoặc là chết bệnh, hoặc là phán xử tử hình bị đánh chết rơi. Dưới tình huống đó, những vật phẩm này sẽ làm di vật chuyển giao cho người ta phạm gia thuộc. Vượt quá Đồng Thiên Lỗi dự kiến chính là, hắn mang tại ngực tiểu tiểu ngọc hồ lô, thế mà không có bị mất, cho phép hắn tiếp tục đeo. Có lẽ trông coi cán bộ cho rằng dạng này bóng loáng khéo đưa đẩy ngọc chế phẩm, lại khéo léo như vậy, sẽ không đối người phạm sinh mệnh an toàn tạo thành mặc cho hạ uy hiếp đi. Bất quá Đồng Thiên Lỗi thà rằng tin tưởng, đây là nguồn gốc từ Diêm Đại Sư vĩ lực. Diêm Đại Sư tự mình tặng cho pháp khí, tự nhiên không hề tầm thường, trông coi cán bộ cũng giống vậy lại nhận pháp khí này ảnh hưởng. Đồng Thiên Lỗi trong đầu chính suy nghĩ miên man, bỗng nhiên bị một tiếng thét ra lệnh bừng tỉnh. Đồng Thiên Lỗi, thẩm vấn, dám trong sở thoảng qua vang bỗng nhúc nhích, loại này đêm hôm khuya khoát thẩm vấn sự tình, đang tại bảo vệ chỗ chính là chuyện thường ngày, ai đều trải qua, chớ đừng nói chi là Đồng Thiên Lỗi trọng yếu như vậy phạm nhân. Đoàn người ai cũng không lấy làm lạ, Đồng Thiên Lỗi đơn giản cả sửa lại một chút ăn mặc, chậm rãi đi ra giám thất, thần sắc chấn định. Đồng Đại Ca Hòa nói bên trong thế nhưng là rất người ý tứ, dù là hiện tại không may, cũng không thể quá đổi phế. Đến đây thẩm vấn hắn là hai tên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng trông coi cảnh sát nhân dân, đều bàng khoát eo tròn, khổng vũ hữu lực, hai người đều sụ mặt lỗ, cảnh giác vạn phần tiếp cận hắn, sợ hắn có cái gì dị động. Đồng Thiên Lỗi không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, một bộ khinh thường cùng người trẻ tuổi so đo gió nhạt mây nhẹ dáng vẻ. Nhưng mà vừa đi tiến vào phòng thẩm vấn, Đồng Đại Ca liền không bình tĩnh. Là ngươi, Đồng Thiên Lỗi song mi bỗng nhiên giơ lên, kinh ngạc không thôi. Ngồi đang tra hỏi vị trí bên trên, thế mà là Tiêu Phàm, nhàn nhạt nhìn xem hắn, nhàn nhạt gật gật đầu, thần sắc bình thản. Kỳ thật đừng bảo là Đồng Thiên Lỗi kinh ngạc không thôi, liền xem như áp giải hắn đến đây kia hai tên trẻ tuổi cảnh sát nhân dân, cũng ở trong lòng đầu âm thầm kinh ngạc. Cái này ai vậy, muốn nói cùng Tiêu Phàm đồng dạng trẻ tuổi phá án cán bộ, không phải là không có. Vô luận ban kỷ luật thanh tra hay là chính trị và pháp luật cơ quan, những năm này đều tại đại lực đề bạt bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, không ít nhân tài mới nổi đâu. Mấu chốt Tiêu Phàm bên người hai vị kia cùng đi nhân viên có chút dọa người. Một vị cấp 2 cảnh giám, một vị cấp 3 cảnh giám. Đối hai vị này đại lão, trẻ tuổi cảnh sát nhân dân nhưng đều biết, một vị là tỉnh Thính Trịnh Phó Phòng, một vị thì là Cục Thành phố Lưu Phó Cục trưởng. Đều là tỉnh thành chính trị và pháp luật hệ thống tiếng tăm lừng lẫy tay cầm thực quyền nhân vật lợi hại. Hai vị này, thế mà chỉ là Tiêu Phàm cùng đi nhân viên. Bởi vì Tiêu Phàm ngồi tại chính giữa, Trịnh trưởng phòng cùng Lưu cục trưởng một trái một phải, ngồi tại Tiêu Phàm bên cạnh. Đây cũng quá để người nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Phàm chức vụ không có khả năng so Trịnh phó phòng còn cao. Coi như hắn là từ bộ bên trong hoặc là cái khác trung ương cơ quan xuống tới cán bộ, cũng không thể an bài như vậy số ghế. Bên ngoài quy củ, vô luận như thế nào cũng phải nói. Cao tầng dù lớn đến mức nào lực đề bạt cán bộ trẻ tuổi, cũng sẽ không xuất hiện 30 tuổi cũng chưa tới chính thính cấp cán bộ lãnh đạo. Tỉnh Thính Trịnh phó phòng thế nhưng là hưởng thụ chính thính cấp đãi ngộ. Vô luận như thế nào nghĩ đều nghĩ không ra cái đầu mối tới. Sau đó, để người càng thêm mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Tiêu Phàm mỉm cười hướng Trịnh phó phòng nhẹ gật đầu, Trịnh phó phòng liền là đứng dậy. Đối Lưu phó cục trưởng lên tiếng chào, lão Lưu.
sau đó cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Lưu phó cục trưởng cũng là không rên một tiếng, gấp đứng dậy theo, đi theo Trịnh phó phòng về sau đi ra ngoài. Lần này, phụ trách trông coi hai vị trẻ tuổi cảnh sát nhân dân liền có chút mắt trợn tròn. Hai vị lão đại, diễn cái kia ra a, làm sao cái này người hiểm nghi phạm tội vừa mới đưa đến, hai vị cảnh giám trực tiếp liền rời khỏi rồi. Không thẩm rồi, kia tốt xấu kít một tiếng a, chúng ta thanh phạm nhân áp tải đi. Lưu phó cục trưởng đi tới cạnh cửa, quay đầu, hướng hai tên trông coi cảnh sát nhân dân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn cũng lập tức rời đi phòng thẩm vấn. Hai tên trẻ tuổi cảnh sát nhân dân hai mặt nhìn nhau, chần chờ. Không trách bọn họ do dự, thực tại chuyện như vậy quá quỷ dị, trước kia chưa từng đụng phải, trong lúc nhất thời, sợ để ý tới sai Lưu phó cục trưởng ý tứ lão đại, hai ta lại đi nữa, nhưng chỉ còn lại phạm nhân cùng vị kia tiểu bạch kiểm một đôi một, phù hợp a. Vạn nhất ra điểm chuyện gì, làm sao bây giờ? Đồng Thiên Lỗi thân hình cao lớn, khôi ngô cường tráng, mặc dù mang theo còng tay, lại cố định đang tra hỏi trong ghế, nhưng cùng Tiêu Phàm kia tiểu thân bản một đôi so, luôn cảm thấy không phải như vậy an toàn. Thấy hai người đầu óc chậm chạp, Lưu phó cục trưởng lập tức tấm dưới mặt đến, song nghi một dương, trùng điệp hừ một tiếng, đầu ra bên ngoài bãi xuống. Ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa, liền kém trực tiếp mở miệng hạ mệnh lệnh để bọn hắn xéo đi. Mắt thấy Lưu cục trưởng coi là thật sinh khí, hai tên cảnh sát trẻ tuổi cũng không dám do dự nữa, lập tức đi ra ngoài, đầy trong đầu bột nhão. Kỳ thật đừng bảo là hai người bọn họ làm không rõ ràng, Lưu phó cục trưởng đồng dạng không hiểu thấu. Nhưng Trịnh trưởng phòng đã phân phó như vậy, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hắn nhưng là Trịnh trưởng phòng một tay đề bạt, liền hiện tại, Trịnh trưởng phòng tại trong sảnh cũng là quyền cao chức trọng, cực lời nói có trọng lượng. Đã Trịnh trưởng phòng tự mình chạy đến, còn an bài như vậy, khẳng định là có đạo lý. Nhìn Tiêu Phàm kia lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ đây hết thảy đều là như vậy đương nhiên, Lưu cục trưởng liền phỏng đoán, vị này Tiêu trưởng phòng khẳng định địa vị không nhỏ, không phải xuất thân hào môn thế gia, chính là vị nào siêu cấp đại nhân vật bên người nhân viên công tác. Trừ cái đó ra, bây giờ không có cái khác càng giải thích hợp lý. Đương nhiên, làm như vậy cũng không tính quá làm trái kỷ luật, bởi vì cái này bản án, mắt trong tiền thính đã minh xác từ Trịnh trưởng phòng phụ trách đốc thúc, Trịnh trưởng phòng chẳng khác gì là tổ chuyên án dài, Lưu cục trưởng cũng là tổ chuyên án thành viên, phục tùng Trịnh trưởng phòng chỉ thị, hắn không phạm sai lầm lầm. Chỉ là Lưu cục trưởng không làm rõ ràng được, Tiêu Phàm đơn độc thẩm vấn Đồng Thiên Lỗi, đến cùng muốn hỏi chút gì. Nhưng đây cũng không phải là hắn nên quan tâm, ngầm trộm nghe nói, Đồng Thiên Lỗi phía sau, ẩn giấu đi kinh thiên cơ mật, dạng này cơ mật, lẫn vào càng ít càng an toàn. Lấy trước mắt hắn chức vụ, căn bản liền không đủ tư cách quấy nhiễu tiến vào dạng này vòng xoáy bên trong đi. Làm không tốt liền sẽ toàn thân xương vỡ. Bịch, phòng thẩm vấn thật dày đại môn nặng trùng hợp lại. Chương 288, Diêm Đại Sư. Đồng Thiên Lỗi dương mắt nhìn hướng Tiêu Phàm, ánh mắt rất lạnh. Hắn thực tế có chút làm không rõ ràng, Tiêu Phàm bỗng nhiên chạy đến phòng giam bên trong tới gặp hắn, đến cùng vì cái gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tóm lại không phải chuyện tốt. Mặc dù lần này Đồng Thiên Lỗi chủ động đem mình đưa tiến vào phòng giam, lại không có nghĩa là hắn có thể mặc người nắm. Tiêu Phàm đối Đồng Thiên Lỗi đề phòng ánh mắt nhìn như không thấy, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá Đồng Thiên Lỗi. Niên kỷ của hắn so Đồng Thiên Lỗi tiểu mười mấy tuổi, lại lấy loại này cư cao lâm hạ ánh mắt liếc nhìn tới, để Đồng Thiên Lỗi trong lòng cảm thấy là lạ, trên trán không tự chủ được đổ mồ hôi hột, ánh mắt lạnh như băng cũng biến thành có chút lúng túng. Đồng tiên sinh, ta lần này đến, có mấy cái vấn đề riêng muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Ngay tại Đồng Thiên Lỗi ngồi bất an tịch thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng. Vấn đề riêng, Đồng Thiên Lỗi lập tức sững sờ ngơ ngác một chút, có chút không hiểu thấu. Có vẻ như hắn cùng Tiêu Phàm trước đó căn bản liền không biết, ngay cả mặt đều chưa thấy qua, Tiêu Phàm làm sao liền sẽ có vấn đề riêng muốn hỏi hắn rồi. Đồng tiên sinh, hai vai của ngươi, có phải là đều có một nốt ruồi? Còn có ngươi phần gáy chỗ, có phải là cũng có một nốt ruồi? Tiêu Phàm không chậm không nhanh mà hỏi thăm, Đồng Thiên Lỗi giật nảy cả mình, vô ý thức muốn đứng lên, lưng eo vừa dùng lực, lập tức liền kẹt tại thẩm vấn trong ghế, đau đến nhe răng nhếch miệng. Nhất thời tình thế cấp bách, Đồng lão đại quên đi mình không phải ngồi tại ghế salon bằng da thật bên trong, mà là ngồi đang tra hỏi trong ghế. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đồng Thiên Lỗi hoàn toàn không để ý đau đớn, mở to hai mắt, trừng ở Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh nộ. Cũng khó trách Đồng Thiên Lỗi bỗng nhiên thất thố, vấn đề này thực tế đủ tư nhân, có thể nói là Đồng Thiên Lỗi kiệt lực muốn ẩn tàng bí mật,
chỉ có người thân cận nhất mới có thể biết, không ngờ Tiêu Phàm mới mở miệng liền cho hắn nói toạc ra, sao không làm hắn quá sợ hãi. Người có phải hay không đi gặp qua ta lão bà? Đồng Thiên Lỗi cơ hồ lập tức liền nghĩ đến lão bà hắn trên thân. Đương nhiên, biết bí mật này, không vẻn vẹn chỉ có lão bà hắn, còn có vài người khác cũng biết. Nhưng chỉ có lão bà hắn là bày ở ngoài sáng, mặt khác mấy cái kia, ngay cả lão bà hắn cũng không biết, Tiêu Phàm lại làm sao có thể biết. Liệu tất Tiêu Phàm không sẽ nhàm chán đến đi điều tra hắn Đồng Thiên Lỗi tình nhân tiểu mật a? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói, Đồng Thiên Sinh, biết ngươi cái này đặc thù, trừ cùng ngươi thành khẩn gặp nhau nữ người bên ngoài, hẳn là còn có những người khác a. Những người khác, Đồng Thiên Lỗi lại có chút không rõ, bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn liền bắn ra vẻ kinh hoàng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kinh nghi, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ e ngại. Trừ hắn mấy nữ nhân, xác thực còn có một người biết thân thể của hắn bên trên cái này mấy chỗ đặc thù, đó chính là Diêm Đại Sư. Diêm Đại Sư là một cái duy nhất không có nhìn qua hắn lại có thể chuẩn xác vạch ra hắn cái này mấy khỏa nốt ruồi người, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Đồng Thiên Lỗi mới đối Diêm Đại Sư chuyển biến cái nhìn, từ lúc mới đầu hoàn toàn không tin, khịt mũi coi thường, thậm chí giết đến tận cửa đi hưng sư vấn tội đến sau cùng thành kính quy y, tôn thờ. Tiêu Phàm cười cười, nói, buộc chặt nốt ruồi nếu là nặng tại mất đầu nốt ruồi, như vậy ngươi dưới mắt làm như vậy, ngược lại là có thể trốn qua một kiếp. Nếu là mất đầu nốt ruồi nặng tại buộc chặt nốt ruồi, đó chính là tử kiếp, không cách nào có thể giải. Một kiếp đổi một kiếp cũng không được. Đồng Thiên Lỗi lập tức trợn mắt hốc mồm, yên lặng nhìn qua Tiêu Phàm, miệng đại trương, một chữ đều nói không nên lời. Ánh mắt kia, phảng phất gặp quỷ đồng dạng, Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hướng Đồng Thiên Lỗi đi qua. Đồng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, gắt gao tiếp cận hắn, thân thể hoảng sợ bất an về sau co lại. Hắn bị cố định đang tra hỏi trong ghế, toàn thân trên dưới cũng liền đầu cùng nửa người trên có thể hoạt động. Ngươi có phải hay không Diêm Đại Sư phái tới? Trong kinh hoàng, Đồng Thiên Lỗi bỗng nhiên toát ra một câu như vậy, trên mặt hiện lên vẻ ước ao. Tiêu Phàm lời mới vừa nói, quả thực cùng Diêm Đại Sư đã từng đã nói với hắn lời nói giống nhau như đúc, rất có thể cùng Diêm Đại Sư có 10 điểm quan hệ mật thiết. Tiêu Phàm lắc đầu, mỉm cười nói, Đồng Tiên Sinh, trên thế giới này hiểu được thôi diễn tướng lý mệnh cách người, không chỉ một Diêm Đại Sư. Người lao ngục chi tượng cùng họa sát thân rõ ràng như vậy, hơi hiểu được một chút tướng lý người đều có thể nhìn ra được. Người nói là, ta mệnh trung chú định muốn ngồi xổm nhà ngục, còn có thể muốn mất đầu. Đồng Thiên Lỗi khẩn cấp hỏi, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, cũng không có phủ nhận, vẫn như cũng nhiều hứng thú đánh giá Đồng Thiên Lỗi, chậm rãi vây quanh hắn dạo qua một vòng. Đồng Thiên Lỗi bị hắn thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, cái trán mồ hôi tuôn như nước. Tiêu Phàm chậm rãi chuyển tới hắn chính đối diện, ở trên cao nhìn xuống quan sát Đồng Thiên Lỗi, lạnh nhạt nói, Đồng Tiên Sinh, xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi đây là ý gì? Máu của ngươi quang chi điểm báo rõ ràng như thế, một đao này ngươi vốn là không tránh thoát. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi lao ngục chi tượng vượt trên huyết quang hiện ra. Chỉ cần tại cái này lớn trong ngục ngồi xổm tới mấy năm, ngược lại là có hy vọng lại đi ra ngoài. Về sau an phận thủ thường qua thời gian, cũng không phải là không thể phải bảo đảm thủ lĩnh, bảo dưỡng tuổi thọ. Cho nên ta nói người vận khí không tệ, gặp được cao thủ. Tiêu Phàm không chậm không nhanh nói. Đồng Thiên Lỗi miệng há lớn, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại tin tưởng, Tiêu Phàm không phải Diêm Đại Sư phái tới, nhưng vì như thế, trong lòng của hắn mới càng thêm có đại khủng sợ. Cái này Tiêu Phàm vậy mà cũng là một vị đại sư. Tiêu chuẩn có vẻ như không tại Diêm Đại Sư phía dưới. Mà nhìn qua, Tiêu Đại Sư tựa hồ không phải đến giúp hắn. Đồng Tiên Sinh, ta muốn biết, ngươi cùng vị thầy tướng kia, là tại sao biết? Giữa các ngươi một chút kết giao, ta đều có hứng thú nghe một chút, mời ngươi đơn giản miêu tả một cái đi. Tiêu Phàm đứng tại Đồng Thiên Lỗi trước mặt, hai tay ôm ngực, hỏi, ngữ khí vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh, lại mang theo không thể kháng cự mệnh lệnh hương vị. Tiêu Tiên Sinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng Thiên Lỗi rốt cục rất khó khăn mở miệng, đầy bụng điểm khả nghi mà hỏi thăm. Ta ý tứ đã nói đến rất rõ ràng, liền là muốn tìm hiểu một chút vị thầy tướng kia tình huống. Đồng Tiên Sinh, hy vọng ngươi ăn ngay nói thật, đừng có cái gì giấu giếm. Ngươi một kiếp này đổi một kiếp, người khác có thể vì ngươi phá giải, ta cũng có thể cho ngươi lại đổi lại đi. Tiêu Phàm từ tốn nói, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Đồng Thiên Lỗi không chịu được nở nụ cười khổ. Hắn biết Tiêu Phàm không có nói ngoa đe dọa, lấy Tiêu Phàm biểu hiện ra ngoài năng lực, ngay cả tỉnh thính trịnh trưởng phòng đối với hắn đều phụng mệnh duy cần,
thật muốn giết hắn Đổng Thiên Lỗi, chỉ là chuyện một câu nói. Chớ nói chi là Tiêu Phàm bản thân tựa hồ cũng là một vị đại sư. Tốt a, Tiêu tiên sinh, kỳ thật đây cũng không phải là cái gì cơ mật. Đổng Thiên Lỗi lập tức liền làm ra quyết định, bắt đầu hướng Tiêu Phàm giảng thuật hắn cùng Diêm đại sư quá trình quen biết. Đương nhiên, giảng được tương đối giản lược, nhìn ra được, Tiêu Phàm đối sự miêu tả của hắn tương đối hài lòng, rất ít đánh gãy hắn, cũng rất ít đặt câu hỏi. Đổng Thiên Lỗi nguyên bản là đại học danh tiếng tốt nghiệp, ngôn ngữ năng lực tổ chức tương đương cường hãn. Cứ như vậy, ta liền nghĩ ra như vậy một ý kiến, đắc tội Tiêu tiên sinh cùng Phương tiểu thư, thật là có lỗi với, thật có lỗi, thật có lỗi. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Đổng Thiên Lỗi tự thuật cơ bản có một kết thúc, mắt nhìn Tiêu Phàm, rất thành khẩn nói. Lão Thường mấy người bọn hắn, cũng là Diêm đại sư phân phó ngươi làm. Đúng vậy a, Tiêu tiên sinh, Diêm đại sư nói, Lão Thường mấy cái này sát khí quá nặng, là mối họa lớn, ta đem bọn hắn xử lý, cũng coi là vì dân trừ hại, hoặc nhiều hoặc ít có thể triệt tiêu một chút chính ta phạm vào tội nghiệt. Đổng Thiên Lỗi vừa nói vừa quan sát đến Tiêu Phàm sắc mặt, trong lòng 10 điểm thấp thỏm. Ngay cả trong lòng của hắn đều cảm thấy mình lời này có chút cưỡng từ đoạt lý. Lão Thường bọn hắn vốn là hắn thủ hạ, nói như vậy thế nhưng là có chút tự mâu thuẫn. Nhưng cái này lại đúng là Diêm đại sư phân phó, hắn vẫn chưa nói láo. Tiêu Phàm nhưng không có cười, thần sắc phản lại tương đối ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng có đạo lý. Lão Thường cùng hắn đội, việc ác từng đống, đem bọn hắn toàn bộ đánh dụng, xác thực tính là vì dân trừ hại. Chuyện này không thể làm nện, Đổng Thiên Lỗi vội vàng nói, Tiêu tiên sinh yên tâm, ta đã thanh danh sách đều giao, bảo đảm một cái đều chạy không thoát. Như vậy cũng tốt, Đổng tiên sinh, Diêm đại sư đưa cho ngươi kiện pháp khí kia, cho ta xem một chút. Cái này, Đổng Thiên Lỗi lập tức lại do dự, Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, ngươi yên tâm tốt, ta chỉ là nhìn xem, sẽ không lấy đi. Đổng Thiên Lỗi ngầm cười khổ, gặp tình hình như vậy, coi như Tiêu Phàm muốn mạnh mẽ lấy đi cái kia tiểu tiểu ngọc hồ lô. Chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn được a? Phòng thẩm vấn dưới ánh đèn sáng ngời, cái kia tiểu tiểu bạch ngọc hồ lô lóng lánh ánh sáng dịu dịu, điêu công tương đương tinh tế. Tiêu Phàm trong tay chậm rãi vuốt vuốt, sắc mặt bình tĩnh như gương, nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Sau một lát, Tiêu Phàm đem ngọc hồ lô còn cho Đổng Thiên Lỗi. Đổng Thiên Lỗi không khỏi thở phào một hơi. Đổng tiên sinh, cái này ngọc hồ lô, là ngươi có thể trốn qua họa sát thân mấu chốt. Người nhất định phải thời thời khắc khắc đeo ở trên người, hiểu chưa? Tiêu Phàm lại căn dặn một câu, cũng không có dự định xuất thủ can thiệp Đổng Thiên Lỗi vận trình. Nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không cần thiết tùy tiện đắc tội một cái lợi hại đồng hành. Đúng đúng, ta ghi nhớ, tạ tạ Tiêu tiên sinh. Đổng Thiên Lỗi liên tục gật đầu, luôn miệng nói. Tiêu Phàm có chút một gật đầu, không còn lưu lại, phiêu nhiên hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Thứ đặt tên buổi sáng. Cửa sắt thành phố lão xe lửa nam đứng cách đó không xa dân trong ngõ, xuất hiện hai tên quần áo quang vinh, cử chỉ nhã nhặn người trẻ tuổi, nam soái khí nữ xinh đẹp, hấp dẫn không ít ánh mắt, thậm chí có tuổi trẻ tiểu hòa tử hướng về bên này huýt sáo. Đường Huyên tự nhiên cười trừ, bồi tiếp Tiêu Phàm hướng dân ngõ hẻm chỗ sâu đi đến. Theo Tiêu Phàm nói, muốn đến nơi đây bái phỏng một vị thầy tướng. Bất quá, Tiêu Nhất Thiếu lúc này hiển nhiên mất được rồi, Diêm đại sư không ở nhà. Không phải lâm thời đi ra ngoài, mà là dọn nhà. Đây là một tòa rất kiểu cũ rất cổ xưa đơn nguyên lâu, xây thành thời gian chỉ ít cũng có mười mấy 20 năm. Tại giống tuyết phòng khách và trong phòng ngủ chậm rãi đi dạo một vòng, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra thất vọng mất mát thần sắc. Một ít, nếu không, chúng ta lại tìm sát vách hàng xóm hỏi thăm một chút. Đường Huyên ở một bên ôn nhu nói. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, không cần, hắn là cố ý không muốn cùng gặp mặt ta. Vạn sự đều là duyên, không thể cưỡng cầu. Đường Huyên nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ vị này Diêm đại sư cùng Tiêu Nhất Thiếu còn có thứ gì liên quan? Chương 289, Tiêu Hao. Dòng dã một ngày, từ sáng sớm đến tối, gió mẹ kế vẫn luôn đi theo Tiêu Phàm bên người, một tấc cũng không rời, con mắt đều không nháy mắt một chút, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng thành kính chi sắc, thậm chí để Tân Lâm đều có chút xấu hổ. Tân Lâm không nghĩ tới. Gió mẹ kế vị này thủ đô đại học toán học tiến sĩ, vậy mà đối trận pháp chi đạo như thế si mê. Tiêu Phàm từ cửa sắt trở lại thủ đô, liền bắt đầu tại chỉ thủy xem trong mật thất bày trận. Chỉ thủy xem vốn là ở vào đông đảo pháp trận phòng hộ bên trong, Tiêu Phàm lại tựa hồ như cảm thấy còn chưa đủ, tại gió mẹ kế nói thường ở cái gian phòng kia mật thất bên trong lại vài kế tiếp phòng hộ đại trận. Nhìn ra được, cái này phòng hộ đại trận không thể coi thường,
đường đường vô cực môn trưởng giáo chân nhân, thế mà cũng hoa dòng dã một ngày đến tiến hành bố trí. Tiêu Phàm sở dĩ tại gió mẹ kế chỗ ở gian phòng bên trong bày ra cái trận thế này, là bởi vì gió mẹ kế nói cho hắn, hộp đen bên trên mê cung chẳng mấy chốc sẽ giải khai, hộp lập tức liền có thể lấy mở ra. Tiêu Phàm lúc này ngừng lại gió mẹ kế, không để cho nàng vội vã mở ra hộp, chờ hắn trước bày ra cái này phòng hộ trận lại nói. Cái này hộp đen nhưng tại Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận bên trong lẳng lặng bày ra ngàn năm lâu, cổ nhân bày xuống như thế lớn trận thế, ai biết trong cái hộp này cất giữ là vật gì. Vạn nhất có gì đó cổ quái, gió mẹ kế tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới tùy tiện mở ra, làm không tốt muốn xảy ra vấn đề lớn. Tiêu chân nhân nhưng không có ý định dùng bản mệnh chân nguyên lại cho gió tiến sĩ cũng trị liệu một lần. Loại kia hương diễm kích thích, Tiêu Phàm một chút đều không muốn lại nếm thử, có thể sinh sinh nín chết người. Gió mẹ kế có lẽ không bằng Uyển Thiên Thiên như vậy yêu diễm, có thể đem nam nhân mê đến thực chất bên trong đầu đi, nhưng cũng là khó gặp đại mỹ nữ, còn có cái đo đếm học tiến sĩ danh hiệu, đồng dạng tương đương. Ai ngờ gió mẹ kế nghe xong hắn muốn bày trận, lập tức liền nhảy cẫng hoan hô, đem hộp đen bịch vứt qua một bên, liền đi theo hắn phía sau đi dạo. Gió mẹ kế ở tại Chỉ Thủy xem mấy ngày nay, trừ phá giải hộp đen cấp trên mê cung, chính là đọc qua Tiêu Phàm đưa cho nàng cùng cổ đại mê cung có liên quan thư tịch. Cái gọi là cổ đại mê cung, kỳ thật chính là trận pháp. Nguyên bản phá giải mê cung, tại gió mẹ kế mà nói, chỉ là một loại nghiệp dư yêu thích, không phải nghề chính, nhưng tiếp xúc đến vô cực thuật tàng bày trận chi đạo về sau, gió mẹ kế liền hoàn toàn nhập mê, bị môn học vấn này mạnh mẽ hấp dẫn lấy. Bác đại tinh thâm, thật là bác đại tinh thâm. Đây là gió mẹ kế đối cổ đại trận pháp chi đạo đơn giản nhất đánh giá, nhưng cũng là cao nhất đánh giá. Gió mẹ kế là điển hình nhà số học họ cách cùng số học nhà tư duy, một khi trầm mê ở một loại nào đó học vấn bên trong, lập tức liền trở nên toàn lực ứng phó, đem mặt khác hết thảy đều quên hết đi. Huống hồ cái gọi là mê cung, trận pháp, tại toán học bên trên cũng là một cái chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực, gió mẹ kế hoàn toàn có thể đem chi xem như sau này học thuật nghiên cứu chủ công phương hướng. Bây giờ Tiêu Phàm muốn bày trận, gió mẹ kế như thế nào chịu bỏ qua cái này khó được tự mình quan sát cơ hội. Có quan hệ Tiêu Phàm thân phận, Tân Lâm vẫn chưa đối nàng giấu giếm, gió mẹ kế biết Tiêu Phàm là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Đương nhiên, cái gọi là vô cực môn đến cùng là cái gì, hoặc Hứa Phong tiến sĩ chưa hẳn rõ ràng như vậy, bất quá thông qua đối vô cực thuật tàng tương quan thư tịch đọc, gió mẹ kế đối này cũng không thể nói là hoàn toàn không biết gì, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Lấy gió mẹ kế tuyệt đỉnh thông minh cùng hơn người thiên phú, chỉ cần là cùng logic tương quan đồ vật. Nàng cũng rất dễ dàng làm cho nhất thanh nhị sở. Tóm lại vô cực môn trưởng giáo chân nhân là cái trận pháp đại sư, điểm này đãi không thể nghi ngờ hỏi. Tiêu Phàm tại gió mẹ kế ở mật thất bên trong bày ra cái này phòng hộ trận thế cũng không phải là hết sức phức tạp, chân chính khó khăn là. Hắn cho mỗi một kiện bày trận pháp khí tiến hành thuật pháp gia trì. Loại này nhằm vào một cái khác thuật pháp đại sư phòng hộ trận, cùng Chỉ Thủy xem trong ngoài bố trí những cái kia trận thế có chỗ khác biệt. Những cái kia trận thế bao hàm huyễn thuật ở bên trong, thậm chí là lấy huyễn thuật làm chủ. Mà Tiêu Phàm hiện tại bày ra cái này phòng hộ đại trận, chủ yếu tác dụng lại là dùng để hộp đen bên trong có thể sẽ xuất hiện hung sát chi khí. Cái này hộp đen không biết là lấy loại tài liệu nào chế thành, Tiêu Phàm đã từng lấy giám định đồ cổ phương thức từng điều tra, nhưng mỗi lần tâm thần cùng bản mệnh chân nguyên thăm dò đều bị không khách khí chút nào ngăn tại bên ngoài, trên cơ bản cái gì đều điều tra không đến. Bất quá! Tiêu Phàm ngược lại là tại hộp đen bên trên cảm thấy rõ ràng trời cơ che đậy chi lực. Rất hiển nhiên, lưu lại cái này hộp đen tiên hiền, không vui lòng bị người nhìn trộm. Không biết hộp đen bên trong cất giấu thứ gì, Tiêu Phàm tại bảy trận lúc liền phá lệ chú ý cẩn thận. Trên cơ bản hắn là tham chiếu Tần Quan Địa Cung bố trí cái kia Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận đi. Hắn bày ra cái này phòng hộ trận, ít nhất phải có thể cùng Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận phân cao thấp. Không bảo hoàn toàn ở hung sát chi khí. Tối thiểu muốn có thể tạo được vốn có phòng hộ tác dụng. Dạng này trận pháp bố trí, trên cơ bản không có cách nào đầu cơ trục lợi. Trừ tại trận pháp tạo nghệ bên trên không thể yếu tại tiên hiền, thuật pháp bên trên tạo nghệ cũng không thể yếu tại bố trí Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận tiên hiền. Tiêu Phàm vì mỗi một cái bầy trận pháp khí đều ra chỉ 10 điểm thâm hậu pháp lực. Cái này phòng hộ đại trận là hắn lâm thời khởi ý bố trí, bầy trận pháp khí không có chuyện trước từng tế luyện, hiện tại từng cái ra chỉ pháp lực. Xác thực không thoải mái. Tiêu Phàm vì cái thứ nhất bày trận pháp khí ra chỉ pháp lực thời điểm, gió mẹ kế trừng lớn sáng lóng lánh con mắt nhìn thấy, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Tiêu Phàm không thể phân tâm giải thích, Tân Lâm liền cho nàng đại khái làm cái nói rõ.
Tân Lâm mặc dù cũng không hiểu gì phải trận pháp chi đạo, ít nhiều hiểu rõ chút ra mao. Gió mẹ kế bừng tỉnh đại ngộ, vật này, mặc kệ nàng thiên phú cao bao nhiêu, cỡ nào thông minh hơn người, Tiêu Phàm không tay nắm tay dạy nàng, không vô cực môn thuật pháp, quang ở một bên nhìn thấy, lại nơi nào thấy rõ ràng rồi. Nhưng gió mẹ kế không hổ là toán học tiến sĩ, xem không hiểu thuật pháp gia trì, liền ngược lại đi nghiên cứu Tiêu Phàm dưới chân bộ pháp. Tiêu chân nhân đủ dẫm bắt đầu thất tinh bước, tại trong mắt người bình thường, cũng là huyễn hoặc khó hiểu, tự nhiên giá trị rất khá nghiên cứu một phen. Chỉ là cái này nghiên cứu một chút chính là dòng dã một ngày, bốn canh giờ, nhưng cũng để Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên nhìn mà than thở. Các nàng ba cái thanh tú động lòng người đại cô nương ra, có thể đem võ công luyện đến cao như vậy mạnh tình trạng, tâm tính chi kiên, tự nhiên cũng là siêu quần bạt tủy. Đều là có đại nghị lực người, nếm trải trong khổ đau. Nhưng muốn các nàng đối mặt một cái không hiểu thấu trận pháp không chớp mắt nghiên cứu bốn canh giờ, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta minh bạch, Uyển Thiên Thiên thở dài, thấp giọng nói, các nàng nhưng thật ra là cùng một loại người. Lần này, Tân Lâm cùng Đường Huyên đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Không có loại này si mê tính tình cùng kiên cường họ cách, cũng vô pháp lấy được Tiêu Phàm hôm nay thành tựu. Đáng tiếc a, Yêu Yêu không biết pháp thuật, không phải lấy nàng kia cái đầu nhỏ. Muốn tinh thông trận pháp chi đạo là rất dễ dàng, lại thêm nàng hiểu được thi pháp lời nói, vậy thật khó lường. Uyển Thiên Thiên lại lắc đầu nói, Tân Lâm trầm ngâm nói, Yêu Yêu muốn học thuật pháp lời nói, rất có thể là người chọn lựa thích hợp nhất. Uyển Thiên Thiên không chịu được hai mắt sáng lên, thấp giọng hỏi, Tân tỷ tỷ, vô cực môn có hay không quy định, không cho phép thu nữ. Tân Lâm liếc nàng một cái, nói cái này thật không có, Tiêu Phàm liền có sư tỷ. Vậy quá tốt. Dứt khoát để Tiêu Phàm thu Yêu Yêu làm đồ đệ thôi, chứ cùng lấy cái kia người ngoại quốc hốn, không có tiền đồ. Uyển Thiên Thiên lập tức hoan hô lên, Tân Lâm cùng Đường Huyên liếc nhau, mười phần im lặng. Oppenheimer giáo sư, kia là toàn thế giới đều nổi tiếng nhà số học, nước Mỹ viện khoa học viện sĩ, tại Uyển Thiên Thiên miệng bên trong, thế mà biến thành cái kia người ngoại quốc, còn không có tiền đồ. Ngay tại cho cuối cùng một kiện pháp khí ra chỉ pháp lực Tiêu chân nhân ánh mắt bỗng nhiên quét tới. Uyển Thiên Thiên liền vội vàng đem đầu xoay qua một bên, thè lưỡi, làm cái mặt quỷ. Đường Huyên hé miệng mà cười. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, không sợ trời không sợ đất Uyển Thiên Thiên, thế mà tại Tiêu Phàm trước mặt có e ngại, chỉ cần Tiêu Phàm một sắc giận, Uyển đại đương ra liền ngoài mạnh trong yếu, vương nhìn trái phải mà nói hắn, không dám cùng Tiêu chân nhân đối nghịch. Mắt thấy Uyển Thiên Thiên trên thân phát sinh loại này kỳ lạ biến hóa, Đường Huyên lại là cảm khái lại là sợ hãi thán phục. Cảm khái là Tiêu chân nhân không gì làm không được, thế mà ngay cả Uyển Thiên Thiên cũng có thể thu phục, sợ hãi than là Thiên Thiên chuyển biến nhanh chóng, mấy ngày ngắn ngủi, tựa hồ tựa như biến thành người khác, có hướng thục nữ chuyển biến xu thế. Tự nhiên, Đường Huyên cũng biết, đây chỉ là một loại nào đó biểu tượng, một người họ cách triệt để chuyển biến, nào có dễ dàng như vậy. Liền ở thời điểm này, vừa mới cho pháp khí gia trì xong pháp lực Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô so. Tiêu đại ca, ngươi làm sao rồi? Gió mẹ kế giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi, đang chuẩn bị đưa tay đi đỡ Tiêu Phàm, trước mắt bóng đen lóe lên, Tân Lâm đã đến bên người, Tiêm Tiêm làm duỗi tay ra, liền kéo lại Tiêu Phàm cánh tay. Thế nào? Tân Lâm trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm trên trán chảy ra giò rỉ mồ hôi, Tân Lâm cảm giác được, giờ khắc này Tiêu Phàm thậm chí ngay cả đứng lập khí lực đều biến mất, cả thân thể trọng lượng đều đặt ở cánh tay của nàng bên trên. Cũng may Tiêu Phàm cũng không cường tráng, Tân Lâm võ công cao cường, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà cái này không là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, Tiêu Phàm làm sao lại bỗng nhiên ngay cả đứng cũng không vững rồi. Ngay tại cái này trong chốc lát, Tiêu Phàm thể nội hạo nhiên chính khí lập tức vận chuyển đại chu thiên, ổn định thân thể, lại liên tiếp vận hơi thở ba chu thiên, dần dần đem bỗng nhiên phun lên ngực kia cỗ phiền ác cảm áp chế xuống. Cái này mới nhẹ nhàng thư một hơi, nói khẽ với Tân Lâm nói, không sao. Không có nắm chắc tốt tiết tấu, có chút tiêu hao. Cái này sao có thể? Ai ngờ Tiêu Phàm lời này chẳng những không có để Tân Lâm an tâm, ngược lại sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Làm sao rồi, Tân tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên cũng lập tức xông tới. Tiêu Phàm khoát tay áo, ngừng lại mấy cái thất kinh mỹ nữ, trầm giọng nói, không có gì lớn không được, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tân Lâm sắc mặt, cũng đã trở nên 10 điểm nghiêm trọng. Nàng cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ sinh hoạt hơn 3 năm, đối Tiêu Phàm pháp lực thâm hậu mà biết rất nhấm, đường đường vô cực môn trưởng giáo chân nhân, bố trí một cái pháp trận thế mà lại gây nên pháp lực tiêu hao, quả thực là không thể tưởng tượng.
Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Phàm tại thuật pháp bên trên, xác thực rơi xuống một cái đại cảnh giới. Hạo nhiên chính khí có thể so sánh nhanh chóng về ban đầu trạng thái, cái này thuật pháp cảnh giới rơi xuống, muốn trở về, độ khó liền rất lớn. Xem ra tình huống sự nghiêm trọng, còn vượt xa khỏi ban đầu dự đoán. Chương 290, khoa học giải thích. Yêu yêu, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức mở ra cái kia hộp. Tân Lâm không có cho Uyển Thiên Thiên các nàng giải thích cái gì, trực tiếp đối gió mẹ kế nói. Hiện tại, Tân Lâm trước nay chưa từng có khát vọng có thể tại cái này hộp đen bên trong có phát hiện, có lẽ liền có thể trợ giúp Tiêu Phàm tại thuật pháp bên trên khôi phục nhanh chóng. Cứ việc loại khả năng này họ rất ít, nhưng chỉ cần có một phần hy vọng cũng muốn tranh thủ. Tốt, liền kém một bước cuối cùng, tùy thời có thể mở ra. Cùng một chờ, Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, nói. Mấy đại mỹ nữ đều ngửa đầu nhìn về phía hắn. Già Nhi, người đi Thanh Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc nhận lấy. Tiếp bọn họ chạy tới. Tân Lâm rất kinh ngạc hỏi ngược một câu. Đúng, cái này hộp, là chúng ta cùng một chỗ tại tần quan bên kia mang về, hiện tại muốn mở ra, cũng hẳn là mời nàng đến xem, thật có thứ gì, mọi người lại thương lượng làm sao phân phối. Tiêu Phàm, không có cần thiết này a. Không đợi Tân Lâm đáp lời, Uyển Thiên Thiên liền đoạt tại trước nói, song nghi cao lại. Cái này hộp đen, thế nhưng là chúng ta Yên Chi xã ba vị đương gia không màng sống chết từ trong cung điện dưới lòng đất mang ra. Ngươi Tiêu Phàm cứu mạng ta, ta cảm kích ân cứu mạng của ngươi, liền đem hộp đen giao cho ngươi đi xử trí. Trừ cái đó ra, cùng người khác còn có quan hệ gì a? Tiêu Phàm liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, lúc ấy nếu không phải Cơ Khinh Xa cho ta biết, chúng ta cũng không thể kịp thời đuổi tới tần quan đi. Lại nói tại Dương Tây trấn thời điểm, người kia cũng là nàng cùng Phạm Nhạc đi dẫn ra, không phải sẽ rất phiền phức. Cơ Khinh Xa trễ cho ta biết, chỉ cần chậm một ngày đuổi tới tần quan, kết quả liền khác nhau rất lớn, chỉ ít Huyền Thiên Thiên kết cục hoàn toàn không phải hiện tại cái dạng này. Bọn hắn không dẫn ra Diệp Cô Vũ, ta cũng không thể thuận lợi cho ngươi thi cứu. Cái này đen vật trong hộp, Cơ Khinh Xa đương nhiên là có phần, làm sao có thể ở thời điểm này đem người ta bỏ qua một bên đi một bên. Huyền Thiên Thiên sững sờ, lập tức nhếch miệng, không lên tiếng. Thứ nhất nữ ma đầu có đôi khi cố nhiên không thèm nói đạo lý, lại không bao gồm chuyện như vậy. Giang hồ trên đường bằng hữu, giảng cứu chính là cái ân oán rõ ràng. Nàng cùng Cơ Khinh Xa quan hệ tốt là một chuyện, ân cứu mạng nhất định phải báo đáp, kia là một chuyện khác. Tân Lâm ngược lại là một câu đều không nhiều lời, quay người liền đi ra ngoài. Đối Tiêu Phàm họ Cách, Tân Lâm hiểu rất rõ. Đại khí bàng bạc, tuyệt không tùy tiện chiếm người tiện nghi. Đường đường Vô Cực Môn đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân, Tiêu gia đích trưởng tôn, cũng nên có loại này khí độ. Rất nhanh, đại bôn liền lái ra chỉ thủy xem. Dưới mắt, cửa sắt đang tiến hành đại tảo đắng, dựa theo Tiêu Phàm đề nghị, Cơ Khinh Xa rời đi cửa sắt, tạm thời ở đến thủ đô đến. Tiêu Phàm liền ở trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp hô hấp, điều cả trạng huống thân thể của mình. Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên, gió mẹ kế liền ở một bên nhìn xem, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang trầm tĩnh, hiển nhưng đã khôi phục lại. Gió mẹ kế hỏi, Tiêu đại ca, các ngươi người tu đạo pháp lực, là một loại gì hình thức tồn tại? Sóng điện não sao? Vấn đề này, tại trong óc nàng quanh quẩn thật lâu, vẫn luôn muốn hỏi, hiện tại rốt cục nhịn không được. Tiêu Phàm không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, cũng liền gió mẹ kế sẽ có vấn đề như vậy a. Pháp lực lấy cái gì hình thức tồn tại? Thủ đô đại học học bá, luôn luôn ý đồ lấy một loại mình có thể lý giải khoa học hình thức đi giải đọc không biết thế giới. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Phàm đáp, có thể nói là đi. Hẳn là đối bên người các loại vũ trụ có thể lợi dụng. Chỉ là cái này lợi dụng quá trình, tạm thời còn không thể dùng khoa học phương thức đến tiến hành miêu tả. Điện năng, từ năng, nhiệt năng đều là vũ trụ có thể một loại. Gió mẹ kế liền liên tục gật đầu, có vẻ như 10 điểm dáng vẻ vui mừng, nói, vậy các ngươi bình thường, chính là khai phát thân thể tiềm năng, học sẽ như thế nào trưởng khống bên người những này vũ trụ có thể, đồng thời lợi dụng bọn chúng, đúng không? Đúng, lần này, Tiêu Phàm không chần chờ, lập tức liền nhẹ gật đầu. Uyển Thiên Thiên cười nói, yêu yêu, ta nhìn a, người đừng đợi tại thủ đô đại học, không bằng trực tiếp bái Tiêu chân nhân làm thầy, cùng hắn học pháp thuật được rồi. So người bây giờ nghiên cứu toán học có tiền đồ nhiều, còn tốt chơi, đúng hay không? Gió mẹ kế cũng trố mắt một chút, tựa hồ chưa hề nghĩ tới vấn đề như vậy, lập tức nghiêng đầu một cái, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, giống như Uyển Thiên Thiên đề nghị này 10 điểm đáng giá cân nhắc. Tiêu Phàm không khỏi lắc đầu,
Uyển Thiên Thiên lại đang lừa dối người. Gió mẹ kế cố nhiên thiên phú kinh người, hắn nhưng còn không có muốn khai đàn thu đổi ý nghĩ, mặc dù hắn đã đem hạo nhiên chính khí chi pháp truyền cho Trần Dương, nhưng đó là có nguyên nhân khác, Trần Dương cũng không thể xem như đồ đệ của hắn. Thiên Thiên tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không bái sư? Ngươi thông minh như vậy, còn biết võ công, người bái sư khẳng định so ta học được nhanh. Suy tư một chút, gió mẹ kế rất chân thành hỏi ngược lại. Uyển Thiên Thiên cười ha ha một tiếng, nói ta ngược lại là muốn bái sư tới, người ta không thu a. Tiêu Chân Nhân chê ta đần, không chịu thu ta làm đồ đệ. Lại nói, hắn cũng sợ hãi. Gió mẹ kế mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi. Sợ cái gì, dạy hết cho đệ tử đạo sư cha a. Ta nếu là so hắn còn lợi hại hơn, ngươi nhìn ta không hảo hảo sửa chữa hắn. Uyển Thiên Thiên vỉnh vỉnh lên đỏ chói bờ môi, nói. Gió mẹ kế lạc lạc nở nụ cười, nàng lại thiên chân vô tà, cũng biết Uyển Thiên Thiên là tại nói đùa nàng đâu. Uyển Thiên Thiên đối Tiêu Phàm tình ý giả dích, nàng cũng không phải là nhìn không ra. Chỉ sợ Tiêu Phàm muốn thu Uyển Thiên Thiên làm đồ đệ, Uyển Thiên Thiên cũng sẽ không đáp ứng. Mặc dù nói bây giờ là thời đại mới, chỉ cần không có liên hệ máu mủ. Đồ đệ gả cho sư phụ không tính là, nhưng mà không có tầng trở ngại này, chẳng phải là càng tốt hơn. Tiêu đại ca, trận pháp này chi đạo, ta kỳ thật cảm thấy thật có ý tứ. Chính là, nếu như ta không hiểu pháp thuật, có phải là liền học không được rồi? Cười một hồi, gió mẹ kế hỏi. Tiêu Phàm cười cười, nói trận pháp chi đạo, cùng tướng thuật không phải một mã sự tình. Có chỗ giống nhau, cũng có khác biệt rất lớn. Nếu như là đấu pháp dùng pháp trận. Kia không hiểu pháp thuật đúng là bố trí không ra. Coi như bố trí ra, cũng là hình giống mà thần không giống, không có tác dụng gì. Nhưng cái khác rất nhiều trận pháp bố trí, có thể không cần ra chỉ pháp lực. Lại nói, coi như ngươi không hiểu pháp thuật, cũng có thể làm dùng pháp khí bày trận. Tỷ như nói, ta cho ngươi luyện chế ra đến, ngươi cầm đi bày trận. Phương pháp là nhiều mặt, không có có ý đã định. Vô luận thuật pháp chi đạo hay là trận pháp chi đạo. Mấu chốt đều ở chỗ một cái, biến chữ. Biến tắc thông, gió mẹ kế có chút hiểu được, chậm rãi nhẹ gật đầu. Uyển Thiên Thiên chép miệng, nàng không phải chưa có tiếp xúc qua thuật sư, nhưng giống Tiêu Phàm dạng này ý đồ lấy khoa học lý luận giải thích thuật pháp, hay là đầu một cái. Nói thật, Uyển Thiên Thiên cũng không phân biệt ra được đến, Tiêu Phàm giải thích như vậy, đến cùng có đạo lý hay không. Nàng không thế nào quan tâm cái này, nàng chỉ cần mỗi ngày cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ liền thỏa mãn. Rất nhanh, hai đài đại bôn tướng đi theo mở tiến vào chỉ thủy xem. Đi theo Tân Lâm phía sau, Phạm Nhạc chuyên tâm lái xe, Cơ Khinh Xa thì ngoài dự liệu không có đầu ngồi ở trong xe, mà là nhìn chung quanh, miệng bên trong chật chật có âm thanh, đối chỉ thủy xem bên ngoài bố trí trận pháp tán thưởng không thôi. Vô cực môn trận pháp chi đạo, thật không giống bình thường, bác đại tinh thâm. Phạm Nhạc không lên tiếng, hắn dù sao nhìn không ra. Chờ xe thuận lợi mở tiến vào chỉ thủy trong quán một bên. Xuống xe trước đó, Phạm Nhạc ngược lại là nói một câu. Tiêu Phàm đây là ý gì? Phạm Nhạc lại không hiểu trận pháp chi đạo, cũng có thể nhìn ra được, chỉ thủy xem không đơn giản, nên tính là Tiêu Phàm cùng vô cực môn căn bản trọng địa, cứ như vậy đem bọn hắn lĩnh vào, cái này lòng dạ không khỏi quá bao la chút. Chẳng lẽ Tiêu Chân Nhân liền không có một chút ý để phòng người khác? Hoặc là thật đem Cơ Khinh Xa coi như bằng hữu tốt nhất? Phạm Nhạc cảm thấy những giải thích này tựa hồ cũng không tính quá đáng tin cậy. Có lẽ Tiêu Phàm có mưu đồ khác. Người trong giang hồ, suy nghĩ vấn đề hay là không nên quá đơn giản quá lạc quan mới tốt, như thế sống được lâu một chút. Yên tâm, không có ý tứ gì khác. Người còn không hiểu rõ Tiêu Phàm. Cơ Khinh Xa lại tựa hồ như tính trước kỹ càng, đẩy cửa xe ra, rất thản nhiên đi xuống. Tại chỉ thủy xem bên trong, Cơ Khinh Xa càng là tán thưởng có thừa. Chỉ thủy xem không khí, so với nàng cái kia vườn treo còn muốn tươi mát được nhiều. Bất kể nói thế nào. Trung Thiên Đại Hạ là đang nháo thành phố bên trong, những năm này, thành phố lớn không khí ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Một thiếu, đi tới gió mẹ kế vị trí mật thất, Cơ Khinh Xa mỉm cười cùng Tiêu Phàm chào hỏi. Tiêu Phàm gật đầu cười. A, vị này chính là gió tiến sĩ A, cửu ngưỡng đại danh, Cơ Khinh Xa ánh mắt lập tức rơi vào gió mẹ kế trên thân, lập tức hai mắt sáng lên, phát ra tiếng than thở. Tỷ tỷ, người tốt, gió mẹ kế liền vội vàng gật đầu đáp lễ. Cơ Khinh Xa một thân màu đen váy trang, càng lộ ra màu da vô so, tinh xảo gương mặt bên trên luôn luôn mang theo mấy phân lãnh diễm, khiến người không dám nhìn gần. Gió mẹ kế lại không có lịch duyệt xã hội, cũng một chút liền có thể nhìn ra được, vị này địa vị bất phàm. Cơ Khinh Xa chủ động nắm chặt gió mẹ kế tay, tán thán nói,
xinh đẹp cô nương ta gặp qua không ít, tiến sĩ cũng đã gặp không ít, nhưng xinh đẹp như vậy còn trẻ như vậy nữ tiến sĩ, ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy. Thật không tầm thường, nhìn ra được, Cơ Khinh Xa đối gió mẹ kế tán dương, thực tế là xuất phát từ nội tâm. Ở đây mấy vị này mỹ nữ, đều có các phong vận, đều có các kiêu ngạo, ai cũng không so với ai khác kém bao nhiêu. Được rồi, tỷ tỷ, người đừng vừa đến đã khen cái này khen cái kia, chúng ta thế nhưng là sốt ruột chờ. Uyển Thiên Thiên gắt giọng, ngữ khí tựa hồ có chút bất mãn. Nha, vắng vẻ chúng ta Thiên Thiên, ăn dấm có phải là a? Cơ Khinh Xa tựa hồ tâm tình không tồi, lại cùng Uyển Thiên Thiên mở câu trò đùa, đồng thời rất chân thành đánh giá Uyển Thiên Thiên vài lần, gặp nàng khí sắc tựa hồ coi như không tệ, liền yên tâm gật gật đầu. Ta ăn ngươi cái gì dấm a? Ngươi cũng là một cô nương gia, ta ăn đến lấy ngươi dấm a? Uyển Thiên Thiên đôi mắt to xinh đẹp lật một cái, nói. Cơ Tổng, mời ngươi qua đây, là bởi vì Yêu Yêu đã đem hộp đen bên ngoài mê cung giải khai, chúng ta cùng một chỗ mở ra xem đi. Nhìn xem chúng ta ngàn dặm xa xôi mang điểm vật gì tốt trở về. Đợi các nàng hàn huyên vài câu, Tiêu Phàm liền cắt vào chính đề. Cơ Khinh Xa nở nụ cười xinh đẹp, nói tốt, ta cũng trong lòng ngứa một chút, rất muốn tìm tòi hư thực. Cũng không có cùng Tiêu Phàm nói cái gì khách khí. Tiêu Phàm lại không phải những cái kia tục nhân, thích nghe lời khách khí, lời nịnh nọt. Chương 291, Ngọc Rùa. Mật thất chính giữa trận trên mắt, trưng bày một chương bạch ngọc bàn trà. Bạch ngọc bàn trà phía trên, thì trưng bày cái kia hộp đen. Hộp đen mặt ngoài những bức vẽ kia, vẫn như cũ là lộn xộn, mọi người tại chỗ, không có chỗ nào mà không phải là trí nhớ siêu quần, tâm tư kín đáo, đều có thể nhìn ra được, hộp đen mặt ngoài lộn xộn đồ án, cùng bọn hắn lần đầu nhìn thấy cái này hộp đen thời điểm, đã rất là khác biệt. Nói cách khác, những này đồ án bị người thay đổi qua vị trí. Cái này thay đổi hộp đen mặt ngoài đồ án người, dĩ nhiên chính là gió mẹ kế. Mấy ngày nay, nàng tuyệt đại bộ phân tinh lực đều chuyên trú tại hộp đen mặt ngoài mê cung này phía trên. Mặt ngoài mê cung không phải một cái chỉnh thể, mà là từ rất nhiều ô nhỏ tự tạo thành, có chút cùng loại một cái trí lực cờ bài trò chơi mặt mày nói. Đương nhiên hộp đen mặt ngoài mê cung so mặt mày nói muốn phức tạp phải nhiều, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, nếu không, lấy Tiêu chân nhân trí thông minh, cũng không đến nỗi muốn hướng Trần Dương cầu viện. Đã bố trí phòng trận. Hộp đen tất nhiên là đặt trận nhãn chỗ, lấy sách vạn toàn. Tiêu Phàm tại bạch ngọc bàn trà một bên khoanh chân ngồi xuống, miệng bên trong đọc lên một đoạn cực kỳ tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, mặt tái nhợt bên trên bảo quang lưu chuyển, bắt đầu kích phát phòng trận. Trong chốc lát, một cỗ cường đại thiên địa linh khí liền tràn ngập tại cả gian bên trong mật thất. Cơ Khinh Xa sắc mặt biến hóa, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thân là thuật sư, nàng tự nhiên có thể rõ ràng cảm thấy được cỗ này thiên địa linh khí ra sao chờ cường đại. Tiêu Phàm chỗ bố trí pháp trận chi lực, vậy mà như thế cao minh, cảm giác bên trên, một chút cũng không so Tần Quan Địa Cung cái kia Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận yếu một phân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này liền biểu thị lấy Tiêu Phàm tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, không tại lúc trước bày ra Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận vị tiền bối kia phía dưới. Đương nhiên, thời không chênh lệch đã ngoài ngàn năm, hứa nhiều tình huống đều xảy ra biến hóa, đơn giản như vậy tiến hành so sánh, sai lầm chỗ tất nhiều. Dù là như thế, Cơ Khinh Xa đối vô cực môn thuật pháp truyền thừa cường đại, lại nhiều một phân nhận biết. Dù coi như Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Gió Mẹ Kế, Phạm Nhạc, Đường Huyên cùng không có ham muốn qua thuật pháp người, cũng có thể rõ ràng cảm thấy được không khí bên người tựa hồ lên một loại nào đó biến hóa, một loại làm các nàng cảm giác được càng thêm an toàn biến hóa. Ấm áp, như mộc xuân phong, gió tiến sĩ, bắt đầu đi, đợi phòng trận hoàn toàn vận chuyển lại, Tiêu Phàm lúc này mới mỉm cười đối Gió Mẹ Kế nói. Được, Gió Mẹ Kế khẽ vuốt cằm, tại Tiêu Phàm đối diện ngồi xuống, duỗi ra hai tay, thon dài 10 ngón cực nhanh tại hộp đen bên trên rời động, động tác huyền như hành vân như nước chảy, không có chút nào trì trệ, trôi chảy vô so. Rất nhanh, một bức hoàn chỉnh đồ án ngay tại hộp đen bên ngoài hiển hiện ra. Cùm cục một tiếng vang nhỏ, xong rồi, Uyển Thiên Thiên không chịu được kêu lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Gió Mẹ Kế luân chuyển như bay 10 ngón cũng tại lúc này ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi Tiêu đại ca, mở ra sao? Hộp đen mặt ngoài mê cung phá giải, cũng không có xuất hiện trong truyền thuyết quang mang bắn ra bốn phía dị tượng, hay là đen kịt dáng vẻ. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, Gió Mẹ Kế một tay nắm lấy hộp đen mặt ngoài, một tay khẽ đẩy, hộp liền chậm rãi bị đẩy ra tới. Bên trong hộp cũng là đen kịt nhan sắc, cùng mặt ngoài nhan sắc hoàn toàn nhất trí. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở hộp phía trên.
Hộp vừa mới mở ra nháy mắt, Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa đều rõ ràng cảm giác được một cỗ sát khí phóng lên tận trời, cùng Uyển Thiên Thiên trên thân trước kia có kia cỗ thôn phệ chi khí đồng nguyên. Sát khí bay thẳng gió mẹ kế mà đi, gió mẹ kế tự nhiên là không hề hay biết, Tiêu Phàm song mi cao lại, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, phòng trận điều động thiên địa linh khí, bỗng nhiên tại gió mẹ kế bên người hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ, kia cỗ sát khí tại vòng bảo hộ bên trên đụng một cái, lập tức liền bị vòng bảo hộ hút vào. Sát khí lập tức trở nên cuồng bạo vô so, tại vòng bảo hộ bên trong tả xung hữu đột, lại vô luận như thế nào cũng xung đột không ra, rất nhanh liền bị đồng hóa mất. Dù sao hộp đen đã không tại Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận trận trên mắt, bị mang rời khỏi lúc đầu hoàn cảnh đã lâu, cỗ này trầm tích tại trong hộp sát khí cũng liền thành nước không nguồn cây không gốc rễ, kiên trì không được quá lâu. Bất quá, nếu như không có Tiêu Phàm vị này đại thuật sư trước bày ra phòng hộ đại trận đồng thời tự mình tọa trấn, người bình thường tỉnh tỉnh mê mê đem cái này hộp đen mở ra, lại khẳng định sẽ mắc lừa. Cỗ sát khí kia lợi hại vô so, ngay cả Uyển Thiên Thiên như thế võ công cao cường, đều kém chút ném mạng nhỏ. Gió mẹ kế không có chút nào nội công cơ sở, nếu thật là bị sát khí quấn thân, tình huống tự nhiên sẽ 10 điểm hỏng bét. Gió mẹ kế nhưng lại không biết ngay tại vừa rồi giờ khắc này, nàng đã tránh thoát một lần thiên đại phong hiểm, chỉ là chậm rãi đem hộp đều đẩy ra. Một đạo nhu hòa trắng sáng lóng lánh mà ra. Lạc Giáp, Cơ Khinh Sa bỗng nhiên một tiếng kinh hô, mỹ diệu hai con ngươi một chút trợn tròn. Cái này đen trong hộp, rõ ràng là một cái rùa đen hình dạng đồ vật, toàn thân, nhu hòa bạch quang chính là từ thứ này thể đồng hồ lấp lánh ra. Thô thô xem xét phía dưới, cũng quả thực cùng Cơ Khinh Sa bản mệnh pháp khí Lạc Giáp giống nhau đến mấy phần. Chỉ là có điểm giống, Tân Lâm lập tức nói, ngữ khí 10 điểm bình thản. Mai rùa làm pháp khí, không chỉ có riêng là Hà Lạc phái truyền thừa. Cái khác rất nhiều phong thủy thuật pháp lưu phái, đều là như vậy truyền thừa. Vô cực môn trấn giáo tam bảo một trong Huyền Vũ Giáp, cũng là một cái màu trắng mai rùa. Người Cơ Khinh Sa cũng không thể đem cái này rùa đen trạng đồ vật trực tiếp chỉ vì Lạc Giáp, sau đó liền danh chính ngôn thuận coi như là Hà Lạc phái truyền thừa chi bảo. Mọi người quen thuộc thì quen thuộc, tại loại này trước mắt, Tân Lâm nhưng nghiêm túc. Tiêu Phàm là quân tử khiêm tốn, loại này cùng người tranh chấp sự tình, là sẽ không làm. Tân Lâm hiểu rất rõ Tiêu trưởng giáo làm người, Cơ Khinh Sa cười cười, cũng không nói nhiều. Coi như thứ này thật sự là Hà Lạc phái truyền thừa chi bảo, bây giờ Tiêu Phàm ở đây, cuối cùng muốn thế nào thuộc về, cũng được từ Tiêu Phàm tới làm quyết định, lại không cần cùng Tân Lâm làm cái này miệng lưỡi chi tranh. Hộp không lớn, bên trong chỉ như vậy một cái rùa đen trạng đồ vật, lại không có vật phẩm khác. Kia rùa đen không biết lấy loại nào chất liệu điêu thành, toàn thân, đầu cùng tứ chi nhô ra mai rùa. Chạm trổ cực kỳ tinh xảo, duy diệu duy xinh đẹp. Toàn thân quang mang lưu chuyển, tựa như vật sống. A, thật đáng yêu. Gió mẹ kế không chịu được tán thưởng một tiếng. Tiêu Phàm vươn tay ra, đem bạch ngọc rùa đen từ trong hộp lấy ra, tự quan sát kỹ, mọi người cũng đều góp qua đầu. Nhìn, cái này rùa đen trên lưng còn có đồ án, giống như lại là mê cung. Uyển Thiên Thiên mắt sắc, chỉ liếc mấy cái, liền kêu la. Rùa đen giáp lưng cho tới bây giờ đều không phải bằng phẳng, cái này bạch ngọc rùa đen điêu khắc phải sinh động như thật, giáp lưng bất bình, mọi người cũng không quá để ý, chẳng qua là cảm thấy chạm trổ tinh xảo, 10 điểm rất thật mà thôi. Nghe Uyển Thiên Thiên kiểu nói này, đoàn người vội vàng nhìn kỹ lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Thật là mê cung, gió mẹ kế lập tức nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Mọi người tại chỗ, nếu bàn về tại phá giải mê cung bên trên tạo nghệ, tự nhiên lấy gió mẹ kế tối cao. Không người có thể đưa ra phải. Nàng đã nói như vậy, cũng coi như là quyền uy giám định. Yêu yêu, người có thể xác định. Tân Lâm rất chân thành mà hỏi thăm, thần sắc có chút ngưng trọng. Ai ngờ gió mẹ kế lại do dự, hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bạch ngọc rùa đen nhìn cái không được, miệng bên trong thì thào nói, ta không thể xác định, chỉ là, có điểm giống, còn phải lại xâm nhập nghiên cứu mới có thể xác định có phải là. Vậy ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút đi, thứ này. Ta xem chừng rất quan trọng. Uyển Thiên Thiên vội vàng nói. Mấy cái cô nương ở một bên líu díu, Tiêu Phàm mắt điếc tai ngơ, hai tay ngón tay cái đặt tại bạch ngọc rùa đen giáp lưng phía trên, chậm rãi vuốt quá khứ, hai mắt khép hờ, một sợi thần niệm chi lực, đi theo dò xét đi vào. Giám định đồ cổ thời điểm, Tiêu Phàm dùng chính là biện pháp này, lần nào cũng đúng. Gặp một lần Tiêu Phàm cái dạng này, Tân Lâm dẫn đầu ngậm miệng lại, mấy người khác cũng nhao nhao ngậm miệng không nói. Rất chú ý nhìn về phía Tiêu Phàm. Bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Phàm một tiếng buồn bực hừ, mặt tái nhợt bên trên hồng quang lóe lên, hai mắt bỗng nhiên mở ra,
nguyên bản khoác lên bạch ngọc rùa đen trên lưng hai cây ngón tay cái cũng bắn ra mà lên, tựa hồ gặp lực lượng nào đó đột nhiên tập kích. Làm sao rồi? Tân Lâm trầm giọng hỏi. Hiện nay, Tiêu Phàm trên thân thể bất luận cái gì một điểm dị biến, đều đủ để gây nên Tân Lâm lo lắng. Không có gì, thật mạnh che đậy chi lực. Tiêu Phàm trên mặt hồng quang lóe lên liền biến mất, lập tức khôi phục tự nhiên, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói, lắc đầu. Hắn vừa rồi dùng bí pháp tìm kiếm cái này bạch ngọc rùa đen thể nội bí mật thời điểm, thần niệm vừa mới thăm dò vào, lập tức liền gặp được trời cơ che đậy chi lực mãnh liệt phản kích, nếu không phải sớm đã có chuẩn bị, kém chút liền muốn ăn một cái thiệt thòi. Đây cũng là pháp khí, Uyển Thiên Thiên giật mình hỏi. Tại chỉ thủy xem ở nhiều như vậy thời gian, Uyển Thiên Thiên cũng nhận hun đúc, đối thuật pháp sự tình, hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, đương nhiên chỉ là hiểu rõ chút gia mao, thậm chí ngay cả gia mao đều vẫn còn không tính là. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói cái này chẳng những là pháp khí, mà lại là đẳng cấp rất cao pháp khí. Thứ này năm đó chủ nhân, khẳng định là một vị đăng phong tạo cực thuật pháp đại sư. Không phải, đã nhiều năm như vậy, trời cơ che đậy chi lực không đến mức mãnh liệt như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Uyển Thiên Thiên không khỏi giận xem líu lưỡi. Nguyên bản tại hộp đen mở ra nháy mắt, chân chính hưng phấn nhất mong đợi nhất chính là nàng. Vì vật này, nàng thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, kém chút ngay cả mạng nhỏ đều mắc vào. Còn thiếu Tiêu Phàm lớn như vậy một cái nhân tình, cứ việc Uyển Thiên Thiên đặt quyết tâm, đem mình hết thảy đều giao cho Tiêu Phàm. Nhưng nếu như có thể từ hộp đen bên trong tìm tới đối Tiêu Phàm có tác dụng lớn đồ vật, kia cũng coi là còn Tiêu Phàm ân tình, sau này cùng Tiêu Phàm kết giao thời điểm, Uyển cô nương trong đầu liền an tâm nhiều. Không phải, luôn cảm giác mình chiếm ra hỏa này rất đại tiện nghi, khiến người khó chịu. Ai ngờ cái này hộp đen bên trong vậy mà là như thế này một cái bạch ngọc rùa đen, còn có cái gì trời cơ che đậy chi lực. Cái này hộp đen năm đó chủ nhân cũng đủ nhàm chán, thiết chí nhiều như vậy chướng ngại làm gì nha. Quang hóa phân giải mở cái này hộp đen mặt ngoài mê cung, liền tốn không ít tâm tư, không có gió mẹ kế hỗ trợ, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể mở ra hộp. Thoải mái nhanh một chút không được sao. Thật là, Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc, nói trực tiếp điều tra cái này ngọc rùa tích chứa bí mật, độ khó chỉ sợ không tiểu. Như vậy đi, ta thử một chút những phương pháp khác. Chương 292, Quẻ tượng. Già Nhi, mời Thái Hạo thần thi. Tiêu Phàm lần nữa tại bạch ngọc bàn trà trước khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng nói. Tân Lâm lấy làm kinh hãi, chần chờ nói, ngươi không phải nói cái này ngọc rùa trên có rất mạnh trời cơ che đậy chi lực sao? Đi theo Tiêu Phàm những năm này, có quan hệ trời cơ che đậy chi lực Tân Lâm nhưng là hiểu rõ cực kỳ, mỗi lần Tiêu Phàm tại trời cơ che đậy chi lực cường đại thời điểm bói toán, đều sẽ gặp phải không nhỏ phản phệ. Cái này ngọc rùa là cổ đại đại thuật sư lưu lại, lấy Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận thủ hộ, có thể thấy được không thể coi thường, Tiêu Phàm trọng thương về sau, pháp lực chưa hồi phục, lúc này nghịch thiên hành sự, cũng khó trách Tân Lâm lo lắng. Không sao, trận pháp này lực lượng hay là rất mạnh. Pháp trận đã kích hoạt, đang đứng ở mạnh nhất thời điểm, đối ngọc rùa bên trên bổ sung trời cơ che đậy chi lực, cũng là một loại áp chế. Kia, tốt a, Tân Lâm gật đầu đáp ứng, vẫn như cũ còn có chút chẳng phải tình nguyện. Rất nhanh, Tân Lâm liền đem Tiêu Phàm bói toán dùng thi cỏ lấy đi qua. Cơ Khinh Sa nhẹ nói, một ít, bói toán thời điểm tối kỵ có người quấy rầy, chúng ta trước tránh một chút đi. Cái gọi là kiêng kỵ có người quấy rầy, bất quá là câu lý do mà thôi, mấu chốt còn tại ở Cơ Khinh Sa Hà Lạc truyền nhân thân phận tương đối mẫn cảm. Tại vô cực môn trọng địa, nàng vị này Hà Lạc truyền nhân trơ mắt nhìn thấy vô cực môn trưởng giáo chân nhân xem bói, thực tế là giang hồ tối kỵ. Không sao, Tiêu Phàm chỉ là lạnh nhạt nói một câu, đã ngay cả chỉ thủy xem đều đã đối Cơ Khinh Sa mở ra. Cái này lại tính được cái gì? Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên ngừng lại bước chân, lẳng lặng đứng ở một bên. Có thể ở trước mặt quan sát Tiêu Phàm bói toán, loại cơ hội này xác thực tương đương khó được. Cùng Cơ Khinh Sa đồng dạng, gió mẹ kế cũng không chớp mắt nhìn qua Tiêu Phàm trong tay hộp ngọc. Chỉ có Tân Lâm ánh mắt, từ đầu đến cuối đều rơi vào Tiêu Phàm trên thân, tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Tiêu Phàm từ từ mở ra hộp ngọc, đem 50 mai thi cỏ lấy ra ngoài. Gió mẹ kế hai mắt lập tức liền trở nên sáng lóng lánh. Toán học bên trên, loại này tiểu đoàn côn gọi tính chủ, là dùng đến tiến hành tính toán công cụ. Bàn tính phát minh trước đó, tính chủ là cổ đại tính toán cao vị số nhân chia cộng trừ duy nhất công cụ. Bàn tính phát minh về sau, một chút tinh nghiên tính toán cao thủ, như trước vẫn là quen thuộc dùng tính chủ đến tiến hành các loại tính toán. Thân là toán học tiến sĩ, gió mẹ kế tự nhiên đối này lớn cảm thấy hứng thú,
đồng thời đối Tiêu Phàm nổi lên tri âm cảm giác. Bây giờ thế đạo này, thích toán học người vốn là rất ít, lại càng không cần phải nói thích toán học, còn hiểu được dùng tính chủ người trẻ tuổi, kia thật là phượng mao lân giác. Bất quá gió mẹ kế rất nhanh liền biết, Tiêu Phàm lấy ra những này tính chủ, cũng không phải dùng để chắc chắn, mà là xem bói. Gió mẹ kế tri thức phi thường uyên bác, không chỉ giới hạn tại toán học lĩnh vực nghiên cứu, Tiêu Phàm ngay từ đầu xem bói, gió mẹ kế trên mặt đầu tiên là hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền càng thêm hết sức chăm chú, thấy say sưa ngon lành. Lần này bói toán, thật không có phát sinh để Tân Lâm đặc biệt lo lắng ngoài ý muốn, quá trình coi như thuận lợi, mặc dù ở giữa rất rõ ràng cảm nhận được trong mật thất thiên địa chi khí hỗn loạn, lại lập tức bị phòng trận ép xuống, không có đối Tiêu Phàm tạo thành tổn thương gì. Thú vị là, Tiêu Phàm cái này một quẻ, ngay cả phải sáu âm hào. Khôn bên trên khôn dưới, khôn quẻ. Tiêu Phàm nhìn xem bạch ngọc trên bàn trà quẻ tượng, thấp giọng nói. Khôn, nguyên hừ, lợi ngựa cái chi trinh. Quân tử có du hướng, trước mê sau được chủ, lợi. Tây Nam phải bằng, Đông Bắc tăng bằng. An trinh cát, gió mẹ kế thuận miệng đem khôn quẻ quái tử nói ra. Cơ khinh xa song mi có chút một dương, nhìn hướng phong mẹ kế trong ánh mắt, vẻ kinh ngạc đại thịnh. Vị này trẻ tuổi phải không tưởng nổi toán học tiến sĩ, thật đúng là học rộng tài cao, ngay cả dịch kinh 64 quẻ quái tử, nàng đều có thể thuận miệng đọc thuộc lòng mà ra. Nàng đến cùng là nghiên cứu toán học tiến sĩ hay là nghiên cứu huyền học nữ tiên sinh? Yêu yêu, cái này quẻ tượng là có ý gì a? Cho giải thích một chút chứ sao? Uyển Thiên Thiên ở một bên hỏi. Gió mẹ kế khuôn mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó nói, ta chính là học bằng cách nhớ, cũng sẽ không giải quẻ. Có Tiêu Phàm tại, gió tiến sĩ vẫn là phải chú ý dấu dốt. Huống hồ đối với huyền học, gió mẹ kế cũng chỉ là hơi có đọc lướt qua, xa xa chưa nói tới có chỗ nghiên cứu. Nàng trước kia ngẫu nhiên đối dịch kinh 64 quẻ phát sinh hứng thú, khóa dư thời gian nghiên cứu một chút, nhưng trí nhớ siêu quần, thế mà đem 64 quẻ quái tử đều ghi xuống. Cơ khinh xa mỉm cười nói, dựa theo mặt chữ ý tứ đến phiên dịch, khôn quẻ là đại cát đại lợi quẻ tượng. Xem bói hỏi sự tình, hỏi thư ngựa cũng chính là ngựa cái thời điểm sẽ có được điềm lành. Nếu như quân tử tiến đến lữ hành, như vậy trước sẽ bị lạc đường xá, sau đó lại tìm đến chủ nhân, quẻ tượng hay là may mắn. Hướng phía tây nam chủ phải tài, nhưng hướng đông bắc đi lời nói, liền sẽ rủi ro. Nếu là chiếm hỏi định cư lời nói, cũng sẽ có được điềm lành. Uyển Thiên Thiên chấp ngập nước mắt to, hỏi, mặt chữ ý là giải thích như vậy, kia thực tế như thế nào đây này? Cơ khinh xa liền cười, nói, thực tế cũng là ý tứ này. Uyển Thiên Thiên lập tức liền hai mắt tiểu tinh tinh, nếu như là tại giang hồ thuật sĩ miệng bên trong, một đoạn như vậy quái từ. Hội diễn dịch ra rất nhiều sắc màu rực rỡ may mắn lời nói, tự nhiên sẽ còn trộn lẫn một chút kinh tâm động phách uy hiếp cùng đe dọa, không thanh người lắc lư choáng còn chưa xong. Tại vô cực môn trưởng giáo chân nhân trước mặt, tự nhiên càng đơn giản càng tốt. Một ít, theo phương hướng tính, tần quan cũng tại phía tây nam. Cơ khinh xa lại nhẹ giọng đối Tiêu Phàm nói, Uyển Thiên Thiên phản ứng cực nhanh, lập tức nói, tỷ tỷ, ý của ngươi là nói, chúng ta còn phải về tần quan đi. Cái này hộp đen là từ tần quan dưới mặt đất tìm tới, bây giờ chỉ dẫn bọn hắn lại về tần quan đi, cũng là không phải không có lý. Cơ khinh xa cười nói, cái này cần từ một ít đến quyết định. Uyển Thiên Thiên liền âm thầm nhếch miệng, Tân Lâm là Tiêu Phàm chính quy bạn gái, nàng Uyển Thiên Thiên thì cùng Tiêu Phàm từng có chi thân, thế nào thấy, ngược lại là cơ khinh xa tại Tiêu Phàm trước mặt biểu hiện được nhất mềm mại uyển chuyển, nhất đem Tiêu Nhất Thiếu coi ra gì. Có chút gây nên a. Đối nữ hài tử ở giữa những này lục đục với nhau, Tiêu Phàm dưới mắt tự nhiên không rảnh đi cân nhắc, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mắt nhìn cơ khinh xa, nói cơ tổng, mời ngươi chiếm bài học, như thế nào? Ta, cơ khinh xa lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Phàm bỗng nhiên sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Tại một thiếu trước mặt, dạng này thật đúng là múa búa trước cửa lỗ ban. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói ta vừa rồi tại xem bói thời điểm, hay là nhận trời cơ che đậy chi lực quấy nhiễu. Cái này hộp đen cùng ngọc rùa, đã từng ở vào, hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận, bảo hộ phía dưới. Cơ luôn luôn hà lạc phái truyền nhân, có lẽ cái này thiên cơ che đậy chi lực đối người quấy nhiễu, sẽ không nghiêm trọng như vậy. Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận là hà lạc âm dương phái trấn phái đại trận, cơ khinh xa thì là hà lạc âm dương phái đương đại truyền nhân, dựa theo lẽ thường phân tích, lúc trước vị kia hà lạc phái tiên hiền đại năng bày trận thi pháp thời điểm, hẳn là sẽ đối hà lạc phái dòng chính truyền nhân mở một mặt a. Một nói ít phải cũng rất có đạo lý, vậy ta liền bêu xấu. Cơ khinh xa cũng không do dự bao lâu, lập tức chậm rãi tiến lên,
tại bạch ngọc bàn trà trước đó ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng giải khai búi tóc, một đầu đen nhánh bóng loáng rậm rạp tóc dài lập tức khoác vẩy mà xuống, tại ánh đèn dịu dịu dưới sáng long lanh, như là gấm vóc. Gió mẹ kế hưng phấn khó nhịn, nhịn không được hỏi, cơ tổng, nguyên lai ngươi cũng hiểu được xem bói a. Cơ khinh xa nhìn nàng một chút, mỉm cười nói, gió tiến sĩ, về sau ngươi vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi, đừng kêu cơ tổng, khách khí. Đối vị này thông minh tuyệt đỉnh đồng thời lại hồn nhiên ngây thơ toán học tiến sĩ, bất kỳ cái gì cùng với nàng đã từng quen biết người, bất luận nam nữ, đều sẽ tốt vô cùng cảm giác. Tốt, tỷ tỷ, gió mẹ kế biết nghe lời phải, lập tức liền đổi miệng. Cơ khinh xa cười gật đầu, lập tức thu liếm thiếu dung, hướng bàn trà đối diện Tiêu Phàm có chút khom người một chút, Tiêu Phàm cũng gật đầu hoàn lễ, đưa tay mời khách, nói, mời. Được, cơ khinh xa tiêm tú 10 ngón khẽ nhúc nhích. Đem trên mặt bàn 50 mai thi cỏ thu vào, lấy ra trong đó một viên, thả ở bên cạnh, bắt đầu xem bói. Ngoài dữ liệu chính là, cơ khinh xa xem bói quá trình bên trong, trong mật thất thiên địa nguyên khí không có chút nào dị động, ngay cả phòng trận đều chưa từng kinh động, thuận lợi dị thường. Có ý tứ chính là, lần này đạt được thế mà còn là cùng quẻ chất chồng. Bên trên cách dưới cách, cách quẻ, Uyển Thiên Thiên cùng Tân Lâm đám người ánh mắt, lập tức đồng loạt rơi vào gió mẹ kế trên mặt. Gió mẹ kế thẹn thùng cười một tiếng, đem cách quẻ quái từ cõng ra, cách, lợi trinh, hừ. Xúc tấn châu, cát, ánh mắt lập tức lại chuyển qua cơ khinh xa trên mặt. Cơ khinh xa khẽ cười một tiếng, nói, đây cũng là cái rất may mắn quẻ tượng. Lợi cho thủ vững chính đạo, tất nhiên hành thông, nuôi nhu thuận bỏ cái, có thể thu hoạch được cát tường. Thuận miệng đem cách quẻ quẻ tượng giải thích một chút, nói như vậy, vẫn là phải đi tần quan đi một chuyến. Tiêu Phàm nhìn trước mắt cách quẻ. Như có điều suy nghĩ nói. Từ cái này quẻ tượng đến xem, là rất linh nghiệm. Cách quẻ sơ cửu hào từ là, dày sai nhưng, kính chi, không có lỗi gì. Mặt chữ giải thích chính là, tại bắt đầu làm việc lúc, bởi vì nóng lòng cầu thành mà xuất hiện rối loạn, về sau có thể cung kính thận trọng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng không có phát sinh cái gì tai họa. Cơ khinh xa bây giờ chẳng phải là ở kinh thành tránh họa a. Cách quẻ 6 năm hào, tượng từ liền càng thêm nói rõ vấn đề. Tượng nói, 6 năm chi cát, cách phương công cũng vì cái gì có thể thu hoạch được cát tường, là bởi vì bám vào tại quân chủ bên cạnh, nhận quân chủ phù hộ. Cũng chính là mệnh từ bên trong thường xuyên sẽ nâng lên chủ quý nhân tương trợ. Cơ khinh xa cũng là thuật pháp mọi người, đối quẻ tượng lý giải, tự nhiên không phải bình thường, suy nghĩ một chút, liền là cười đối Tiêu Phàm nói, một ít, đa tạ. Nàng lần này nếu như có thể tại cửa sắt chính trị đánh cờ vòng xoáy bên trong toàn thân trở ra. Quý nhân tương trợ chính là quyết định họ nhân tố. Cái này quý nhân, nghĩ đến hẳn là ứng tại Tiêu Phàm trên thân a. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói cơ tổng, hiện tại liền cảm ơn ta, còn hơi sớm. Ta nhìn chân chính quý nhân, có lẽ một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn, cơ khinh xa thoảng qua sững sờ, có chút không hiểu. Liền ở thời điểm này, cơ khinh xa điện thoại minh vang lên. Cơ khinh xa cầm điện thoại di động lên xem xét, sắc mặt biến hóa. Vội vàng hướng Tiêu Phàm nói, là nào đó đồng chí thư ký. Cái này nào đó đồng chí, coi là thật không thể coi thường, chính là hạch tâm hội nghị thành viên, toàn bộ châu Á có quyền thế nhất 20 mấy người một trong. Vừa trò chuyện quý nhân, cái này liền có điện thoại đánh tới. Tiêu Phàm liền cười, khoát tay chặn lại, ra hiệu cơ khinh xa trước nghe. Chương 293, chỉ dẫn. Cơ khinh xa ngay trước Tiêu Phàm mặt nghe, bình thường đến nói. Đến nào đó đồng chí cái này tầng cấp, dù coi như là cùng thư ký của hắn thông điện thoại, vô luận nói cái gì nội dung, đều hẳn là bảo mật, chí ít ngay trước mặt người khác nghe, có chút chẳng phải lễ phép. Cơ khinh xa nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn dạng này quy củ. Tiêu Phàm đối nàng đều đã tín nhiệm vô điều kiện, nàng lại làm sao có ý tứ lại che giấu. Đừng bảo là nào đó đồng chí thư ký, liền xem như nào đó đồng chí mình, chỉ sợ cũng không có thể tại Tiêu Phàm trước mặt quá nắm. Cũng may cơ khinh xa cũng biết, tại dạng này trong điện thoại, vị kia thư ký đồng chí nói chuyện khẳng định sẽ nói nhăng nói cuội, sẽ không dò dỉ ra cái gì thực chất họ nội dung. Muốn dò xét cái thực ngọn nguồn, kia còn phải gặp mặt đàm. Quả nhiên, thư ký đồng chí tại điện thoại bên kia đánh một trận ha ha, lập tức liền hẹn cơ khinh xa 2 ngày sau đó gặp mặt, nói thật lâu không cùng cơ tổng cùng một chỗ tâm sự, không biết cơ tổng có chịu nể mặt hay không vân vân. Cơ khinh xa tự nhiên sẽ không từ chối, mỉm cười nói cảm tạ. Thư ký lại đánh mấy cái ha ha, liền cúp điện thoại. Nghe được, thư ký đồng chí ngữ khí hay là tương đối vui vẻ, tựa hồ cũng có thể từ một khía cạnh nói rõ,
cửa sắt chính tiến hành phải hừng hực khí thế đánh cờ, tạm thời còn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Một ít, không có ý tứ a, thất lễ. Cơ Khinh Sa thu hồi điện thoại, hướng Tiêu Phàm hạ thấp người xin lỗi. Tiêu Phàm cười cười, lạnh nhạt nói, chuyện này, mấu chốt ở chỗ khống chế tốt phạm vi, không làm khuếch đại. Cơ Khinh Sa nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói phải. Thư ký đồng chí sở dĩ còn giọng nói nhẹ nhàng hẹn nàng gặp mặt tâm sự, cùng Tiêu Phàm cái này tổng nguyên tắc có quan hệ trực tiếp. Chỉ phải nghiêm khắc đem đánh cờ phạm vi khống chế tốt, không mở rộng, không hướng lên đâm, đây cũng chính là Yến Bắc một góc nhỏ chuyện nhỏ, nào đó đồng chí là hội nghị trưởng lão thành viên, chỉ cần hắn phát câu nói, tại Yến Bắc vẫn rất có lực ảnh hưởng. Không có lỗi gì, đương nhiên, nếu là không có Tiêu Phàm nói cái kia nguyên tắc, hội nghị trưởng lão thành viên phải chăng còn sẽ trực tiếp nhúng tay vào, vậy coi như hai chuyện. Dù sao chuyện này nếu là khuếch đại lời nói, thế nhưng là đem Phương gia, Tiết gia thậm chí Tiêu gia đều cuốn vào. Bình thường quan lớn, tránh chi duy sợ không kịp, lại có ai sẽ chủ động hướng bên trong quấy nhiễu. Chủ quý nhân tương trợ, chân chính quý nhân, còn phải là Tiêu Phàm. Một ít, lần này đi tần quan, cần ta làm chút gì đó a? Cơ Khinh Sa lại hỏi, ánh mắt tại Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên đám người trên mặt nhanh chóng đảo qua, khóe miệng hiện lên một tia có chút đáng giá ngoạn vị ý cười. Ngụ ý chính là nói, mấy vị này đại mỹ nữ, người dự định đem ai mang theo trên người, thiếp thân hầu hạ. Nói đến cũng rất thú vị, ngay cả bốc hai quẻ, thế mà đều nâng lên tấn, khôn quẻ là ngựa cái, cách quẻ thì nâng lên tấn châu. Bất quá cái này trò đùa chi ý, Cơ Khinh Sa tự nhiên sẽ không ở trước mặt nói ra được. Uyển Thiên Thiên còn thì thôi, Tân Lâm cũng không thể dạng này nói đùa. Đối vị này tân thiếu chủ, Cơ Khinh Sa từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng kính trọng. Nhưng căn cứ quẻ tượng đến xem, Tiêu Phàm muốn đi tần quan, sợ là không thể độc thân tiến về. Tiêu Phàm cười nói, tạm thời ta còn không quyết định. Muốn hay không đi tần quan, lúc nào đi tần quan, còn khó nói. Cơ Khinh Sa liền rất thức thời gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trước mặt bạch ngọc rùa đen cấp trên, trầm ngâm nói, một ít, cái này ngọc rùa, nhất thời bán hội ta cũng nhìn không ra cái thành tựu tới. Nếu không, trước từ một thiếu cất giữ, cùng nghiên cứu ra kết quả, chúng ta lại thương lượng. Đây cũng là đề bên trong phải có chi ý. Tiêu Phàm mời nàng tới đây cùng một chỗ mở cái này hộp đen, đã 10 điểm rộng lượng. Nếu như hộp đen bên trong có cái gì vàng bạc bảo bối, ngược lại không ngại mọi người cùng nhau dư phân. Chỉ như vậy một cái xem không hiểu bạch ngọc rùa đen, Cơ Khinh Sa cứ việc cũng rất muốn mang về nghiên cứu, nhưng cũng biết không có khả năng sách như vậy gốc giả. Nghiêm cách thuyết, thứ này, có lẽ còn là thuộc về Uyển Thiên Thiên. Chỉ là nhìn Uyển Thiên Thiên đối Tiêu Phàm cái này si mê bộ dáng. Vậy liền khỏi phải quanh co lòng vòng. Lại nói tại thể nội âm sát khí không có hóa tận trước đó, Uyển Thiên Thiên cũng không có khả năng rời đi Tiêu Phàm bên người. Trong đoạn thời gian này, cái này ngọc rùa từ Uyển Thiên Thiên cất giữ hay là từ Tiêu Phàm nghiên cứu, không có thực tế khác nhau. Dạng này cũng tốt, Tiêu Phàm cũng không có giả khách khí. Gió mẹ kế yên lặng nhìn xem trên bàn trà ngọc rùa, bỗng nhiên nói, Tiêu đại ca, cái này ngọc rùa có thể để ta lại nghiên cứu một buổi tối sao? Ta muốn đem cái này trên lưng đồ án vẽ xuống tới, mang về hảo hảo suy nghĩ một chút. Tân Lâm đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, nói, yêu yêu, người không thể cùng trường học lại mời một đoạn thời gian giả sao. Ngụ ý, liền là muốn cho gió mẹ kế tiếp tục lưu lại chỉ thủy nghiên cứu cứu những này đồ án. Tân Lâm trong tiềm thức luôn cảm thấy cái này ngọc rùa không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không như vậy trịnh mà trọng chi cất giữ tại hộp đen bên trong. Có lẽ ngọc rùa bí mật liền giấu ở giáp lưng bên trên những này đồ án bên trong. Đối gió mẹ kế, Tân Lâm là tin được, nàng một khi đem những này đồ án suy nghĩ thấu, khẳng định sẽ ngay lập tức cùng Tiêu Phàm liên hệ. Nhưng mà giang hồ hiểm ác, những vật này, rất có thể cho gió mẹ kế mang đến khó mà dự đoán phong hiểm. Ẩn núp trong bóng tối những địch nhân kia, sẽ làm ra chuyện gì đến, ai cũng khó có thể đoán trước. Tương đối mà nói, tự nhiên hay là chỉ thủy xem an toàn nhất. Gió mẹ kế lắc đầu, nói Tân tỷ tỷ, ta đã mời một tuần lễ giả. Tuần sau, Oppenheimer giáo sư muốn tới trường học giảng bài, ta phải làm việc. Làm Oppenheimer giáo sư tiến sĩ nghiên cứu sinh cùng chỉ định trợ thủ, gió mẹ kế rất để ý công việc của mình cùng danh tiếng. Tân Lâm còn cần nói, Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngừng lại nàng, đối gió mẹ kế nói, gió tiến sĩ, không có vấn đề, cái này ngọc rùa tối nay là thuộc về ngươi. Tạ tạ Tiêu đại ca. Tiêu Phàm cười nói, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi nhìn vì mở ra cái này hộp đen, dòng dã hoa ngươi một tuần lễ. Vậy thì có cái gì a? À, giữa bằng hữu chính là muốn tương hỗ hỗ trợ nha. Lại nói,
Tại chỉ thủy xem khoảng thời gian này, ta cũng rất vui vẻ a. Tại gió mẹ kế xem ra, trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng cùng Tân Lâm Uyển Thiên Thiên tuyệt đối tính là bạn tốt, đúng. Tiêu đại ca, ngươi cho ta mượn vài cuốn sách, ta còn chưa xem xong đâu. Tiêu Phàm cười một tiếng, nói, không sao, ngươi có thể mang đi. Về sau muốn mượn cái gì sách, liền gọi điện thoại cho ta. Tốt, kỳ thật, có rất nhiều thứ ta cũng đều không hiểu, tiêu đại ca, đến lúc đó ta hướng ngươi thỉnh giáo a. Nhìn qua, gió mẹ kế rất vui vẻ. Ừm, Tiêu Phàm cũng không khiêm tốn, nhẹ gật đầu. Một ít, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Cơ Khinh Xa ở một bên nói. Tốt, ta đưa hai vị. Không khách khí, đưa mắt nhìn Cơ Khinh Xa đại bôn lái ra chỉ thủy xem. Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên đối Tiêu Phàm nói. Ai, chúng ta thật muốn lại đi Tần Quan a. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói quẻ tượng biểu hiện, Tây Nam lớn lợi. Uyển Thiên Thiên lại không thỏa mãn tại giải thích như vậy. Bắt đầu truy vấn ngọn nguồn, thế nhưng là tại thủ đô Tây Nam địa phương, nhiều đi, ngươi làm sao liền có thể xác định quẻ tượng chỉ địa phương chính là Tần Quan. Tiêu Phàm cười cười, nói cái hộp này cùng Ngọc Rùa, đều là từ Tần Quan bên kia được đến. Nghĩ phải hiểu rõ nguyên do trong đó, tự nhiên vẫn là phải từ Tần Quan bắt đầu. Đi địa phương khác, càng thêm không có đầu mối. Dạng này a, Uyển Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nói cũng có đạo lý. Vậy chúng ta đi Tần Quan làm cái gì? Không biết. Không biết, Uyển Thiên Thiên lập tức trừng to mắt, thực tế Tiêu Phàm đáp án này, quá nằm ngoài dữ liệu của nàng. Đã quẻ tượng chỉ hướng nam một bên, chúng ta đi về sau, tự nhiên sẽ có mới chỉ dẫn. A, Uyển Thiên Thiên có chút bị làm mộng, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có làm như vậy qua sự tình, ngay cả đi Tần Quan làm gì đều trong lòng không chắc, cứ như vậy không giải thích được chạy tới, sau đó chờ lấy cái gì chỉ dẫn. Ai đến chỉ dẫn, thần, hay là mới quẻ tượng? Thấy Tiêu Phàm một bước bình chân như vậy dáng vẻ, Uyển Thiên Thiên dù có đầy bụng điểm khả nghi cũng không tốt hỏi lại, nhìn một chút Tiêu Phàm bên người Tân Lâm, lại là chấn định như hằng, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm thành thói quen thành tự nhiên. Chẳng lẽ bọn hắn trước kia vẫn luôn là làm như vậy sự tình? Xem ra chính mình phải thích ứng loại này mới phong cách hành sự mới được. Một mực giữ im lặng Đường Huyên mỉm cười nói, một ít, Tần Quan thị trường đồ cổ rất nổi danh, nếu là có thời gian. Ngược lại là có thể qua bên kia dạo chơi. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đãi đến đồ tốt. Tại chỉ thủy xem ở nhiều như vậy thời gian, Đường Huyên cũng nhìn ra, Tiêu Phàm rất thích đồ cổ, mà lại Tiêu Phàm tinh thông đồ cổ giám thưởng. Tại cái này thành phố thủ đô bên trong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, độ khó là càng lúc càng lớn, đến Tần Quan đi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Uyển Thiên Thiên nói, như thế a, nghe nói bọn hắn mấy năm này còn làm lên cái gì giám bảo hoạt động, trực tiếp từ dân gian thu bảo vật. Cũng thật có ý tứ. Nhị tỷ, người thông chi Tam ca một tiếng, để hắn chuẩn bị mấy món đồ chơi nhỏ, chúng ta dẫn đi, nhìn xem có thể không thể ra tay cái giá tốt. Các huynh đệ mấy tháng này đều nhàn rỗi, cũng được quản người ta tiền lương mới được. Lần trước Tần Quan chuyến đi, Yên Chi xã ba đại đương gia đồng loạt bị thương, Uyển Thiên Thiên thậm chí tại tương đối dài trong một khoảng thời gian võ công hoàn toàn biến mất, Tiêu Phàm 100% cấm chỉ nàng trong đoạn thời gian này nặng thảo cũng nghiệp. Uyển Thiên Thiên liền dứt khoát cho Yên Chi xã các huynh đệ đều nghỉ, nghỉ ngơi 2 tháng lại nói. Trước mắt Đường Huyên theo nàng ở tại chỉ thủy xem chữa thương, Yên Chi xã huynh đệ khác, liền do Tống Hoàn thống quản. Bất quá mặc dù nghỉ, các huynh đệ tiền lương còn phải quản. Yên Chi xã cùng cái khác nhóm người trộm mộ khác biệt, nhân viên là tương đối cố định. Không giống cái khác kẻ trộm mộ, phần lớn là bọn người buôn nước bọt, cần thời điểm mới lâm thời sửa chữa hợp lại cùng nhau, hoàn thành trộm mộ về sau. Đem tang vật một phân, lại riêng phần mình Tây Đông. Làm phương Bắc lớn nhất nhóm người trộm mộ, Yên Chi xã cố định thành viên đều có hơn mấy chục cái, có thậm chí còn mang nhà mang người. Tổ tiên truyền thừa quy củ, những huynh đệ này, đại đương gia đều phải quản. Có việc thời điểm, các huynh đệ cho đại đương gia bán mạng, không có việc gì lúc, đại đương gia liền phải nuôi sống đoàn người. Xảy ra chuyện, đại đương gia còn phải quản chôn. Đương nhiên, đoàn người đối đại đương gia mệnh lệnh. Vậy cũng phải phục tùng vô điều kiện. Ai dám phản bội tổ chức, vậy coi như là tam đao lục động mọi người pháp hầu hạ. Mang theo rất dày đặc giang hồ bang phái khí tức, Đường Huyên mỉm cười gật đầu. Uyển Thiên Thiên ý tứ, nàng hoàn toàn minh bạch. Đây thật ra là để nàng thông chi Tống Hoàn, chuẩn bị đi Tần Quan thị trường đồ cổ đi tiền trạm. Làm trộm mộ, đối các nơi thị trường đồ cổ, thế nhưng là rất quen thuộc. Chương 294, nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiêu Chân Nhân lần này đi tuần cố đô, phái đoàn rất lớn. Lại có 3 vị đại mỹ nữ thiếp thân tương bồi, Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên,
Uyển Thiên Thiên thể nội âm sát khí xa xa chưa từng loại trừ sạch sẽ, khoảng thời gian này đều phải đi theo Tiêu Phàm bên người, mỗi ngày đều muốn Tiêu Phàm vì nàng tác pháp một lần, Đường Huyên cũng vẫn đều đi theo. Một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, người mặc màu xanh nhạt đường trang, dưới chân đạp một đôi giày vải màu đen văn tĩnh thanh niên, trong ngực ôm một con màu lông trắng đen sen kẽ lớn mèo mập, bên người đi theo ba tên phong tình khác nhau, lại đồng dạng thiên kiều bách mỹ mỹ nữ, cứ như vậy xuất hiện tại cố đô thành phố Huyền Vũ đồ cổ thành. May mà Tiêu Phàm bốn người quần áo cách ăn mặc đều rất phổ thông, trừ Uyển Thiên Thiên hồng y váy đỏ hơi diễm lệ chút, tương đối làm người khác chú ý, tổng thể đến nói, 10 điểm điệu thấp. Này cũng 10 điểm phù hợp Tiêu Phàm nhất quán tác phong. Tại thành phố thủ đô bên trong làm hoàn khố, Tiêu Nhất Thiếu đương nhiên phải toàn thân bảng tên, đây là nhân vật đóng vai cần. Ra thủ đô, liền không cần phải vậy. Trước kia đi theo chỉ thủy tổ sư ra ngoài du lịch thời điểm, hai sư đồ quần áo đủ mộc mạc, mảy may đều không hiển sơn không lộ thủy. Cố đô là tần quan bớt tỉnh lỵ, châu Á Tây Bắc địa khu lớn nhất khu vực họ trung tâm thành thị, trong lịch sử đã từng cực điểm huy hoàng. Làm hoa hạ nổi danh nhất văn vật tỉnh lớn, cổ đều có thâm hậu lịch sử lắng đọng. Cố đô thị trường đồ cổ tại cả nước địa vị cùng ảnh hưởng từ trước đều là hết sức quan trọng, hình thành quy mô văn vật thị trường đồ cổ có mấy cái, quy mô đều không nhỏ, đủ để cùng thủ đô thị trường đồ cổ đánh đồng. Tỷ như Huyền Vũ thị trường đồ cổ, mặc dù không phải cố đô quy mô lớn nhất thị trường đồ cổ, lại là xây thành sớm nhất thị trường đồ cổ, mỗi nói bên trong người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Tân Lâm Song Mi có chút nhau, nàng sinh họ tốt tính, không thích lắm loại này huyên náo hoàn cảnh. Xuất sư trước đó, một mực tại Thất Diệu Cung tổng đàn học nghệ, thành tài về sau, cùng Tiêu Phàm sinh hoạt tại chỉ thủy xem, trong bình tĩnh lộ ra hạnh phúc chi ý. Dạng này huyên náo ồn ào thị trường đồ cổ, kém chút đem Tân Lâm nhao nhao choáng. Uyển Thiên Thiên lại là hưng cao thải liệt, lôi kéo Đường Huyên tay, nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ đến gấp. Lấy nàng họ Tử, kia là nửa khắc đều không chịu ngồi yên. Bởi vì chữa thương duyên cớ, cái này nhiều nửa tháng đều bị Tiêu Phàm giam giữ tại chỉ thủy xem một góc nhỏ. Mỗi nói bên trong không phải chữa thương chính là luyện công, căn bản liền không có từng đi ra ngoài, đều nhanh đem Uyển Thiên Thiên biệt xuất bệnh đến. Hiện tại cuối cùng có thể thỏa thích đi dạo phố. Thế giới nhiều mỹ hảo a. Huyền Vũ thị trường đồ cổ, Uyển Thiên Thiên không phải lần đầu tới. Mặc kệ lúc trước đi theo sư phụ nàng, hay là sau tới đón chấp trưởng Yên Chi xã, tần quan đất vàng địa, đều là Uyển Thiên Thiên chú ý nhất, tại tần quan mặt đất làm đại động tác, không có 10 lần cũng có 8 về. Cơ hồ mỗi lần cũng sẽ không tay không mà về. Đắc thủ về sau, một bộ chia đồ vật tiêu cho Lưu Bát gia, còn có một bộ phân thì thông qua đủ loại con đường tiêu hướng cả nước các nơi. Huyền Vũ thị trường đồ cổ, cũng là Yên Chi xã thường xuyên xuất hàng địa phương. Ở đây, Yên Chi xã có một chương rất bí ẩn quan hệ. Dù sao bọn hắn giao dịch, không hợp thích lắm cầm tới bên ngoài tới. Bọn hắn là chiều hôm qua đến cố đô thành phố, hôm nay trước kia liền đến thị trường đồ cổ đi dạo. Hay là xuất tự Uyển Thiên Thiên đề nghị. Sáng sớm, Uyển Thiên Thiên liền chạy tới Tiêu Phàm gian phòng, cũng không để ý tới cùng Tiêu Phàm cùng phòng Tân Lâm có cao hứng hay không, trực tiếp hỏi Tiêu Phàm có không có đạt được cái gì chỉ dẫn. Tiêu Phàm tại chỉ thủy xem lúc không là nói qua, đến tần quan về sau, lại chiếu chỉ dẫn làm việc. Nghe vào, tựa như là Thượng Thiên sẽ cho hắn gợi ý. Uyển Thiên Thiên đối này nửa tin nửa ngờ. Tiêu Phàm lại hỏi lại nàng có đề nghị gì, Uyển Thiên Thiên liền nói muốn dạo phố. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chút thăm dò cùng hờn dỗi thành phân, Tiêu Phàm thật nếu không đáp ứng, Uyển Thiên Thiên cũng không có cách. Ai ngờ Tiêu Phàm lại gật đầu cười, Uyển Thiên Thiên lập tức liền nhảy cẫng hoan hô. Huyền Vũ thị trường đồ cổ là tại ban đầu đồ cũ thị trường giao dịch cơ sở bên trên phát triển, có hơn mấy trăm nhà cố định kinh doanh văn vật cửa hàng, còn có quy mô rất lớn giao dịch đại sảnh. Trừ cái đó ra, còn có không ít lâm thời quầy hàng. Tại Huyền Vũ thị trường đồ cổ, đồ sứ, ngọc khí, tranh chữ, huy hiệu, thư tịch, cổ tệ cùng đều có chuyên môn mặt tiền cửa hàng, đương nhiên còn có càng nhiều cửa hàng là tiểu mà toàn. Tại những này trong tiệm, cơ hồ mỗi nhà đều bán ra cổ gốm, thanh đồng khí, ngọc khí, gốm màu đời đường, tống nguyên minh thanh đồ sứ, cũ kỹ đồ dùng trong nhà thậm chí tranh chữ cất giữ cùng các loại, cái gì cần có đều có. Đối tiệm bán đồ cổ cùng quán ven đường, Uyển đại đương gia cùng Đường nhị đương gia là thật không để vào mắt. Hai vị này, gì cùng tầm mắt, ai không biết cái gọi là thị trường đồ cổ là hàng giả nhiều hàng thật ít, mọi thứ thích chơi đồ cổ, liền không có không bị lừa. Lấy Tiêu Phàm chi năng, đi theo chỉ thủy tổ sư lịch luyện ra thật bản lãnh, đều đã từng bị đánh qua mắt. Bất quá Tiêu Phàm nhìn qua, ngược lại là đối một chút quán ven đường tương đối cảm thấy hứng thú,
thỉnh thoảng sẽ dừng lại kiểm tra nhìn một chút, ngẫu nhiên sẽ còn nói một chút giá cả. Ngắn ngủi mười mấy phút, Tiêu Chân Nhân thế mà liền chuẩn bị xuất thủ, dự định hoa 500 khối tiền mua kế tiếp đồ chơi nhỏ. Uyển Thiên Thiên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, tiểu duỗi tay ra, đem kia đồ chơi nhỏ từ Tiêu Phàm trong tay đoạt mất, tò mò hỏi cái này cái gì nha? Tựa như là cây môn hộ thân phù. Ai nha, Tiêu Phàm, người mắc lừa. Đường Huyên cũng lại gần, nhìn kỹ một chút kia nho nhỏ đen thui hộ thân phù, cũng nhẹ gật đầu, tựa hồ đồng ý Uyển Thiên Thiên ý kiến. Ta nói cho ngươi, đây không phải đồ cũ, thứ này, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 năm, làm công cũng không tinh xảo, thô ráp cực kỳ. Ngươi nếu là mua cái chơi vui, cho hắn 50 khối tiền đỉnh thiên, cái kia đáng giá 500 khối. Uyển Đại Đương gia cũng mặc kệ Tiêu Chân Nhân trên mặt mũi qua không trải qua đi, liền bắt đầu nói liên miên lải nhải của trách. Ai, ta nói cho ngươi, lão bản, ngươi đừng nghĩ hố người a. Cái này cây môn hộ thân phù, nhiều nhất 50 khối. Bán hay không? Vừa của trách xong Tiêu Chân Nhân, Uyển Thiên Thiên lại đối hàng vỉa hè lão bản ồn ào. Nàng dáng vẻ ngọt ngào, hóa trang thanh thuần, thanh âm thanh thúy ở giữa không mất kiều mị, như thế một ồn ào, lập tức liền đem phụ cận du khách hấp dẫn tới không ít, nhiều hứng thú đánh giá cái này ba tên đại mỹ nữ. Đẹp mắt a, kia hàng vỉa hè chủ quán, là cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, quần áo cách ăn mặc rất mộc mạc, tướng mạo 10 điểm chất phác, đã tại thị trường đồ cổ trải sạp bán hàng, gia cảnh đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Bị Uyển Thiên Thiên như thế bắn liên thanh như một trận bắn phá, chỉ có thể liên tục hạ thấp người, chất phác cười, cùng Uyển Thiên Thiên bắn phá hoàn tất, rồi mới lên tiếng, được a, ngài nhìn xem cho chính là. Thị trường đồ cổ có câu tục ngữ, gọi là một năm không khai trương, khai trương ăn một năm. Nếu là thật đụng phải người ngốc nhiều tiền người mua, một kiện mô phỏng phẩm bán đi, liền đầy đủ ăn bên trên một năm nửa năm. Đương nhiên, loại kia lợi nhuận cao chủ yếu tập trung ở giả cổ vật phẩm bên trên, mà không phải cây môn hộ thân phù loại này đồ chơi nhỏ. Còn có, náo động lớn thời kỳ những cái kia huy hiệu, cổ thư, kỷ niệm trương loại hình, những năm này mặc dù đại lượng tại đồ cổ văn vật thị trường xuất hiện, giao dịch cũng rất sinh động, nhưng mà đơn kiện lợi nhuận không gian cũng không phải là rất lớn. Kia dù sao không phải chính tông lão vật, đem hàng vỉa hè lão bản như vậy hiểu chuyện, Uyển Thiên Thiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu, dương dương đắc ý hướng Tiêu Phàm nói, đưa tiền đi, 50. Tiêu Phàm mỉm cười, từ trong túi móc ra bóp tiền tử, đếm ra 5 tấm đỏ chói trăm nguyên tờ, đưa cho hàng vỉa hè lão bản. Tiên sinh, là 50. Hàng vỉa hè lão bản kinh sợ, ngay cả vội khoát khoát tay, có chút sợ hãi nói. Uy, Uyển Thiên Thiên cũng mở to hai mắt nhìn. Có chút không giải thích được nhìn về phía Tiêu Phàm. Vị đại thiếu này, là nhiều tiền thiêu đến hoảng còn là thế nào? Vây xem du khách cũng hi hi ha ha nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy rất là thú vị. Tiêu Phàm mỉm cười nói, lão bản, ta nhận vì cái này cây môn hộ thân phù đáng giá 500. Ngươi thu cất đi, cái này, lão bản vẫn là không dám tiếp, ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hỗn hợp có nhẹ nhẹ sợ hãi. Sự vật khác thường vì cái gì? Nào có cứng như vậy pháo đài tiền cho người ta, coi như cái này cây môn hộ thân phù thật sự là cái thứ tốt, giá trị liên thành, đã đảm tốt 50 khối, đó chính là 50 khối. Không phải, gọi thế nào làm nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Cái này điềm đạm nho nhã công tử ca nếu không phải thần kinh có vấn đề, chính là âm thầm có cái gì hình lớn mưu. Tiền này nhưng không phải có thể tùy tiện tiếp, Tân Lâm lạnh nhạt nói, cho ngươi, liền nhận lấy. Ngữ khí bình tĩnh. Lại mang theo một cỗ nghiêm nghị không thể kháng cự chi ý. Ai ai, tạ ơn, hàng vỉa hè lão bản trì trệ, không dám tiếp tục trần chờ, ngay cả vội vàng hai tay đem 500 khối tiền nhận lấy, hướng phía Tiêu Phàm liên tiếp hạ thấp người cúi người không thôi. Ngươi, Uyển Thiên Thiên tức giận đến không có cách nào, đây không phải 500 khối vấn đề tiền, đây là vấn đề mặt mũi. Tại Uyển Thiên Thiên xem ra, Tiêu Phàm đây chính là cố ý cùng nàng đối nghịch. Cô nương trẻ tuổi không thể nhất nhẫn chính là cái này, bạn trai nếu là dám cố ý cùng mình đối nghịch, ván giặt đồ hầu hạ hay là nhẹ. Đi thôi, Tiêu Phàm tiện tay đem đen kịt cây môn hộ thân phù nắm tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, chào hỏi Tân Lâm một tiếng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Uyển Thiên Thiên đứng ở nơi đó, vểnh miệng trừng mắt, hướng phía Tiêu Phàm thẳng tắp bóng lưng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đường Huyên nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo cánh tay của nàng, thấp giọng nói, Thiên Thiên đừng cắn răng, đi thôi. Hắn nha, cùng nam nhân khác không giống. Có cái gì không giống? Ta lại không tin, Uyển Thiên Thiên miệng bên trong là nói như vậy, hiển nhiên Tiêu Phàm dần dần từng bước đi đến, cũng không có muốn dừng lại cùng nàng ý tứ,
đành phải hung hăng dậm chân một cái, hờn dỗi đi theo. Uy, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Uyển Thiên Thiên nhanh chân đuổi theo, thở phì phò kêu lên, đen lúng liếng mắt đen trợn thật lớn. Ngươi có phải hay không ngại tiền quá nhiều a, đại thiếu gia? Không phải, Tiêu Phàm cũng không tức giận, mỉm cười lắc đầu, kia rốt cuộc là vì cái gì, nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Uyển Thiên Thiên càng thêm nổi nóng, Tiêu Phàm lại lắc đầu, nhẹ nói, đây là bởi vì, tương đối cái này cây môn hộ thân phù chân chính giá trị mà nói, 500 khối hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Coi như cho hắn 50.000 khối, cũng vẫn là không có ý nghĩa. 50 khối, thực tế quá ít, ta có chút ngượng ngùng. Cái gì, lần này, chẳng những Uyển Thiên Thiên trừng to mắt, ngay cả Tân Lâm cùng Đường Huyên đều hơi kinh ngạc. Hợp lấy người ý tứ, thứ này là bảo vật vô giá. Không thể nào, ta dám khẳng định, thứ này không cao hơn 30 năm. Dạng này một cái đồ chơi nhỏ, nó còn có thể giá trị 1 triệu a. Uyển Thiên Thiên lập tức liền hạ giọng kêu lên, mặt mũi tràn đầy đều là không tin chi ý. Chương 295, Thiên Bảo Trai. 1 triệu, vậy phải xem bán cho ai, người bình thường ta còn thực sự không bán. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Đường Huyên ở một bên uyển chuyển nói, một ít, người hay là nói rõ đi, nhìn Thanh Thiên Thiên gấp. Người đem nàng gấp hung ác, nàng liền ồn ào. Như thế lời nói thật, Uyển Thiên Thiên mới sẽ không quản trường hợp nào, đùa gấp nàng, trách móc cho người xem. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, cái kia cây môn hộ thân phù lại hiển hiện ra, tại ánh mặt trời chiếu xuống, đen kịt, thực tế nhìn không ra cái gì dị dạng tới. Đây là kiện pháp khí. Pháp khí, cái gì pháp khí? Đường Huyên cùng Uyển Thiên Thiên lại mơ hồ, Tân Lâm ngược lại là bất động thanh sắc, cùng Tiêu Phàm hơn 3 năm, tự nhiên biết pháp khí là cái gì, cũng được chứng kiến. Tiêu Phàm đem một kiện pháp khí bán cho Lưu Bát Gia, chào giá 3 triệu, Lưu Tám còn vui mừng hớn hở, chiếm trời đại tiện nghi như. Kỳ thật làm Yên Chi xã đại đương gia nhị đương gia, Uyển Thiên Thiên Đường Huyên cũng không thể nói đúng pháp khí hoàn toàn không biết gì, chỉ là các nàng có chút không có thể xác định Tiêu Phàm miệng thảo luận pháp khí cùng các nàng lý giải pháp khí là không là một chuyện. Thiên Thiên, ánh mắt của ngươi hay là rất chuẩn, pháp khí này là không có vượt qua 30 năm. Liên điểm này đến nói, cái này hộ thân phù không phải kiện đồ cũ, nhiều nhất xem như cái thủ công nghệ phẩm. Chế tác kiện pháp khí này người, tạo nghệ rất cao, nói không chừng hiện tại cũng còn tại thế. Tiêu Phàm chậm rãi vuốt vuốt hộ thân phù, trầm ngâm nói, tựa hồ ngay tại cảm thụ hộ thân phù chỗ kỳ diệu. Lợi hại như vậy, cùng ngươi so thế nào? So ngươi còn lợi hại hơn. Uyển Thiên Thiên càng thêm hứng thú, truy vấn. Xem ra Tiêu Phàm lời nói pháp khí cùng các nàng lý giải pháp khí, căn bản là nhất trí. Tiêu Phàm cười cười, nói thứ này cũng có 20 mấy năm, vẻn vẹn bằng như vậy một kiện pháp khí, cũng không tốt tương đối. Tân Lâm nhịn không được hỏi, nếu là pháp khí, chạy thế nào đến nơi này rồi? Tiêu Phàm mặc dù không trả lời thẳng Uyển Thiên Thiên vấn đề, nhưng liệu tất pháp khí này người chế tạo, cũng không phải nhân vật đơn giản, ngay cả Tiêu Phàm đều nói tạo nghệ rất cao, đây chính là khá là ghê gớm đánh giá. Bình thường đến nói, chân quý như thế đồ vật, người đeo bình thường đều sẽ coi như ủi bích, chân quý dị thường, làm sao lại lưu lạc đến trên sạp hàng, tùy tiện ném ở một bên long đong. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, thế sự khó liệu. Uyển Thiên Thiên nói như vậy, thứ này thật đúng là giá trị liên thành rồi. Vậy ngươi mới cho người ta 500 khối, lỗ hay không lỗ tâm a? Lại nhiều cho điểm đi, Tân Lâm cùng Đường Huyên không chịu được đều nở nụ cười khổ. Vị này thật đúng là sẽ hung hăng càn quấy, mới vừa rồi là ai cho 50 đều ngại nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười nói, thứ này mặc dù là pháp khí, dù sao lưu lạc bên ngoài rất nhiều năm, linh tính sói mòn phải rất lợi hại, hiệu quả không lớn bằng lúc trước. Ta phải mang về chỉ thủy xem đi, hảo hảo bồi dưỡng một đoạn thời gian, để bên trong ẩn chứa linh khí một lần nữa tràn đầy mới được. Lại nói, liền xem như pháp khí, không có khai quang gia trì, cũng là vật vô dụng. Phải Tiêu đại sư cho nó thi pháp gia trì mới có tác dụng. Uyển Thiên Thiên nhếch miệng, nói, ai biết thật giả a? Dù sao ta là chắc chắn sẽ không hoa 1 triệu đến mua cái này pháp khí. Thật sao? Tiêu Phàm liếc nàng một cái, khóe miệng hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hừ, Uyển Thiên Thiên nhẹ hừ một tiếng, nhưng cũng không dám nói tiếp. Vạn nhất pháp khí này thật có đại tác dụng, mình chẳng phải là đau mất tốt đẹp bảo vật. Từ khi Tiêu Phàm xuất thủ cứu nàng, đối Tiêu Phàm các loại bản sự, Uyển Thiên Thiên sớm đã không có chút nào hoài nghi. Nàng chỉ là ưa thích cùng Tiêu Phàm đối nghịch mà thôi. Một nhóm 4 người tại thị trường đồ cổ bên trong chậm rãi đi dạo, Uyển Thiên Thiên mua một đống đồ ăn vặt, ăn đến quên cả trời đất,
cho dù ai thấy cũng sẽ không tin tưởng nàng thế mà lại là một cái trộm mộ cự tặc, Yên Chi xã đại đương gia. Ngay cả Tân Lâm tại nàng dụ dỗ phía dưới, cũng cầm một bao cây dưa hồng tử ăn đến say sưa ngon lành. Ba tên thiên kiều bách mỹ mỹ thiếu nữ đem Tiêu Chân Nhân vây vào giữa, một hồi kéo cánh tay, một hồi bắt tay, líu díu, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Chân Nhân cũng chỉ có thể kiên trì hưởng cái này tề nhân chi phúc. Cùng loại cây môn hộ thân phù dạng này để lọt, cũng không phải tùy tiện đều có thể nhặt. Chuyển gần hai cái giờ, Tiêu Chân Nhân không tiếp tục xuất thủ. Ngược lại là Đường Huyên mua thanh ngân trải, tốn hao cũng không phải rất nhiều. Phía trước chính là Thiên Bảo Trai, chúng ta đi đâu nhìn một cái a, cũng có thể tìm tới hợp ý đồ vật. Uyển Thiên Thiên nhảy nhảy nhót nhót đi ở trước nhất, đưa tay hướng phía trước một chỉ, nói. Mọi người theo nàng mảnh khảnh ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy ba cái Thiên Bảo Trai chữ lớn, kim quang lóng lánh, thật là không uy phong. Cái này Thiên Bảo Trai là một tòa phảng phất cổ kiến trúc, lầu cao ba tầng, giường cột chạm trổ, màu vàng ngói lưu ly trồng chất, khí tức phú quý bức người. Cùng xung quanh cửa hàng khác tương đối mà nói, Thiên Bảo Trai vô luận quy mô hay là khí thế, đều rất khác nhau, để người vừa nhìn liền biết cửa hàng này tài đại khí thô. Đường Huyên thấp giọng hướng Tiêu Phàm giải thích nói, một ít, cái này, Thiên Bảo Trai, là Huyền Vũ thị trường đồ cổ lớn nhất cửa hàng, đồ vật phẩm loại nhất đầy đủ, giá tiền phương diện cũng còn công đạo. Mấu chốt lão bản quan hệ rất rộng, mặc kệ cái gì con đường hàng cũng dám thu. Cùng chúng ta đánh qua không ít quan hệ, bất quá nhất quán đều là Tống Tam ca cùng bọn hắn vãng lai, ta cùng Thiên Thiên lộ diện không nhiều. Hợp lấy đây là các nàng Yên Chi xã cá nhân liên quan một trong. Thiên Thiên nói, chúng ta muốn bao nhiêu mấy đầu đường dây tiêu thụ. Bằng không, dễ dàng thụ người chế trụ. Đường Huyên còn nói thêm, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Đối với Uyển Thiên Thiên xử lý cái nghề nghiệp này, Tiêu Phàm cố nhiên không có kỳ thị, nhưng cũng chưa nói tới cỡ nào tán thành. Bất kể nói thế nào, trộm mộ cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngành nghề. Về phần pháp cùng phi pháp, tội cùng không phải tội, Tiêu Phàm ngược lại không có quá nhiều đi cân nhắc. Làm thứ nhất chờ hào môn tử đệ, Tiêu Phàm biết rất rõ, cái gọi là pháp luật là vì ai phục vụ. Dạng này có thể tùy tiện bị quyền thế cải biến quy tắc, Tiêu Phàm thật đúng là sẽ không quá coi ra gì, càng sẽ không coi như làm việc chuẩn tắc đến tuân theo. Pháp luật cũng tốt, quy tắc cũng được, muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, đầu tiên liền muốn có được tôn trọng tiền đề. Ngoài dữ liệu chính là, Thiên Bảo Trai bên trong cũng không có bao nhiêu khách hàng, to lớn tiệm ăn, chỉ có thưa thất tầm 10 vị khách hàng tại đi dạo, cùng ngoài cửa rộn rộn ràng ràng náo nhiệt kình tương đối mà nói, nhất là lộ ra quạnh quẽ. Bất quá trong tiệm này nhân viên cửa hàng tựa hồ đối với này sớm đã thành thói quen, cũng không 10 điểm để ý. Tiêu Phàm bọn 4 người vào cửa, cũng không có nhân viên cửa hàng chuyên tiến lên đón để dẫn dắt. Bày ra một bộ yêu đến, không yêu tới kéo ngược lại tư thế. Văn vật đồ cổ sinh ý, dù sao cùng phổ thông cửa hàng có khác nhau. Chưa chắc người nơi này đông như chảy hội, liền nhất định kiếm được nhiều. Giống Thiên Bảo Trai dạng này cửa hàng lớn trải, chân chính coi trọng cũng là lớn khách hàng, mà không phải tiểu tán hộ. Lão bản quan hệ cứng rắn, đơn thuần từ Yên Chi xã những này kẻ trộm mộ trong tay ăn tiến đến đồ vật, lại chuyển tay ra ngoài, cũng không biết là gấp bao nhiêu lần lợi nhuận. Bình thường mà nói, dạng này cửa hàng lớn trải, ngược lại cũng không giống cửa hàng nhỏ cùng bán hàng rong như thế làm thịt khách. Chỉ bằng hàng trợ giá kém, lợi nhuận liền đã tương đương khả quan. Cửa hàng lớn lấn khách cũng liền hợp tình hợp lý. Cùng Uyển Thiên Thiên tại một cái nấm tuyết sức trước mặt dừng bước thời điểm, mới có nhân viên cửa hàng lười biếng tiến lên đây, cố nặn ra vẻ tươi cười, cho Uyển Thiên Thiên chào hỏi. Cái này nấm tuyết sức cũng là đặt tại quầy hàng thủy tinh bên trong, công khai ghi giá, 9,880 nguyên, xem như vật phẩm quý giá. Phổ thông ngân sức, tuyệt không có khả năng mở ra dạng này giá trên trời tới. Cái này nấm tuyết sức, tạo hình độc đáo, hoa văn cổ phác, rất có vận vị. Lấy ra ta xem một chút, Uyển Thiên Thiên tựa hồ đối với cái này nấm tuyết sức thật hứng thú, cười hì hì đối nhân viên cửa hàng nói. Cùng nhân viên cửa hàng đem nấm tuyết sức lấy sau khi đi ra, Uyển Thiên Thiên cầm tai sức trái xem phải xem, lại lệch cái đầu nhìn về phía Tân Lâm, vừa cười vừa nói, Tân tỷ tỷ, ta cảm thấy cái này tai sức cùng ngươi rất xứng, nếu không, đeo lên thử một chút. Nói, giơ lên ngân sức đối Tân Lâm không ngừng khoa tay. Hóa ra nàng đây là vì Tân Lâm chọn. Tân Lâm lạnh nhạt lắc đầu, nói ta không mang đồ trang sức. Đừng a, mặc dù nói ngươi là thiên sinh lệ chất, hoàn toàn không cần những vật khác đến cấp ngươi làm rạng rỡ. Nhưng cái này đồ trang sức vẫn là phải mang, đây không phải vì chính ngươi, là vì người khác. Uyển Thiên Thiên lập tức đại diêu kỳ đầu,
mặt mũi tràn đầy vẻ không cho là đúng. Tân Lâm không lên tiếng. Uyển Thiên Thiên chuyện lạ quái luật, tầng tầng lớp lớp, Tân Lâm cho tới bây giờ cũng không nguyện ý cãi lại. Thật muốn cùng Uyển Thiên Thiên tranh cãi, Tân Lâm tự nhận không phải là đối thủ, hay là giấu rốt tương đối tốt. Tỷ tỷ, người nghĩ a, người không chọn ăn không chọn mặc không đỡ lấy, ngay cả đồ trang sức đều không yêu, quá dễ nuôi. Ta nói cho ngươi, nữ hài tử quá dễ nuôi không phải một chuyện tốt, nàng không đáng tiền. Người ta muốn cho ngươi hiến cái ân cần đều không sức mạnh. Ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Nhiều năm như vậy đến, Tiêu Nhất Thiếu ngược lại là cho ngươi đưa qua lễ vật gì không có a? Vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chân Nhân, mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức. Tiêu Chân Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt bên trên lập tức hiện lên chu sa chi sắc, không phải làm bệnh rượu, không phải thu buồn, chính là có ba phân hổ thẹn chi ý. Uyển Thiên Thiên thật là nói đến điểm mấu chốt bên trên, ba năm này nhiều cùng Tân Lâm ở chung một phòng, hắn thật đúng là không có đưa qua Tân Lâm cái gì nữ hài tử thích lễ vật. Tựa hồ hai người bọn họ ở giữa yêu đương cùng phổ thông nam nữ sinh ở giữa yêu đương là rất không giống nhau. Là chính ta không thích, Tân Lâm vẫn như cũ rất đơn giản giải thích nói, bất quá nhìn ra được, Tân Lâm nguyên bản bình tĩnh ánh mắt bên trong, tựa hồ là lên một tia gợn sóng. Vấn đề này nói lớn không lớn, không so đo thời điểm, một chút việc đều không có. Nhưng thật muốn nói nhỏ, nhưng cũng không tiểu, tâm tư của con gái, ai có thể mò được chuẩn đâu. Mấu chốt lời này liền không nên từ Uyển Thiên Thiên miệng bên trong nói ra. Uyển Thiên Thiên lại không thèm để ý chút nào Tiêu Chân Nhân hổ thẹn, kêu la, đừng a, tỷ tỷ. Chính ngươi không thích về không thích, nhưng ngươi phải cho người ta một cái cơ hội biểu hiện đúng hay không? Tiêu Phàm, ta nói cho ngươi, cái này nấm tuyết sức coi như không tệ, giá cả cũng không đắt, ta cảm thấy cùng Tân tỷ tỷ thật xứng, liền nhìn biểu hiện của ngươi. Nghe vào, Uyển Thiên Thiên ngược lại là thực vì người suy nghĩ. Tốt, vậy liền mua lại đi. Trong lúc này, Tiêu Chân Nhân cũng chỉ có thể mỉm cười đáp ứng, tận lực giả ra người không việc gì dáng vẻ. Ta không muốn, Tân Lâm vẫn lãnh lãnh đạm đạm đáp, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Uyển Thiên Thiên còn đợi lại khuyên, Đường Huyên ở một bên lôi kéo vạt áo của nàng tiểu tổ tông, ngươi lần này nhiệt tình tác hợp, có phải là lầm đối tượng rồi? Ngươi cùng Tân Lâm, đến cùng tính là loại quan hệ nào a? Làm rõ ràng trước. Chương 296, Lang Tổng. Tốt a, khi ta không nói. Uyển Thiên Thiên liền mân mê miệng, đem nấm tuyết sức còn trở về. Liền vừa rồi, nàng thật đúng là không có tâm tư khác, chính là cảm thấy cái này tai sức đẹp mắt, lại là mấy trăm năm trước lưu truyền tới nay lão vật, cùng Tân Lâm khí chất 10 điểm xứng, nhất thời nóng lòng không đợi được. Về phần muốn cạnh tranh, đó cũng là quang minh chính đại cạnh tranh, Uyển đại đương ra sao có thể sử dụng một chút hạ lưu thủ đoạn. Vị mỹ nữ kia, muội muội của ngươi nói không sai, cái này tai sức xác thực cùng khí chất của ngươi rất xứng, nếu không ngươi thử một chút a. Không ngờ vị kia nhân viên cửa hàng lại lai liễu kình, cười khuyên nhủ. Điếm viên này là cái hai mười mấy tuổi nam hài tử, dáng dấp cũng là soái khí, nhìn xem cũng thật thông minh, chính là không có gì nhãn lực giá, nhìn không ra Uyển Thiên Thiên cùng Tân Lâm ở giữa loại kia vi diệu quan hệ. Được, nhận lấy đi, Uyển Thiên Thiên tức giận nói. Cứ việc cùng Tân Lâm liên hệ thời gian không dài, Uyển Thiên Thiên nhưng cũng biết Tân Lâm họ cách, nói không muốn, vậy người khác dù nói thế nào đều không dùng. Nhân viên cửa hàng đành phải đem nấm tuyết sức thu về, lại bắt đầu nhiệt tâm chào hàng vật phẩm khác tới. Ước chừng hắn cũng nhìn ra, mấy vị này thân gia, cùng bọn hắn mộc mạc trang phục hay là có nhất định khác biệt. Cái này nấm tuyết sức hơn 9.000 gần 10.000 giá cả, sửng sốt không hỏi một tiếng một câu, tựa hồ cảm thấy cái giá tiền này rất hợp lý. Bình thường mà nói, tình hình như vậy chỉ có hai loại khả năng. Nó một, các nàng rất có tiền, căn bản liền không thèm để ý điểm này, hai, rất biết hàng. Cùng loại thiên bảo trai dạng này cửa hàng lớn trải bên trong, đa số sinh ý hay là cùng biết hàng khách nhân làm thành. Chỉ cần không phải đụng phải loại kia 10.000 có một ngốc thiếu, bình thường đều là công bằng giao dịch. Đương nhiên, thật có ngốc thiếu tới cửa, chủ quán đao đó cũng là mài đến sáng như tuyết, làm thịt lên người đến không chút khách khí. Có thể làm thịt bao sâu chính là bao sâu, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Uyển Thiên Thiên lại đã không có hào hứng, không yên lòng. Nói đến, Uyển Thiên Thiên họ cách là tương đối cảm xúc hóa, rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều là như vậy họ cách. Giống Tân Lâm dạng này trầm tĩnh như nước nữ hài tử, bây giờ đã cực thiểu số. Liền ở thời điểm này, một trận giày da gõ giả cổ nền đá gạch tiếng bước chân vang lên. Cổng tia sáng tối sầm lại, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị bản thốn đầu, người cao gầy, người mặc song bài trừ trắng đổ vest,
giày da sáng bóng nam tử nhanh chân đi đến. Vị này xem xét chính là đại lão bản, miệng bên trong ngậm thô to xì gà, bên người nam nam nữ nữ vây quanh 7-8 tên tùy tùng. Những người hầu kia cũng mỗi một cái đều là âu phục giày da, chỉ có nữ tử kia, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, 10 phần xinh đẹp, kéo xì gà đại lão bản cánh tay, một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Vị đại lão này tấm ước chừng hơn 30 tuổi, miệng môi trên lưu lại một nắm râu ria, tu bổ phi thường chỉnh tề xinh đẹp, cùng áo của hắn trang phục đồng dạng, đều lộ ra một cỗ vô so tận lực tinh xảo. Bất quá kia tùy tiện thần sắc, hay là đem hắn. Hơi có một chút kinh nghiệm xã hội người, xem xét xì gà đại lão bản bộ này mang theo cả lơ phất phơ thần sắc, liền có thể đoán được, vị này không phải nhà giàu mới nổi chính là phú nhị đại, tạm thời vẫn chưa hoàn thành quý tộc chuyển biến. Cùng loại dạng này người, tại châu Á không phải một cái hai cái, mà là hình thành một cái giai tầng. Tân quý giai tầng, hoặc là nói, nhà giàu mới nổi giai tầng. Hiện tượng như vậy, tổng còn cần mấy chục năm mới có thể tiêu trừ đi, hoặc là bị xã hội chủ lưu đồng hóa. Tại một chút tương đối dễ dàng hiển lộ rõ ràng thân phận nơi chốn, cái này tân quý xuất hiện tần suất là cao nhất. Rất rõ ràng, Thiên Bảo Trai là cái rất phù hợp chỗ ngồi. Xì gà đại lão bản hiện thân, cho Thiên Bảo Trai mang tới biến hóa cũng rất rõ ràng. Những cái kia nguyên bản đối khách nhân xa cách nhân viên cửa hàng lập tức cả đám đều trở nên khuôn mặt tươi cười đón lấy, không hẹn mà cùng cho xì gà đại lão bản chào hỏi. Lang Tổng, ngài tốt. Lang Tổng liền khẽ vuốt cằm, thần sắc ngạo nghễ. Ngay cả ngồi ngay ngắn ở quầy thu ngân sau một vị nữ tử, cũng cười rạng rỡ tiến lên đón. Nữ tử này ước chừng trên dưới 30 tuổi, tướng mạo chỉ là bình thường, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, đoán chừng là trong tiệm nhân viên quản lý, có khả năng chính là chủ cửa hàng. Thật xa liền hướng Lang Tổng vươn tay, tiểu giày ra gõ mặt đất, lộp bộp, đem vị này cấp bách tâm tình biểu hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Lang Tổng, ngài tốt, hoan nghênh Lang Tổng đại giá quang lâm, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Trần, người tốt. Lang Tổng đem xì gà lấy xuống, kẹp trong tay, hướng họ Trần nữ tử đưa tay trái ra. Họ Trần nữ tử sững sờ, cũng may phản ứng nhanh nhẹn, lập tức liền đem tay trái cũng vươn ra, hai tay nắm ở Lang Tổng tay trái. Một hồi lâu lay động, luôn miệng nói, Lang Tổng, người tới được quá khéo, tiệm chúng ta bên trong vừa tiến vào một nhóm hàng tốt, giá cả cũng công đạo, liền sẽ chờ ngươi đến giám thưởng đâu. Có đúng không, đồ gì tốt ha? Ta nói cho ngươi, Tiểu Trần, đừng đề cập với ta chuyện tiền. Ca không thiếu tiền, hiểu chưa? Chỉ cần hàng tốt, khác đều không là vấn đề. Lang Tổng lập tức lại đem xì gà ngậm lên miệng, phun ra một đoàn sương mù, đĩnh đạc nói. Đúng vậy. Đừng bảo là cái này Huyền Vũ thị trường đồ cổ, chính là toàn cố đô thành phố hỏi thăm một chút, ai chưa nghe nói qua Lang Tổng đại danh a, đúng hay không? Đoàn người đều nói, Lang Tổng chỉ cần nguyện ý, trong vòng một ngày là có thể đem cái này Huyền Vũ thị trường chuyển không? Họ Trần nữ tử linh răng khéo mồm khéo miệng, mấy câu liền đem Lang Tổng nâng đến bầu trời, trong mắt lại cực nhanh hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Cùng bị người có lẽ còn khỏi phải mới mở miệng liền xách tiền, cùng Lang Tổng, lại phi đề không thể. Lang Tổng chính là như vậy họ cách, ngươi chỉ cần đề cập với hắn tiền hắn liền gấp. Tiếp xuống sinh ý liền tốt làm, thật đúng là không cần lại cùng Lang Tổng xách tiền. Dù sao ngươi nói giá cả bao nhiêu chính là cái gì giá cả, Lang Tổng trên cơ bản tuyệt sẽ không trả lại giá. Lang Tổng chính là loại kia ngàn dặm khó tìm, 10.000 có một ngốc thiếu, danh xưng người ngốc nhiều tiền. Chỉ tại cái này Huyền Vũ thị trường đồ cổ mấy cái cửa hàng lớn trải, Lang Tổng đó là thật đại danh đỉnh đỉnh. Đoàn người đều tại Lang Tổng trong túi kiếm qua không ít cứng rắn đâm đâm tiền mặt. Cái này cũng khó trách Lang Tổng lộ diện một cái, Thiên Bảo Trai tất cả nhân viên cửa hàng liền so nhìn thấy cha ruột còn thân hơn. Lang Tổng chỉ cần vào xem một lần, trên cơ bản tháng này trích phần trăm cùng tiền thưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Loại này lấy một chọi 10 thậm chí lấy một chống trăm khách hàng lớn, ai không tận tụy hoan nghênh a. Lang Tổng, mời lên lầu. Họ Trần nữ tử nịnh nọt vài câu về sau. Cứ dựa theo lệ cũ mời Lang Tổng tiến về trên lầu nhã tọa. Muốn kiếm Lang Tổng tiền, có một cái rất mấu chốt tiền đề, chính là muốn cho đủ hắn mặt mũi. Cái này là đối phó tất cả ngốc thiếu lần nào cũng đúng tuyệt chiêu. Có câu nói là, chỉ sĩ diện cho phải đủ, không sợ ngốc thiếu không bỏ tiền. Phía trước dẫn đường, Lang Tổng rút một ngụm xì gà, ngạo nghễ gật đầu. Lang Tổng, mời tới bên này mời tới bên này. Họ Trần nữ tử lòng tràn đầy vui vẻ, phía trước dẫn đường. Lang đều ở xinh đẹp nữ lang nâng phía dưới, đi lên lầu, không đi ra mấy bước, dưới chân liền kìm lòng không đặng cải biến phương hướng. Không khác, Lang Tổng nhìn thấy Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên.
Bởi vậy có thể thấy được, lang tổng trên thân kỳ thật còn tồn tại lấy rất rõ ràng động vật cấp thấp thuộc tính, đầu não nhiều khi sẽ thụ bản năng chi phối, miệng thảo luận lấy muốn lên lầu, nhìn thấy mỹ nữ liền một cách tự nhiên không quản được chân của mình. Ha ha, trước tiên ở phía dưới xem một chút đi. Nghe nói các ngươi cái này ngân sức rất có lai lịch, cũng là đồ cổ. Cùng hướng về bên kia đi hai bước, lang tổng miệng bên trong mới cười ha hả nói, tùy tiện tìm cho mình cái cớ. Xinh đẹp nữ tử phản ứng ngược lại là cực nhanh, ánh mắt tại Tân Lâm Uyển Thiên Thiên Tam nữ trên mặt quét qua, lập tức sắc mặt đại biến, dùng sức kéo lại lang tổng cánh tay, nị thanh nói, lang ca, chúng ta hay là đi lên lầu đi, lầu một đồ vật có cái gì tốt nhìn nha. Mặc dù nói cô gái xinh đẹp đều cao độ tự tin, nhưng vị này nhưng lại có tự mình hiểu lấy. Thực tế cách biệt quá xa, tự tin đi nữa cũng đền bù không được hiện thực này chênh lệch. Bên kia ba vị, tùy tiện sách một vị ra, đều là nàng tuyệt đối không có cách nào tương đối. Cứ việc cùng bên kia nam sinh tương đối, lão lang lập tức cũng biến thành đồ nhà quê thêm người quái dị, nhưng ngươi không chịu nổi người ta có tiền a. Bây giờ thế đạo này, chỉ cần chịu lấy tiền nện, thật đúng là không có mấy cái cô gái xinh đẹp không bị nện choáng. Lại nói, bên kia mỹ nữ có ba cái, soái ca cũng chỉ có một vị, coi như trong đó một vị là soái ca bạn gái, tối thiểu còn cho lão lang lưu lại hai cái, bị nện choáng tỷ lệ rất cao. Biện pháp duy nhất, chính là ở đây gắt gao giữ chặt hắn, đừng để hắn tới. Chỉ tiếc, xinh đẹp nữ tử hay là đánh giá thấp mỹ nữ đối lang tổng lực hấp dẫn. Lão lang không chút do dự một vung tay, kém chút đem xinh đẹp nữ tử vung cái lảo đảo. Ngươi hiểu cái gì, đừng gây sự, lang ca chính là một tiếng quát lớn, ánh mắt lập tức trở nên rét căm căm. Xinh đẹp nữ tử không chịu được dùng mình một cái, lập tức liền trung thực. Đừng nhìn tại họ Trần nữ tử trong mắt, lão lang là cái chính cống kẻ ngốc, đợi làm thịt dê béo, nhưng chân chính quen thuộc lão lang người đều biết, vị này cũng không phải ăn chay, cái kia thủ đoạn cay cực kỳ. Có thể tại đồ cổ thành bị coi như oan đại đầu chủ, khẳng định không đơn giản. Đầu tiên ngươi phải có tư cách kia, bây giờ thế đạo này, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy ra hỏa, có mấy cái là loại lương thiện. Xinh đẹp nữ tử biết mình nếu là dám nói thêm nữa nửa cái không chữ, lão lang mấy cái kia hung thần ác sát tùy tùng tuyệt đối sẽ không chút khách khí đem mình ném ra. Loại sự tình này, lão lang lại không phải chưa từng làm. Thậm chí làm còn không chỉ một hồi hai hồi. Này, mọi người tốt, lang tổng một cuống họng quát lui xinh đẹp nữ tử, lại vô bất kỳ trở ngại nào, sải bước đi đến Tiêu Phàm bọn người trước mặt, giơ tay lên tiếng chào, tận lực giả ra 10 điểm dương quang xuất khí dáng vẻ. Nguyên bản lang tổng niên kỷ cũng không lớn, vẫn chưa tới 40 tuổi. Ta gọi lang Ngọc Đình, dương quan khai thác mỏ tập đoàn người phụ trách, vị tiên sinh này họ gì? Lang Ngọc Đình cũng không đi quản người khác phải chăng để ý đến hắn, trước liền bắt đầu tự giới thiệu, sau đó hướng Tiêu Phàm vươn tay ra. Tại phương diện này, lang Ngọc Đình tuyệt đối là cái lão thủ, biết muốn trước cùng nam sĩ chào hỏi. Nếu là trước cùng cô gái xinh đẹp chào hỏi, làm không tốt liền sẽ mũi dính đầy cho, người còn không tiện phát tác. Phải giảng cứu cái phong độ không phải, nhưng trước cùng nam nhân liên hệ liền không có cái này lo lắng. Kia là nể mặt ngươi, hiểu chưa? Tiểu tử ngươi nếu là không biết điều, cũng cùng ta lang tổng nhăn mặt, thì đừng trách ta không khách khí. Hảo nam không cùng nữ đấu, nhưng hảo nam có thể cùng cặn bã nam đấu. Chương 297, Cự Hán. Nguyên lai là cái khai thác mỏ lão bản. Những năm này, mỏ lão bản cùng than đá lão bản quả thực phong quang vô hạn, các loại khoe của, khí diễm 10 điểm phách lối. Tiêu Phàm từ cũng sẽ không đi cùng loại người này so đo, biết bọn hắn tốt thời gian cũng cứ như vậy mấy năm, không cần quá để ý. Đây cũng không phải Tiêu Phàm suy tính ra kết quả, mà là thân cư cao tầng, có chút tin tức so với người bình thường muốn linh thông được nhiều. Theo những năm này than đá ngành nghề cùng khai thác mỏ dần dần có lãi, than đá lão bản mỏ lão bản từng cái bạo dầu lên, sớm đã gây nên cao tầng chú ý, toàn diện chỉnh hợp những này ngành nghề, thu về quốc hữu, chính là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó chính sách mới ra, tự nhiên sẽ đem rất nhiều nhà giàu mới nổi trực tiếp bức tử. Coi như may mắn không có bị bức tử, cũng chỉ có thể hoảng sợ như chó nhà có tang, mang mang như để lọt chi cá, chạy mẹ hắn, có nhà không dám về. Loại sự tình này, cầm quyền người lại không phải làm qua một hồi hai hồi, sớm đã xe nhẹ đường quen. Nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm ở kinh sư, thờ ơ lạnh nhạt, đối cầm quyền người các loại thủ đoạn, rõ như lòng bàn tay. Nhưng ở hiện giai đoạn mà nói, những này đào than đá khai thác mỏ, lại quả thực phong quang. Cái này Lang Ngọc Đình dương quan khai thác mỏ tập đoàn, Tiêu Phàm không có nửa điểm ấn tượng, đoán chừng quy mô cũng sẽ không nhiều lớn. Đương nhiên,
tại cái này tiệm bán đồ cổ mạo xưng người giàu có hay là thướt tha có dư. Cứ việc từ Thiên Bảo Trai quy mô đến xem, Thiên Bảo Trai lão bản thân gia, hoàn toàn không phải Lăng Ngọc Đình có thể so sánh. Bình thường đến nói, rất nhiều cửa hàng lão bản kỳ thật xa so khách hàng có tiền được nhiều, nhưng ở khách hàng trước mặt, vẫn là phải giả trang ra một bộ 10 điểm khiêm tốn cẩn thận bộ dáng, đơn giản là làm ăn thủ đoạn thôi. Người tốt, Lăng tiên sinh, ta họ Tiêu. Tiêu Phàm mỉm cười đưa tay cùng Lăng Ngọc Đình nắm một chút. Đây là chúng ta Lăng Tổng thế nhưng là chúng ta Tần Quan Bớt Khai Thác Mỏ Hiệp Hội Phó Hội trưởng, Cố Đô Thị Chính Hiệp Ủy viên. Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, Lăng Ngọc Đình bên người xinh đẹp nữ tử liền không kịp chờ đợi nói, đem Lăng Tổng danh hiệu tất cả đều bày ra. Tựa hồ Tiêu Phàm kia âm thanh Lăng tiên sinh thực tế làm cho có mấy phân lỗ mãng, không có xưng hô Lăng Tổng, đó chính là đối Lăng Ngọc Đình bất kính. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, cũng không có lại đổi giọng xưng hô. Tại Tiêu Nhất Thiếu trong mắt, Tần Quan Bớt Khai Thác Mỏ Hiệp Hội Phó Hội trưởng, Cố Đô Thị Chính Hiệp Ủy viên, tính cái chức vụ gì? Tiêu tiên sinh, người tốt, nghe Tiêu tiên sinh khẩu âm, là người của thủ đô. Lăng Ngọc Đình khoát tay chặn lại, ngừng lại xinh đẹp nữ tử, một bộ rất đại độ bộ dáng, không cùng Tiêu Phàm so đo. Tiêu Phàm gật gật đầu, không tiếp tục lên tiếng, cũng không phải Tiêu Phàm tận lực sĩ diện. Thực tế Tiêu chân nhân cùng vị này toàn thân bạo phát khí tức Lăng Tổng, không có cái gì tiếng nói chung. Ai, Lăng tiên sinh, chúng ta giống như không quen a. Người bận người cứ đi đi, Uyển Thiên Thiên kiên nhẫn nhưng không có tốt như vậy, mắt thấy gia hỏa này bày ra cha hộ khẩu tư thế, lập tức rất là không kiên nhẫn, không khách khí chút nào ở một bên nói. Lăng Ngọc Đình bên người mấy tên tùy tùng lập tức biến sắc, trong đó một tên cao lớn thô kệch nam tử liền tiến lên một bước, che mặt xương lạnh. Hai mắt hung quang lấp lóe, hung tợn tiếp cận Uyển Thiên Thiên. Uyển Thiên Thiên song mi bỗng nhiên dương lên. Vậy mà tại Uyển đại đương ra trước mặt làm ra loại này hung thần ác sát bộ dáng, đây không phải gây chuyện a? Uyển Thiên Thiên muốn dính chiêu này mới là lạ. Cũng ngay tại lúc này Uyển đại đương ra thân thể không tiện, nội tức chân khí bị Tiêu Phàm bản mệnh chân nguyên một mực cầm cố lại, nghiêm cấm cùng người động thủ so chiêu, không phải chỉ bằng cái này bảo tiêu ánh mắt. Chỉ sợ Thiên Bảo Trai tiệm ăn đã ngổn ngang lộn xộn nằm đầy một chỗ người. Dù là như thế, Đường Huyên cũng đã tối ám xúc thế, chỉ muốn cái này Lăng Ngọc Đình lại không thức thời hoặc là hộ vệ của hắn thật có động tác gì, tiệm này đường bên trong như thường sẽ ngổn ngang lộn xộn nằm đầy một chỗ người. Đừng nhìn Đường Huyên bình thường nhã nhặn, mười phần thục nữ, động thủ nhưng nửa điểm đều nghiêm túc. Theo cửa sắt bệnh viện bên kia truyền ra tin tức, cái kia lão thường thương thế ít nhất phải hơn mấy tháng mới có thể khỏi hẳn, nói cách khác hắn cả đời này cơ bản không thể nào khỏi bệnh xuất viện, khả năng đến chó chặt pháp trường chấp hành xử bắn ngày ấy, cũng chưa chắc sẽ tốt lưu loát. Y theo lão thường phạm vào các loại tội ác, hắn khẳng định là từ nhanh sẽ nghiêm trị đả kích đối tượng, ngay tại cái này trong vòng mấy tháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Ngọc Đình tự nhiên không biết mình đã nguy hiểm chi cực, vẫn như cũ rất ưu nhã khoát tay chặn lại, ngừng lại vị kia cao lớn thô kệch bảo tiêu, cười ha hả nói, vị tiểu thư này không nên hiểu lầm. Ta lão lang là cái rất thích người kết giao bằng hữu. Nhìn ra được, mấy vị cũng thích đồ cổ, ha ha, vậy chúng ta đều là. Đúng, đều là người trong đồng đạo nha, nếu không kết giao bằng hữu, yên tâm, ta lão lang không phải cái hẹp hòi ra hỏa, cùng ta kết giao bằng hữu, không ăn thiệt thòi. Cái kia, Tiểu Trần, các người cái này phỉ thúy vòng tay lấy ra, cho vị tiểu thư xinh đẹp này thử một chút, nếu là thích hợp, coi như là ta đưa cho bằng hữu lễ vật, thế nào? Lăng Ngọc Đình cũng không đợi Uyển Thiên Thiên có phản ứng gì, phối hợp nói, ngón tay kẹp lấy to lớn xì gà, trên dưới vung vẩy, khí thế mười phần. Lăng Tổng, người nói là cái này phỉ thúy vòng tay sao? Cái này vòng tay địa vị cũng không nhỏ, là từ Tây Hán cổ mộ đào được, đã là châu báu lại là văn vật, giá trị liên thành a. Họ Trần nữ tử nghe xong, lấy làm kinh hãi, chỉ hướng quầy thủy tinh bên trong nhất phẩm phỉ thúy vòng ngọc, có chút cả lăm nói. Cái này vòng ngọc yết giá là 58,000 nguyên, nói giá trị liên thành tự nhiên khoa trương. Nhưng lần đầu gặp mặt, liền đưa bằng hữu dạng này lễ vật, cũng được cho rất quý giá. Đương nhiên, cái này vòng ngọc bản thân giá trị là không phải đáng giá 58,000 nguyên, kia lại là hai chuyện. Tối thiểu nhất Lăng Ngọc Đình là dựa theo 58,000 mà tính. Bình thường đồ vật, ta có thể đem ra được a. Kết giao bằng hữu, vậy sẽ phải thành tâm. Mọi người nói có đúng hay không? Vị tiểu thư này, họ gì phương danh a? Lăng Ngọc Đình ha ha đánh cho ầm ầm, cơ hồ tiệm ăn bên trong tất cả khách hàng đều bị hắn hấp dẫn đi qua, xa xa vây quanh xem náo nhiệt, từng cái cười hì hì, như là nhìn kính chiếu ảnh. Uyển Thiên Thiên không khỏi lắc đầu, trên thế giới này,
lại có như thế tâm tính tốt đẹp ra hỏa. Xem ra nhiều tiền có đôi khi cũng không nhất định chính là phúc khí, ít nhất cái này Lăng Ngọc Đình hôm nay chính là đốt tiền nấu trứng. Bệnh tâm thần, Uyển Thiên Thiên bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản định để Đường Huyên xuất thủ giáo huấn bọn gia hỏa này dừng lại, đem Tiêu Phàm cùng Tân Lâm từ đầu đến cuối yên lặng đứng ở nơi đó, không có nửa điểm sinh khí ý tứ, Uyển Thiên Thiên cũng chỉ có thể mạnh tự kềm chế. Lăng Ngọc Đình chẳng phải là cái gì, mấu chốt Uyển Thiên Thiên không thể tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng xấu. Tiêu Nhất Thiếu là quân tử khiêm tốn, giống như không thích lắm loại kia một lời không hợp liền ra tay đánh nhau nữ hài. Ngươi nói cái gì? Lăng Ngọc Đình bỗng nhiên dựng thẳng lên lông mày mao, trên mặt lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc. Uyển Thiên Thiên câu này bệnh tâm thần nhưng không có tận lực hạ giọng, cứ như vậy thốt ra, tự nhiên đoàn người cũng nghe được. Lăng Tổng thực tế không nghĩ tới mình một mảnh hảo tâm, vậy mà lại bị người khi thành bệnh tâm thần. Mấy tên tùy tùng càng là thốt nhiên sắc giận. Mắng ai đây? Uyển Thiên Thiên sắc mặt một trận biến ảo, rốt cục thở thật dài một cái, nói, Lăng Tổng, Lăng Đại Ca, ta mắng chính ta bệnh tâm thần cũng có thể đi. Không dối gạt ngài nói, ngài là đại lão bản, chúng ta không với cao nổi. Ngày hôm nay, ta liền nghĩ yên lặng đi dạo cái đường phố, không muốn cùng ngài dạng này lớn thằng giàu có kết giao, ngài yêu làm gì làm cái đó đi, đừng tại đây dây dưa chúng ta được hay không. Coi như ta cầu ngươi, nói, hai tay ôm quyền, hướng Lăng Ngọc Đình làm cái vái chào, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Tân Lâm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười như có như không. Nhìn thanh thứ nhất nữ ma đầu kìm nén đến. Hôm nay Uyển Thiên Thiên nếu không phải cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, Lăng Tổng phiền phức liền lớn. Kỳ thật tại Tân Lâm nội tâm, Lăng Ngọc Đình loại này đùa bức nhà giàu mới nổi, cho hắn chút giáo huấn cũng không sao. Chỉ là Tiêu Phàm không có ý tứ kia, Tân Lâm cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Lăng Ngọc Đình biến sắc, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên, Lăng Ngọc Đình một chút ngậm miệng lại, hướng cửa chính nhìn lại, lập tức kìm lòng không đặng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một đầu như ngọn núi tráng hán, xuất hiện tại thiên bảo trai cổng. Tráng hán này thân cao túc tầm 1m9, bàng khoát eo tròn, cường tráng khôi ngô, toàn thân trên dưới, bắp thịt cuồn cuộn, vô một chỗ không phải kình cổ cổ, ẩn chứa sức nổ, mỗi đi một bước, mặt đất đều tựa hồ tại ẩn ẩn chấn động, cho người ta một loại cực độ lực lượng cảm giác. So ra mà nói, cùng tại tráng hán bên người hai tên tùy tùng, cũng không chút nào dễ thấy. Nhưng gặp một lần cái này hai tên tùy tùng, Lăng Ngọc Đình lại không nhịn được run lên vì lạnh, hào không lý do cảm thấy rất không thoải mái, tựa hồ trên người hai người này mang theo một loại nào đó không phải người khí tức. Nhìn thấy ba người này, ngay cả Tiêu Phàm cũng nhịn không được cười. Trùng hợp như vậy, ba vị này, đều là Uyển Thiên Thiên thủ hạ huynh đệ, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đều gặp. Dẫn đầu vị kia đại lực thần tráng hán, tên là Vương Nhạn, là Yên Chi xã thường xuyên phái ra cùng ngoại giới tiếp xúc hình tượng đại sứ. Tại Lưu Tám nơi đó, Vương Nhạn cũng đóng vai đại ca nhân vật. Mà chân chính người nói chuyện Thiên Nhãn Tống Hoàn, thì đóng vai thành Vương Nhạn tùy tùng. Hiện tại cũng vẫn là đồng dạng, Tống Tam vẫn như cũ còng lưng eo, đi theo Vương Nhạn sau lưng, vô thanh vô tức, chỉ là đánh giá tình hình chung quanh, trong hai mắt, ngẫu nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Bất quá giờ này khắc này, Vương Nhạn Tống Tam cùng trong mắt người, cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Làm sao đại đương gia cùng nhị đương gia đều tại đây? Chẳng lẽ đổi quy củ, đại đương gia muốn đích thân cùng thiên bảo trai lão bản liên hệ, chuẩn bị đem đường dây này làm lớn, biến thành chủ tuyến? Nói đến cũng không phải là không thể được, Lưu Tám bên kia, giá tiền ép tới thực tế có chút hung ác. Đường Huyên liền khe khẽ lắc đầu, lấy ánh mắt nói cho Tống Tam, tại cái này đụng phải, đơn thuần trùng hợp. Các ngươi nên làm gì làm cái đó, không cần quản bên này. Tống Tam ánh mắt tại Tiêu Phàm trên mặt nhanh chóng lóe lên, liền là giật mình. Dưới mắt, đại đương gia phải cùng tại Tiêu Phàm bên người, trừ độc chữa thương, điểm này, Tống Tam cũng là biết đến. Tiêu Phàm tên tiểu bạch kiểm này bên người mỹ nữ như mây, đoán chừng muốn vui choáng đi. Vương Nhạn bọn người vừa vào cửa, toàn bộ thiên bảo trai đại đường nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy độ. Tống Hoàn cũng không có tận lực thu liếm trên thân kia cỗ âm trầm trầm mộ viên khí tức. Gặp một lần Yên Chi xã mấy vị này hảo hán, họ Trần nữ tử sắc mặt đại biến, lập tức đem Lăng Ngọc Đình ném qua một bên, đi chậm chậm nghênh đón tiếp lấy, cúi đầu khom lưng, khách khí vô so. Hạ giọng trò chuyện vài câu về sau, liền tự mình dẫn Vương Nhạn bọn người hướng hậu viện đi đến, ngay cả chào hỏi đều không cùng Lăng Ngọc Đình đánh một tiếng, thật giống như trước mắt ép căn bản không hề Lăng Tổng người này như. Lăng Ngọc Đình cố nhiên là nhức đầu dê béo, cùng trước mắt mấy vị này so ra.
vậy coi như kém đến quá xa. Yên Chi xã các vị đại ca, bọn hắn lão bản đều không dám chút nào lãnh đạm. Những người này, nhưng là chân chính giang hồ hán tử, người bình thường nơi nào đắc tội nổi. Kể từ đó, Lang Tổng tự nhiên rất khó chịu, chỉ là Nhiếp Tại Vương nhạn kia khinh người khí thế cùng Tống Tam bọn người trên thân khí tức âm trầm, Lang Tổng cũng không dám lên tiếng. Thật không cho Dịch Đẳng ba tên này đi hậu viện, nhìn không thấy, Lang Ngọc Đình mới thở phào một hơi, treo lấy một trái tim, cuối cùng rơi xuống đất. Lại quay đầu bốn phía xem xét, tiệm ăn bên trong nơi nào còn có Tiêu Phàm đám người cái bóng. Nhìn kỹ lại, Tiêu Phàm mang theo ba vị mỹ nữ tiến vào đối diện một nhà đồ cũ cửa hàng, ngay tại nhiều hứng thú lật xem một chút phát hoàng sách cũ. Ngoá nó, quỷ nghèo. Lang Ngọc Đình rất là mất hứng, không chịu được hung hăng gắt một cái. Sắc mặt âm tình bất định biến ảo một trận, cuối cùng vẫn là không tiếp tục đuổi theo. Dù sao mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng, Lang Ngọc Đình bao nhiêu coi như trong lòng hiểu rõ. Là có mấy cái tiền, nhưng xa xa chưa từng đạt tới có thể tại quang trời hóa nói phía dưới khi nam phách nữ tình trạng. Chỗ này thế nhưng là tần quan bỏ bớt sẽ, lục triều cố đô. Muốn ở chỗ này đi ngang, chính là hơn 1000 năm trước đại ma vương Hoàng Sào cũng thiếu chút hỏa hầu, vượn đội mũ người lên làm hoàng đế, không có phách lối bao lâu liền bị đuổi ra ngoài. Từ đó về sau, cuồng vọng không ai bị nổi tư dân buôn muối bắt đầu đi xuống dốc, không lâu liền binh bại bỏ mình, bị sinh sinh cắt đầu. Có thể thấy được ai tại cái này cố đô phách lối, cũng sẽ không có kết cục tốt. Chương 298, Thần Bí Khách Nhân. Tại Huyền Vũ Đồ Cổ Văn Vật Thị Trường đi dạo hơn nửa ngày, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, một nhóm bốn người mới hài lòng trở lại lớn đường Vương Triều khách sạn. Đương nhiên, chân chính vừa lòng thỏa ý chính là Uyển Thiên Thiên, hôm nay cuối cùng là đi dạo cái đã nghiền. Về phần Tân Lâm cùng Đường Huyên thì là hai vị thuần túy người tiếp khách, mà chân chính có thu hoạch, ngược lại là Tiêu Phàm. Trừ món kia cây môn hộ thân phù, Tiêu Chân Nhân còn tại đồ cũ cửa hàng đãi đến một bản thời kỳ ra sách thuốc, xuất từ đời nhà Thanh danh y Hoàng Nguyên Ngự chi thủ. Tiêu Phàm cũng là rất là vui vẻ. Hoàng Nguyên Ngự y thuật sáng tác, trên thị trường vẫn tương đối hiếm thấy. Cùng cổ đại cái khác danh y tương đối mà nói, Hoàng Nguyên Ngự văn học nội tình thâm hậu dị thường, nguyên bản là đứng đắn người đọc sách xuất thân, về sau bởi vì sinh một cơn bệnh nặng, ảnh hưởng đến hình tượng, không cách nào thông qua khoa cử sĩ quan, nản lòng thoái chí phía dưới, Hoàng Nguyên Ngự mới ngược lại học y, cuối cùng thành một đại đại gia. Lịch đại danh y bên trong, Hoàng Nguyên Ngự đối Hoàng đế nội kinh thuật năm vận sáu khí lý giải riêng một ngọn cờ, trình bày 10 điểm xâm nhập. Điểm này, chính là Tiêu Phàm sở ưa thích, lớn đường Vương Triều khách sạn Kim Bích Huy Hoàng Đại Đường, giờ phút này bầu không khí lộ ra có chút khác thường. Đại đường nhân viên công tác mặc dù đều duy trì chuyên nghiệp hóa mỉm cười, trong mắt lại đều lộ ra vẻ khẩn trương. Đây hết thảy, đều bắt nguồn từ một vị nam tử trẻ tuổi. Vị này nam tử trẻ tuổi, ước chừng khoảng 30 tuổi, thân cao cao, dáng người thẳng tắp, tướng mạo 10 điểm anh tuấn, quần áo cách ăn mặc 10 điểm tân triều thời thượng, cho dù ai một chút đều có thể nhìn ra được, vị này là điển hình cao phú soái. Mà lại tại cao phú soái bảy trong cơ thể, phẩm vị không thấp, tuyệt không phải loại kia nhà giàu mới nổi ngụy trang cao phú soái. Nam tử trẻ tuổi an tĩnh ngồi tại đại đường lão màu vàng ghế salon bằng da thật bên trong, một vị hơn 40 tuổi nam tử trung niên mỉm cười ở một bên tiếp khách, thỉnh thoảng cùng cao phú soái nói lên một hai câu, thần sắc cực kỳ kính cẩn. Vị trung niên nam tử này, khách sạn từ trên xuống dưới đều biết, chính là lớn đường Vương Triều khách sạn giám đốc, Nhạc Tổng. Từ Nhạc Tổng kính cẩn cẩn thận trong thần thái cũng có thể nhìn ra, trẻ tuổi cao phú soái thực tế có lai lịch lớn. Lớn đường Vương Triều khách sạn cũng không phải phổ thông khách sạn, tại cố đô thành phố khi thật có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, là cố đô thành phố đỉnh cấp khách sạn bên trong nổi danh nhất. Khách sạn cái gọi là nổi danh nhất, đơn giản chính là xa hoa nhất, giá vị quý nhất, nhất có đặc sắc nhất có phẩm vị. Mấy dạng này, lớn đường Vương Triều khách sạn mọi thứ đều đủ. Đến đây cố đô thị sát cao tầng cự đầu, hoặc là viếng thăm quốc tế khách quý, ngoại quốc nguyên thủ, đa số đều là tại lớn đường Vương Triều khách sạn ngủ lại. Nói lớn đường Vương Triều khách sạn là cố đô thành phố khách sạn nghiệp cọc tiêu, hào không quá đáng. Làm lớn đường Vương Triều khách sạn giám đốc, Nhạc Tổng cũng không phải thương nhân, mà là phó thính cấp quan viên. Có thể làm cho Nhạc Tổng đều như thế kính cẩn cẩn thận người trẻ tuổi, xuất thân nên là gì cùng khó lường. Kỳ thật, đối với vị này trẻ tuổi cao phú soái, lớn đường Vương Triều khách sạn nhân viên công tác cũng không xa lạ gì, chính là khách sạn khách quen, mọi người đều biết hắn gọi Lê Lạc, rất có tiền, cũng rất có phong độ. Mỗi lần vào ở khách sạn, luôn luôn sẽ tiện tay khen thưởng nhân viên phục vụ tiền bâu ơ, xuất thủ 10 điểm hào phóng.
khách sạn nhân viên phục vụ liền không có không thích Lê Thiếu. Nhưng mà, Lê Thiếu vì cái gì có tiền như vậy, gia đình của hắn bối cảnh như thế nào, người biết liền rất rất ít. Có truyền ngôn nói, Lê Thiếu mụ mụ, là Cố Đô thị ủy Tạ bí thư thân muội muội. Nhưng lời đồn đại này, cũng chưa từng tìm được chứng minh. Mọi người đều biết, Nhạc Tổng rất phản cảm khách sạn nhân viên loạn nói huyên thuyên. Nhất là suy đoán lung tung những công tử này tiểu thư lai lịch thân phận, quả thật tối kỵ. Nói tóm lại, Lê Thiếu có được lớn đường vương triều khách sạn đẳng cấp cao nhất thẻ hội viên, mà lại đạt được giám đốc đặc phê, có thể vô hạn ký đơn. Mặc kệ Lê Thiếu tại khách sạn tốn hao bao nhiêu, một ký chi, tuyệt sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cái này không tính là gì, đạt được loại này đặc phê đãi ngộ quý khách, không chỉ một vị, còn có không ít. Chân chính để mọi người đối Lê Thiếu kính sợ có phép, hay là Nhạc Tổng đối Lê Thiếu thái độ. Mỗi lần Lê Thiếu một tại khách sạn hiện thân, Nhạc Tổng chỉ cần ở tại khách sạn, liền nhất định sẽ lộ diện tự mình tiếp đãi. Loại đãi ngộ này, coi như rất hiếm thấy. Có vẻ như Cố Đô thị chính búa mấy vị phó thị trưởng đến khách sạn, đều không nhất định có thể hưởng thụ được đãi ngộ như thế. Muốn hưởng thụ loại đãi ngộ này, chí ít cũng phải là thường vụ phó thị trưởng trở lên. Không phải, Nhạc Tổng thật đúng là không có thời gian cùng đi. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, chỉ tại Nhạc Tổng trong lòng, Lê Thiếu thân phận địa vị, không dưới Cố Đô thành phố thường vụ phó thị trưởng cái này một cấp bậc cán bộ lãnh đạo. Mà hơi hiểu được quy tắc người liền sẽ rõ ràng, kỳ thật Lê Thiếu thân phận địa vị, khả năng càng tại thường vụ phó thị trưởng phía trên. Đó là bởi vì, thường vụ phó thị trưởng quyền uy đến từ hắn vị trí cái kia chức vụ, Lê Thiếu quyền uy thì lại đến từ tại bản thân hắn. Nói một cách khác, Cố Đô thành phố thường vụ phó thị trưởng thường xuyên sẽ thay người, Lê Thiếu lại tuyệt sẽ không thay người. Nhưng mảnh cứu xuống dưới, chân chính để đại đường nhân viên công tác khẩn trương, còn không phải Lê Thiếu tại đại đường hiện thân sự thật này, mà là Lê Thiếu tại đại đường hiện thân nguyên nhân. Nhìn qua, Lê Thiếu tựa hồ là tại bọn người. Rốt cuộc là ai, mới đáng giá Lê Thiếu tự mình tại đại đường ngồi chờ. Mà lại, có vẻ như còn cùng thời gian không ngắn. Ước chừng 4 giờ rưỡi chiều, Lê Thiếu liền đã ở đây ngồi, hiện tại đã gần 6 giờ, Lê Thiếu chờ khách nhân còn chưa xuất hiện. Đây thật là kỳ quái. Nếu là chờ khách người, Lê Thiếu hẳn là trước tiên có thể điện thoại liên lạc, xác định một chút đến khách sạn thời gian cụ thể. Cần gì phải ở đây đau khổ chờ. Bây giờ thông tin thủ đoạn, gì chờ phát đạt. Sở dĩ xuất hiện loại tình hình này, trên lý luận, chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, là thân phận khách khứa thực tế quá tôn quý đến gọi điện thoại đi hỏi thăm khách nhân hành trình đều là một loại không lễ phép hành vi. Loại thứ hai, thì là Lê Thiếu căn bản không rõ ràng khách nhân số điện thoại. Loại khả năng này họ, thực tế là rất ít, đều đã ở đây tự mình chờ, như thế nào lại ngay cả số điện thoại cũng không biết đâu. Về phần khả năng thứ nhất, vậy coi như quá kinh người. Lê Thiếu đã tôn quý như thế, còn có người nào, so thân phận địa vị của hắn cao hơn nhiều như vậy? Chẳng lẽ là Trung ương đại lãnh đạo muốn tới? Ngẫm lại không giống lắm. Nếu thật là Trung ương đại lãnh đạo đến lớn đường Vương Triều khách sạn, sớm đã có thông chi tới. Bình thường đến nói, chỉ ít sách một ngày trước thông chi, đặc biệt trọng yếu đại lãnh đạo, sẽ còn sớm vài ngày thông chi. Tiếp đãi những đại lãnh đạo này, đây chính là chính trị nhiệm vụ, tuyệt đối ra không được mảy may sai lầm. Thế nhưng là khách sạn hiện tại vẫn chưa tiếp vào đến từ thượng cấp bộ môn thông chi. Có lẽ, là đại lãnh đạo cải trang vi hành, còn là không thể nào. Trung ương đại lãnh đạo đến đây Cố Đô cải trang vi hành, Lê Thiếu biết, không có lý do không thông chi trong tỉnh thị lý lãnh đạo chủ yếu. Đây chính là hướng tỉnh thị lãnh đạo chủ yếu khoe thành tích cơ hội thật tốt, làm sao có thể bỏ qua. Như vậy, là thủ đô một vị đại nhân vật nào đó người nhà thân thích. Có một vị đầu não linh hoạt thấy qua việc đời nhân viên phục vụ đoán được như thế một loại khả năng. Thủ đô một vị đại nhân vật nào đó người nhà thân thích, cũng chính là tục xưng nha nội đảng. Thủ đô lớn có quyền thế nha nội đảng đến Cố Đô, cũng là xác thực xứng đáng Lê Thiếu coi trọng như vậy. Cố Đô cũng không phải địa phương nhỏ. Nhất là lớn đường Vương Triều khách sạn nhân viên phục vụ, thế nhưng là được chứng kiến hàng hiệu nha nội đảng uy phong. Lần trước tứ cửu thành bên trong một vị họ Uông công tử trẻ tuổi đến lớn đường Vương Triều khách sạn, Cố Đô thành phố có danh vọng công tử ca nhi, thiên kim tiểu thư, xuất động hơn 10 vị, chúng tinh phùng nguyệt, vây quanh vị kia Uông nhị thiếu. Như thế nói đến, tựa hồ cũng không giống là lớn có danh vọng nha nội đảng muốn xuất hiện, bằng không mà nói, vẻn vẹn Lê Thiếu một người ở đây chờ lấy, chẳng phải là có chút thất lễ rồi sao? Hoàn toàn không hiểu rõ, mọi người trong đầu liền càng thêm không hiểu khẩn trương, liên tưởng tới tối ngày mốt liền muốn tại khách sạn tổ chức giám bảo đại hội,
có lẽ là có cái gì lớn có danh vọng đồ cổ chuyên gia giám định muốn tới đi. Những này có bản lĩnh giáo sư chuyên gia, cũng là miễn cưỡng xứng đáng Lê Thiếu coi trọng như vậy. Bây giờ thời đại này, giảng cứu cái hoa hoa cố kiệu người nhất người, Lê Thiếu muốn nhờ giáo sư chuyên gia miệng để biểu hiện mình phong nhã, giáo sư chuyên gia thì muốn tại Lê Thiếu nơi này đạt được một ít lợi ích thực tế, theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Đại đường đồng hồ, khó khăn lắm chỉ hướng 6 giờ, kim đồng hồ cùng kim phút nhanh muốn biến thành một đường thẳng. Đến đây khách sạn khách nhân dần dần nhiều hơn, đại đường người đến người đi, có không ít người nhận biết Lê Thiếu hòa thuận vui vẻ tổng, đều nhao nhao tiến lên đây chào hỏi. Lê Thiếu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, rất ít đứng dậy hàn huyên nói chuyện, một bộ không yên lòng dáng vẻ. Những này tiến lên đây chào hỏi khách nhân, nhưng cũng không ít khó lường đại nhân vật, thậm chí còn có thị lý lãnh đạo chủ yếu. Có thể đến đây lớn đường vương triều khách sạn tiêu phí khách nhân, vốn cũng không có một cái là đơn giản. Nhưng nhìn Lê Thiếu thái độ, đối những đại nhân vật này quả thực không thế nào quan tâm, cũng không sợ mình cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn đắc tội với người. Chân chính người có thực lực vật, chỉ có người ta sợ hãi đắc tội hắn, mà không phải hắn sợ hãi đắc tội người khác. Quả nhiên những đại nhân vật kia, ai cũng không dám lộ ra vẻ không vui đến, thấy Lê Thiếu không yên lòng, ngược lại từng cái đều cẩn thận, hàn huyên vài câu liền tranh thủ thời gian rời đi, sinh sợ làm cho Lê Thiếu phản cảm. Làm người muốn có ánh mắt, nhưng Lê Thiếu có thể như thế, Nhạc Tổng lại cũng không thể như thế chi túm, không ngừng đứng dậy, cùng một đám nghiêu nhân nắm tay hàn huyên, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, không dám có chút lãnh đạm. Người này nha, đến cái nào phân thượng, liền có loại kia phương thức làm việc, mảy may đều không sai phải. Sai, liền sẽ có đại đại không tiện. Lê Thiếu, khách nhân nhanh đến đi. Thật vất vả lại đem một nhóm khách nhân ứng phó quá khứ. Nhạc Tổng đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi mịn. Tại Lê Lạc ngồi xuống bên người, bồi cười hỏi. Đừng bảo là đại đường nhân viên công tác trong lòng khẩn trương, ngay cả Nhạc Tổng đều có chút lo sợ bất an. Đây rốt cuộc là nhiều khó lường như bức tai to mặt lớn a. Lê Thiếu mỉm cười, lạnh nhạt nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Nói không chính xác, Nhạc Tổng không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, có chút nghe không hiểu. Cái gì gọi là nói không chính xác a? Người cái này trong lòng, một điểm phổ đều không có. Chẳng lẽ cái này khách nhân, người thật không có chút nào hiểu rõ. Lê Thiếu liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, Nhạc Tổng, người nếu là có sự tình, vậy liền bận bịu đi thôi, khỏi phải ở đây bồi ta. Không quan hệ, Nhạc Tổng giật nảy mình, vội vàng cười ha hả nói, ha ha, Lê Thiếu nói chuyện này, ta có thể có chuyện gì? Người Lê Thiếu tại cái này, chính là ta lớn nhất làm việc. Lại đưa tay lau mồ hôi nước, một câu nói kia không nói tốt, kém chút liền đắc tội người. Đến, bỗng nhiên ở giữa, Lê Thiếu đột nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng cửa sảnh đi đến. Nghe vào, Lê Thiếu thanh âm 10 điểm vui vẻ, ẩn ẩn còn mang theo một loại khó mà nói đồng hồ mong mỏi chi ý. Nhạc Tổng vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức liền sửng sốt, nửa ngày nói không ra lời. Chương 299, không nể mặt mũi. Cửa sảnh bên kia, vậy mà ngừng một đài xe taxi. Phi thường phổ thông cái chủng loại kia, để Lê Thiếu không sai biệt lắm cùng một nửa giờ siêu cấp quý khách, thế mà lại cưỡi loại này bình thường nhất xe taxi tới. Thực tế quá phá vỡ, hoàn toàn hòa thuận vui vẻ Tổng vừa rồi tưởng tượng không hợp. Nhưng là Lê Lạc đã hướng phía bộ kia xe taxi đi qua, bước chân rất gấp gáp, thậm chí có thể tính là đi chậm chậm. Bởi vậy có thể thấy được, Lê Lạc ra sao chờ đợi cùng vị khách nhân này gặp mặt. Đương nhiên, cái này cũng có thể là chỉ là biểu thị một loại thái độ. Nhạc Tổng dù sao cũng không phải nhân vật bình thường, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức cũng đi chậm chậm đi theo. Người giữ cửa kéo lái xe taxi nhóm, một vị hồng y váy đỏ, trải lấy hai đầu đen nhánh bím tóc. Dưới chân đạp màu đỏ da dê ủng ngắn thanh xuân mỹ thiếu nữ nhảy xuống dưới, rất thích hí mở rộng một chút mềm mại tư thái. Này, Uyển tiểu thư, Lê Thiếu dưới chân liền ngừng lại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nâng tay lên, cho thiếu nữ áo đỏ lên tiếng chào. Vị này Uyển tiểu thư, dĩ nhiên chính là mới vừa từ thị trường đồ cổ tận hứng mà về Uyển Thiên Thiên. Đối Lê Lạc chào hỏi, Uyển Thiên Thiên chỉ là hơi một gật đầu, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, lập tức liền chuyển hướng trong xe. Tiêu Phàm đi xuống, Uyển Thiên Thiên cười hì hì vươn tay ra, nâng một thanh. Tiêu Phàm cũng không có cự tuyệt. Đối với Uyển Thiên Thiên, chỉ cần nàng không hồ nháo quá mức, bình thường tiểu động tác, Tiêu Phàm cũng không quát lớn. Dù sao đều đã cùng người ta thành khẩn gặp nhau, mà lại hiện tại mỗi ngày cách làm chữa thương một lần, đa số thời điểm cũng muốn ấp ấp ôm một cái. Cái này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, Tiêu Phàm rất lo lắng,
mình đối Uyển Thiên Thiên quản được quá nghiêm lời nói, hiệu quả rất có thể hoàn toàn ngược lại. Uyển đại đương ra nghịch phản tâm lý nhưng không thể khinh thường. Thật đưa nàng bức gấp, nàng liền hảo hảo hồ nháo một cái cho ngươi xem. Nhìn thấy một màn này, Lê Lạc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một sợi dị dạng huyết hồng chi sắc, từ trên mặt hắn nổi lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhạc tổng lại tựa hồ như minh bạch mấy phân, nhìn điệu bộ này, cái này phái đoàn, có 8-9 phần 10 là đến từ thủ đô nha nội đảng. Không phải, thật đúng là giải thích không đi qua, vì cái gì Lê Thiếu sẽ ở đây đau khổ chờ hơn một giờ. Mấy vị này cứ việc quần áo phổ thông, nhưng khí độ bất phàm, một chút liền có thể nhìn ra, đều là thấy qua việc đời. Chỉ là một nam ba nữ, lẫn nhau quan hệ trong đó, có chút để người khó hiểu. Không biết ai cùng ai mới là một đôi, lại hoặc là, một đối ba. Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng, mà là khả năng họ rất lớn. Bây giờ những người tuổi trẻ này, chơi đến nhưng điên. Chớ đừng nói chi là đến từ thủ đô công tử ca, chơi mấy nữ hải tính cái gì. Chỉ là, cái này ba nữ hải tử không khỏi thật xinh đẹp chút, cả đám đều có thể xưng yêu nghiệt cấp độ. Nhạc tổng kìm lòng không đặng vì Tiêu Phàm lo lắng, nhìn kia tiểu thân bản, phòng bãi dương, nơi nào chịu nổi. Uyển tiểu thư, người tốt, lúc này, Lê Lạc sớm đã khôi phục bình thường, đi nhanh tới, mặt mang mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng. Lê công tử, Uyển Thiên Thiên lúc này mới không mặn không nhạt cùng Lê Lạc lên tiếng chào. Uyển tiểu thư, thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Khoảng thời gian này, Uyển tiểu thư thế nào? Hẳn là sống rất tốt ha. Vẫn được, Uyển Thiên Thiên vẫn như cũ không mặn không nhạt, tựa hồ đối với vị này Lê công tử cũng không thế nào nhiệt tình, cùng Lê Lạc trong mắt sự kích động kia không thôi thần sắc tương đối mà nói, nói Lê Lạc mặt nóng dán tại lạnh bên trên cũng không đủ. Tuấn nam mỹ nữ ở giữa, ngược lại trải qua thường xuất hiện cùng loại kiều đoạn. Càng là mỹ nữ, thì càng thận trọng. Uyển tiểu thư, mấy vị này là... Lê Lạc sắc mặt lại hơi đổi huyến, lập tức lại khôi phục dương quang sán lạn, chuyển hướng Tiêu Phàm bọn người. Bằng hữu của ta, Uyển Thiên Thiên trả lời chắc chắn, đơn giản đến cực điểm. Người tốt, Lê tiên sinh, ta họ Tiêu, Tiêu một nhóm. Thiên Thiên bằng hữu, Tiêu Phàm chủ động hướng Lê Lạc vươn tay ra, mặt mang mỉm cười. Mắt thấy Uyển Thiên Thiên không có chút nào muốn đem mọi người dẫn giới cho Lê Lạc ý tứ, Tiêu Phàm liền khai thác chủ động. Tại khách sạn này đại đường để người thẳng tiếp xuống đài không được, cũng không phải như vậy thỏa đáng. Vị này Lê công tử vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Có chút lai lịch, bao nhiêu hẳn là cho người ta lưu mấy phần mặt mũi, đây cũng là làm người cơ bản lễ tiết. Uyển Thiên Thiên cho người ấn tượng là loại kia điêu ngoa mỹ thiếu nữ loại hình, nàng có thể tại nam hài tử trước mặt không thèm nói đạo lý, Tiêu Phàm liền không thể làm như vậy. Tiêu Chân Nhân cố nhiên không sợ người khác trả thù cái gì, nhưng nên giảng cứu phong độ vẫn là phải giảng cứu. Cùng Uyển Thiên Thiên đồng dạng không chút kiêng kỵ làm việc, nhưng cùng hắn họ cách không hợp. Lê Lạc Chính không biết nên như thế nào xuống đài. Thấy Tiêu Phàm đưa tay qua đến, lập tức âm thầm thở phào một cái, ngay cả vội vươn tay cầm, mỉm cười nói, chào ngươi, Tiêu tiên sinh, ta là Lê Lạc. Ân, xem như Uyển tiểu thư người quen đi, cùng ở một bên Nhạc tổng lại phạm lên hồ đồ. Nghe vào, Lê Thiếu cùng mấy vị này thật không quen a, duy chỉ có nhận biết một vị Uyển tiểu thư, cũng vẻn vẹn chỉ là người quen, kỳ thật lạnh nhạt cực kỳ, Uyển tiểu thư đối Lê Thiếu càng là một điểm sắc mặt tốt đều không có. Nếu như không phải xem thường Lê Lạc, chính là căn bản không rõ ràng Lê Lạc địa vị. Bất quá Nhạc tổng còn có thể lý giải, coi như khác đều không đi quản hắn, vẻn vẹn Uyển Thiên Thiên cái này thiên kiều bách mị xinh đẹp, liền đầy đủ. Lê Lạc lại cao minh, cũng là nam nhân, chỉ cần là nam nhân, bị dạng này hấp dẫn, vậy liền đương nhiên. Thấy Uyển Thiên Thiên còn có thể ổn được nam nhân, là thật không nhiều. Huống chi hai vị khác, cũng là đồng dạng siêu quần bạt tụy đại mỹ nữ, ba tấm thanh tú động lòng người khuôn mặt, sáng rõ người mắt đều phải tốn. Dù coi như vui luôn luôn lớn đường vương triều khách sạn giám đốc, hòa nói bên trong thấy qua các loại mỹ nữ nhiều như cá giết sang sông, lúc này cũng giống vậy hoa mắt. Bỗng nhiên ở giữa, đã cảm thấy trước kia thấy qua cái gọi là mỹ nữ, từ sắc thực tại tầm thường cực kỳ. Tối đa cũng liền xem như nữ nhân mà thôi, mỹ nữ thật chưa nói tới. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, ở nơi nào cao liền a? Cùng Uyển tiểu thư nhận biết thật lâu đi. Lê Lạc nắm chặt Tiêu Phàm tay, cười hỏi, trong mắt tinh quang lấp lóe, tại Tiêu Phàm trên mặt không ngừng quét tới quét lui. Lê Lạc cứ việc không biết võ thuật, nhưng bình thường nhất quán chú trọng rèn luyện thân thể, bàn tay khô giáo hữu lực, 10 điểm dương quang xuất khí. Dạng này người, kỳ thật rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm của người khác, mặc kệ là cùng họ hay là khác họ.
nếu như ánh mắt của hắn không phải như vậy sắc bén. Vị này cơ hồ vừa lên đến liền trực tiếp đem Tiêu Phàm xem như tình địch. Tại thủ đô đi làm, Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều đáp, nhưng cũng chưa trái lại truy hỏi Lê Lạc tình huống. Lê Lạc đối với hắn lòng mang địch ý, kia là Lê Lạc sự tình, Tiêu Nhất Thiếu còn không đến mức như thế nhàm chán. Người nào cũng làm đối nghịch tay, động một chút lại đem nổi trận lôi đình, hôm nay muốn thu thập cái này ngày mai muốn thu thập cái kia, còn không phải mệt chết. Kia không gọi thế gia đại thiếu, kia là điển hình vô não nhà giàu mới nổi. Mắt thấy Lê Lạc còn muốn mở miệng, Uyển Thiên Thiên đã hơi không kiên nhẫn nói, Lê công tử, có chuyện gì không? Chúng ta đi dạo một ngày, hơi mệt, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Ngài nếu là không có chuyện gì, vậy liền làm việc của ngươi đi thôi. Đừng tại đây làm cho người ta ngại. Lê Lạc trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Nói thật, Lê Thiếu qua nhiều năm như vậy, thật đúng là rất ít bị người như thế khinh thường qua. Lại đừng bảo là tại hắn quen thuộc vòng tròn bên trong, đoàn người đều đem hắn khi mặt trời đồng dạng bưng lấy, coi như tại không phải rất quen thuộc vòng tròn bên trong. Người bình thường thấy hắn như thế khí độ bất phàm, bình thường cũng rất nể tình, không ít thiếu nữ thiếu phụ còn chủ động dính sát. Bình tĩnh mà xem xét, vô luận dài vẫn là khí độ, Lê Lạc đều là thượng giai nhân phẩm. Nhưng Uyển tiểu thư chính là không vì Lê Thiếu mà thay đổi, cũng gọi không thể làm gì. Uyển tiểu thư, chúng ta cũng có hơn mấy tháng chưa từng gặp mặt đi. Lúc này đã trùng hợp như vậy lại đụng phải, ta liền nghĩ. Ai, chờ một chút, Lê Lạc lời còn chưa nói hết. Uyển Thiên Thiên liền không khách khí chút nào đánh gãy hắn, mắt hạnh mở to, nhìn từ trên xuống dưới Lê Lạc, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Ta còn đang nghĩ hỏi ngươi đâu, nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ, tựa như là chuyên đang chờ ta như. Làm sao ngươi biết ta đến cố đô rồi? Làm sao biết ta ở tại cái quán rượu này? Ngươi sẽ không là đang dám thị ta đi. Lê Lạc đầu tiên là giật mình, lập tức nở nụ cười khổ, mở ra hai tay, nói, Uyển tiểu thư, ngươi đây chính là thật oan uổng ta. Ta coi như muốn theo dõi ngươi, cũng phải có điều kiện kia mới được a. Ta thậm chí ngay cả số điện thoại của ngươi cũng không biết đâu. Người khác còn chẳng ra sao cả, một bên Nhạc tổng đã triệt để choáng nặng. Đây cũng quá cái kia đi, người khác không biết Lê Lạc nội tình, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tại cái này cố đô thành phố trên mặt đất, Lê Lạc xác thực có thể xưng một cùng đại thiếu. Nếu không, hắn Nhạc tổng lấy đường đường phó cán bộ cấp sở chi tôn. Cũng không đến nỗi cam tâm tình nguyện đi theo một cái tiểu hậu sinh sau lưng cười làm lành mặt. Cái này Uyển tiểu thư nên có thật châu a. Dung mạo xinh đẹp thật đúng là có thể coi như cơm ăn, chẳng những có thể coi như cơm ăn, còn có thể làm lão đại một gương mặt lai xứ. Uyển Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp nghiêm, lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể giải thích cho ta một chút a. Hắc hắc, kỳ thật là như vậy, buổi tối hôm qua các ngươi không liền ở tại cái quán rượu này a. Ta cũng đến khách sạn tới dùng cơm. Các ngươi kêu sĩ lúc ra cửa, ta vừa vặn nhìn thấy. Còn chưa kịp chào hỏi, các ngươi liền đã đi. Lê Lạc cười giải thích, thậm chí còn gãi gãi đầu, có phần có chút xấu hổ. Buổi tối hôm qua ngoài ý muốn tại khách sạn đụng phải Uyển Thiên Thiên bọn hắn đón xe ra ngoài, trùng hợp khi đó hắn mời một vị cực kỳ quan trọng khách nhân ăn cơm, không tốt cứ như vậy đuổi theo. Về sau tại tổng quầy phục vụ tra một cái, biết Uyển Thiên Thiên liền ở tại lớn đường Vương Triều khách sạn, lập tức vui mừng quá đỗi. Lẽ ra khách sạn ở khách tin tức là không thể tùy tiện thẩm tra, nhưng cái này điều lệ chế độ tại Lê Lạc trước mặt, chính là rỗng tuếch. Buổi tối hôm qua người tiếp khách quá muộn, không tiện lại quấy rầy, hôm nay sáng sớm tới, muốn bái phỏng Uyển tiểu thư, không ngờ Uyển tiểu thư so hắn đi ra ngoài còn sớm, không biết đi nơi nào. Lê Lạc liền xuyên thấu qua thủ hạ, không ngừng hỏi thăm 3028 gian phòng khách nhân động tĩnh, biết Uyển Thiên Thiên giữa trưa không có về khách sạn, liền tại xế chiều chạy tới ngồi chờ. Uyển Thiên Thiên sẽ hay không về khách sạn ăn cơm chiều, nói thật, Lê Lạc trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có, thuần túy là ôm tìm vận may tâm tư. Chỉ cần Uyển Thiên Thiên không có ở khách sạn trả phòng, kiểu gì cũng sẽ trở về nghỉ ngơi. Cũng là trời không phụ người có lòng, thế mà chỉ cùng hơn một giờ, liền để hắn đợi đến Uyển Thiên Thiên. Chỉ là Uyển tiểu thư thái độ này, để Lê công tử rất có mấy phân phiền muộn. Chương 300, chính tông bản địa phong vị. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhìn qua có phần đáng giá nghiền ngẫm. Cái này tia tiếu dung tự nhiên chạy không khỏi Uyển Thiên Thiên đáy mắt, trên thực tế, từ khi Lê Lạc vừa xuất hiện, Uyển Thiên Thiên liền đang không ngừng quan sát Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Cứ việc nàng cùng cái này Lê Lạc, thực tế cũng không có quan hệ gì. Nhất định phải nói có quan hệ, chính là đã từng thấy qua hai về mặt, Lê Lạc hướng nàng muốn qua số điện thoại, Uyển Thiên Thiên không có đáp ứng. Nếu như không phải rất trùng hợp ở đây đụng phải,
nàng cùng Lê Lạc ở giữa, sẽ không lại phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Bọn hắn vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Lê Lạc nếu như biết được Uyển tiểu thư thân phận chân thật, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù là Uyển Thiên Thiên lại xinh đẹp, Lê Thiếu chỉ sợ cũng phải kính nhi viễn chi đi. Nhưng Tiêu Phàm cái này nụ cười ý vị thâm trường, thật có chút đem tiểu nha đầu dẫn lửa. Ta cùng hắn không phải là bất cứ cái gì, người một bộ thì ra là thế biểu lộ làm cái gì. Nói như vậy, người chuyên ở đây chờ ta trở lại. Uyển Thiên Thiên trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra ôn nhu mỉm cười, đối Lê Lạc nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Không cùng Lê Lạc đem nói cho hết lời, Uyển Thiên Thiên liền đánh gãy hắn, hỏi, đã lâu không gặp, Lê công tử là dự định mời ta ăn tiệc rồi. Lê Lạc không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, Uyển Thiên Thiên thái độ bỗng nhiên chuyển biến, Lê Lạc làm sao có thể nhìn không ra nàng là cố ý tại cùng Tiêu Phàm bực bội. Nhưng lại không biết Uyển Thiên Thiên cùng Tiêu Phàm, đến cùng là loại quan hệ nào. Bất quá Lê Lạc rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vô luận hai người bọn họ là loại quan hệ nào, chỉ ít hiện tại Uyển Thiên Thiên đã cho hắn Lê Lạc cơ hội. Cái này liền đầy đủ, cái khác, cần gì phải để ý, ta chẳng cần biết ngươi là ai đâu, muốn ôm mỹ nhân về, vậy liền đều bằng bản sự. Lê Thiếu thực chất bên trong đầu cũng không phải là một cái rất ấm lương cung kiệm để họ cách. Bây giờ thế đạo này, ai có bản lĩnh, đồ tốt liền về ai. Có bản lĩnh cướp đi, không có bản sự chết đi. Không có vấn đề, không có vấn đề, Uyển tiểu thư, Tiêu tiên sinh, các người mấy vị còn chưa ăn cơm à. Cũng thật sự là xảo, hiện tại chính là giờ cơm, vậy liền mời mấy vị nể mặt, cùng một chỗ ăn một bữa cơm à. Lê Lạc đầu xoay chuyển không phải bình thường nhanh, lập tức liền nhận lấy Uyển Thiên Thiên câu chuyện, cười mời. Mà lại rất hiểu cô gái kỹ xảo, cũng không vội suy nghĩ muốn đem Uyển Thiên Thiên cùng Tiêu Phàm tách ra. Thật làm như vậy lời nói, không khỏi lộ ra quá không phóng khoáng. Mỹ nữ bình thường đều sẽ không thích. Đến Uyển Thiên Thiên loại này đẳng cấp mỹ nữ, thật coi là bằng một bữa cơm, huyễn một chút dầu, là có thể đem góc tường này nảy ra rơi, vậy coi như quá ngây thơ. Coi là tại đi cua gái đâu. Nhạc tổng lập tức ở một bên phụ họa theo đuôi, đúng vậy a, mấy vị, tửu điếm chúng ta vô luận cơm trưa hay là cơm tây, đều còn tính là tương đối có đặc sắc. Nhạc tổng ở bên cạnh đứng lâu như vậy, sửng sốt ngay cả bị dẫn giới một chút cơ hội đều không có. Chắc hẳn cũng có mấy phân phiền muộn. Bất kể nói thế nào, lớn đường vương triều khách sạn giám đốc, phó thính cấp cán bộ lãnh đạo, tại cái này cố đô trong thành, không lớn không tiểu cũng coi như cái nhân vật, thật đúng là có thể bị người xem như không khí không thành. Mắt thấy Lê Thiếu hướng Uyển tiểu thư đại hiến ân cần, nhạc tổng từ muốn từ bên cạnh trợ bên trên một chút sức lực. Lão vui là cái người biết chuyện, biết muốn chân chính bị Lê Thiếu tán thành, tại chuyện như vậy bên trên hỗ trợ là đáng tin nhất. Nếu thật là chu toàn chuyện tốt, rất có thể từ nay về sau liền trở thành Lê Thiếu ca môn, chỉ cần Lê Thiếu tại hắn cứu cứu trước mặt nói tốt vài câu, đừng bảo là điều nhiệm cái cục trưởng, nói không chừng ngoại phóng cái khu trưởng khu ủy bí thư đều có mấy phần khả năng. Làm phó tỉnh cấp thành thị, cố đô thành phố khu trưởng khu ủy bí thư, cũng là phó thính cấp. Điều nhiệm dạng này chức vụ, nhạc tổng cấp bậc là đầy đủ, thực quyền tự nhiên rất khác nhau. Lê Lạc rồi mới lên tiếng, a, quên cho mấy vị giới thiệu. Vị này là nhạc tổng, đại đường khách sạn giám đốc, bằng hữu của ta. Nhạc tổng vội vàng hướng Uyển Thiên Thiên vươn tay ra, luôn miệng nói, Uyển tiểu thư, chào ngươi, hoan nghênh vào ở chúng ta lớn đường vương triều khách sạn, ta đại biểu khách sạn toàn thể cán bộ nhân viên, đối mấy vị biểu thị nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Trong bất chi bất giác, liền dùng tới trên quan trường tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Trên bản chất, nhạc tổng không là thương nhân, mà là cán bộ. Đối nhạc tổng đưa qua đến tay, Uyển Thiên Thiên làm như không thấy, chỉ là gật đầu cười. Tuyệt không phải là cái gì người, Uyển đại đương gia đều cùng hắn nắm tay. Có thể cho cái khuôn mặt tươi cười, kia hay là bởi vì Uyển đại đương gia hôm nay tâm tình không tệ. Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên bên ngoài đồng hồ bay dương nhảy thoát, kỳ thực tại chuyện nam nữ bên trên, phi thường bảo thủ. Cho tới nay, trừ Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên còn không có cùng cái kia cái nam tử trẻ tuổi kéo qua tay, mà lại thân ở giang hồ, ngay cả nắm tay dạng này lễ tiết. Đều rất ít khi dùng đến. Cũng may nhạc tổng trải qua khảo nghiệm, rất có gắng chịu nhục bản sự, Uyển Thiên Thiên không cùng hắn nắm tay, hắn cũng không tức giận, lập tức chuyển hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngược lại là cùng hắn nắm tay khách khí một câu. Uyển tiểu thư, hai người mỹ nữ này là. Cùng nhạc tổng cộng Tiêu Phàm nắm tay hàn huyên hoàn tất, Lê Lạc rốt cục nhín chút thời gian đến thăm hỏi hai vị khác đại mỹ nữ tình huống căn bản. Không phải nói Tân Lâm Đường Huyên không bằng Uyển Thiên Thiên xinh đẹp, mà là mọi thứ phải để ý cái thứ tự trước sau. Tối nay,
Lê Lạc liền là hướng về phía Uyển Thiên Thiên đến. Chính phụ rõ ràng, hỏa lực muốn tập trung. Giả sử thấy cái khác mỹ nữ, lập tức quả quyết đem Uyển Thiên Thiên phiết qua một bên, chỉ sợ hắn ai cũng không cua được. Cua gái việc này, mặc dù thủ đoạn khác nhau, nhưng một chút cơ bản nguyên tắc, vẫn là phải tuân thủ. Vị này là Tân Lâm, đại tỷ của ta, vị này là Đường Huyên, nhị tỷ. Uyển Thiên Thiên giới thiệu, cũng là độc đáo thú vị. Tân Lâm lập tức liền chừng nàng một chút, mình lúc nào thành nàng đại tỷ rồi, thành anh em kết bái còn là thế nào. Uyển Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, chứng chạc đàng hoàng, căn bản liền không giống như là nói đùa dáng vẻ. Nhưng lấy Tân Lâm họ tử, tự nhiên tuyệt sẽ không hướng Lê Lạc làm nhiều giải thích. Lê Lạc lại không phải bằng hữu của nàng, mà lại Tân Lâm không có từ Lê Lạc trên thân cảm nhận được cái gì khí tức nguy hiểm, vậy đã nói rõ hắn cũng khả năng không lớn là địch nhân. Đã như vậy, Tân Lâm thậm chí cùng Lê Lạc nói thêm mấy câu hứng thú đều không đáp lại. Đại tỷ liền đại tỷ tốt, Đường Huyên hé miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng ngược lại là có thể mơ hồ đoán được Uyển Thiên Thiên ý đồ kia. Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên hòa nói bên trong làm việc xảo trá tai quái, nhưng Đường Huyên cùng nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cuối cùng, Uyển Thiên Thiên cũng là hoài xuân thiếu nữ. Đại tỷ, Lê Lạc cũng sững sờ ngơ ngác một chút, Uyển Thiên Thiên hóa trang 10 phần trẻ tuổi, nhìn qua, Tân Lâm là so Uyển Thiên Thiên lớn 1-2 tuổi, nhưng làm sao Đường Huyên lại là nhị tỷ. Đường Huyên rõ ràng so Tân Lâm còn muốn năm thứ 3 đại học 4 tuổi. Bất quá, Lê Lạc lập tức lại khôi phục bình thường, biết chuyện như vậy không thể truy đến cùng. Hắn cùng Uyển Thiên Thiên giao tình, còn chưa tới cái kia phân thượng. Đêm nay chỉ cần có thể mời bọn họ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, muốn tới phương thức liên lạc, chính là đại thắng lợi. Nếu sau bữa ăn còn có thể mời cùng đi hát cái ca giải trí một chút, tự nhiên không thể tốt hơn. Lại từng bước một tới, hai vị tốt, Uyển tiểu thư, Tân tiểu thư, Đường tiểu thư, Tiêu tiên sinh, mời tới bên này. Lê Lạc nhiệt tình mời, ngay tại lớn đường Vương Triều khách sạn mời khách, cũng là thuận tiện. Tân Lâm hai chân một mực khảm ngay tại chỗ, không nhúc nhích, lạnh nhạt nói, nghe nói, tốt lại đến, thịt dê ngâm bánh bao không nhân làm được rất địa đạo. Tốt lại đến, Lê Lạc lần nữa trố mắt, hiển nhiên, hắn căn bản liền không nghe nói cái tên này. Huống hồ, chỉ cần nghe xong cái tên này liền biết, sẽ không là cái gì cấp cao nơi trốn, làm sao nghe làm sao giống như là cái đại bài đương. Lê Thiếu từ nhỏ đến lớn, thật rất ít tại đại bài đương ăn qua. Có lẽ lúc còn rất nhỏ nếm qua, nhưng bây giờ tự nhiên đã sớm không nhớ rõ. Nhạc tổng trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái, tựa hồ cũng là lần đầu đụng phải dạng này quái sự. Có người mời khách tại lớn đường Vương Triều khách sạn ăn cơm, kết quả khách nhân thế mà đưa ra muốn đi ăn đại bài đương. Đây không phải trước mặt mọi người đánh hắn vị này lớn đường Vương Triều giám đốc mặt a. Tân Lâm thần sắc tự nhiên, mảy may đều không có cảm thấy mình đề nghị này có gì không ổn. Nàng vốn chính là như vậy họ cách, trong thế tục cái gọi là cấp cao khí quyển cùng nàng có gì tương quan. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đã đến cố đô, xác thực hẳn là thử một chút địa đạo bản địa phong vị. Lê Thiếu cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nói, Tân tiểu thư thích ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân. Không có vấn đề, không có vấn đề, nhạc tổng, các người khách sạn đầu bếp, hẳn là sẽ làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân a. Nhạc tổng vừa cười vừa nói, Lê Thiếu yên tâm, chỉ cần là cố đô khách sạn, liền không có cái nào đầu bếp sẽ không làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân. Thịt dê ngâm bánh bao không nhân nguyên bản là cố đô nổi tiếng nhất phong vị quả vặt, thậm chí tại toàn bộ Tần Quan Bớt, toàn bộ lớn Tây Bắc, đều đại danh đỉnh đỉnh. Muốn ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân lời nói, đến cố đô xem như đến đúng rồi. Sẽ làm là sẽ làm, có phải là làm được rất địa đạo, vậy liền không nhất định. Mắt thấy Tân Lâm không chút nào vì đó mà thay đổi, Uyển Thiên Thiên liền ở một bên nói. Đã từ Tân Lâm miệng bên trong nói ra tốt lại đến cái tiệm này tên, tối nay hoặc là đoàn người đều không ăn cơm, nếu như muốn ăn cơm, kia liền không thể lại đi địa phương khác, không phải là tốt lại đến không thể. Nói thật, Uyển Thiên Thiên tại Tiêu Phàm trước mặt xảo trá tai quái, trong đầu thật là có điểm sợ hãi Tân Lâm. Cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ, cũng bởi vì Uyển Thiên Thiên đã đem Tân Lâm coi như đại tỷ. Nghe Uyển Thiên Thiên cũng nói như vậy, Lê Thiếu lại không chần chờ, lập tức quay đầu đối vui luôn nói, nhạc tổng, đã mấy vị quý khách đều muốn đi tốt lại đến ăn bản địa phong vị, vậy liền không làm phiền ngươi đầu bếp. Ngươi biết, tốt lại đến, ở nơi nào sao? Ta có chút không lớn nhớ được, đâu chỉ là không nhớ rõ, mà là căn bản liền không có đi qua. Những này tiểu nương môn thật đúng là khó hầu hạ, nhạc tổng ngầm cười khổ một tiếng, ở trong lòng đầu oán thầm không thôi. Trên mặt lại càng thêm tiếu dung sán lạn,
nói, xem ra mấy vị đối với chúng ta Cố Đô 100 năm lão điếm hiểu rất rõ a. Tốt lại đến, thịt dê ngâm bánh bao không nhân xác thực làm được địa đạo. Đến, mấy vị, mời tới bên này. Nhạc tổng tay một dương, eo khẽ cong, làm cái mời tư thế xin mời, lại là dự định muốn đích thân cho bọn hắn dẫn đường. Nhắc tới cũng khó trách, hôm nay bồi tiếp Lê Bớt ở chỗ này ngốc cùng hơn một giờ, mới đợi đến mấy vị này cô nãi nãi, nói thế nào cũng muốn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Không vì cái gì khác, nhất định phải tranh thủ tại Lê Thiếu trong lòng lưu lại đủ ý tứ ấn tượng tốt. Không phải, thật đúng là tính không ra, đem nhạc tổng một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, Lê Lạc âm thầm thở phào một cái. Nhưng không cần phải chỗ bắt người hỏi đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.